cho dù là mấy đứa nhỏ tinh danh ngày thường cũng không dám tự tiện nằm bò lên nhìn lén qua khai cửa dù sao lúc này trong viện có lão tộc trưởng ghé đến kẻ mạnh võ linh trong truyền thuyết này là sự tồn tại như một vị thần ở trấn thanh hà trong mắt mấy đứa nhỏ vạn phần kính sợ ngay cả thiên tính tò mò lúc bình thường cũng giảm bớt không ít lại nghĩ đến thành bại hôm nay có liên quan đến tiên sinh lại càng hồi hộp ngoan ngoãn hơn toàn bộ đều hiểu chuyện chờ bên ngoài học được không ngừng cầu nguyện tiên sinh có thể gia nhập dưới trướng lão tộc trưởng mai cửa là cảnh tượng yên lặng căng thẳng trong viện lại cực kỳ hòa hợp ông lão tóc bạc tinh thần quắc thước yên tĩnh ngồi trên ghế vỗ bên cạnh vuốt dâu đánh giá đôi mắt sáng suốt nhìn kỹ một lúc vuốt dâu trầm ngâm rất lâu từ đầu đến cuối không hề nhận ra thanh niên ngồi cùng bàn có chỗ nào đặc biệt chẳng qua chỉ là cân cốt phàm nhân bình thường mà thôi không hề khoa trương khi nói rằng tư chất này là loại tầm thường ở trấn thanh hà cho dù như vậy ông lão vẫn không để lộ vẻ khác thường nào ngương mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa lật đầu lên tiếng vô cùng thân thiện ồ không tệ dịch tiên sinh dung mạo tuấn tú khí độ nho nhã gần đây lão phu rất hay nghe nói hôm nay được gặp không hổ là ngươi đọc đủ loại thi thư lên tiếng là khanh ngợi không bày vẻ cao nhân cũng không tỏ vẻ kẻ mạnh võ linh giống như trưởng bối người thân trong mắt lóe lên ánh sáng hiền từ dường như rất xem trọng dịch phong tiên sinh dạy học duy nhất trấn thanh hà này sau đó mới nói rõ chân tướng nhưng mà tuổi tác của ngươi dường như đã qua nhược quán căn cốt định hình linh tính có hạn trừ phi dùng tôi thể đan cực phẩm mịch thiên sửa mệnh có lẽ mới được vài phần cơ hội đáng tiếc tôi thể đan thật sự quá quý giá chỉ có thế gia đại tộc nào đó mới sở hữu được cho dù là lão phu cũng chỉ có lòng mà không có sức nếu ngươi bước vào con đường tu tiên sợ là khó thành công không phải là hành động sáng suốt sự thật mà ông lão nói ra có chút đau đớn nhưng sau khi khai ngợi xong mới nghe thấy ngược lại thuận tay hơn một chút hiện rõ ấy không tầm thường chắc chắn đã có rất nhiều trải nghiệm phong phú tê tinh về lý câu này không còn gì để soi mói nữa dịch phong rất bình tĩnh không hề lên tiếng ngay Ngụy Tiểu Vi bên cạnh lại sốt ruột, Làng lẽ đến gần thấp thỏm hành lễ, "Lão tộc trưởng, đây." Vừa cất lời, ông lão đã nhìn thấu sắc mặt nàng. Mỉm cười phất tay bảo, "Không vội, không vội." Tuy hắn không thích hợp con đường tu tiên, nhưng nếu có lão phu chỉ điểm, luyện tập vài thuật phòng thân vẫn không thành vấn đề, cho dù sau này có vô tình gặp yêu thú cũng có thể tự bảo vệ, chỉ cần ở chấn Thanh Hà ta một ngày, cả chấn chúng ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn, có được lời hứa này, người tiểu vi mới thở phào nhẹ nhõm ngoái nhìn dịch phong rất lâu cũng không lên tiếng châm trước một lúc lặng lẽ đến gần mỉm cười an ủi tiên sinh con đường tu tiên không thể cưỡng cầu ngài cũng không cần nụt trí lão tộc trưởng đã nói ngài là người đọc đủ loại chi thư tài năng văn chương mới là hiếm có nhất đã vượt qua đa số những người chấn thanh hà chúng ta sau này ngài theo lão tộc trưởng học thuật phòng thân chính là văn võ song toàn càng là người nổi bật nhất chấn thanh hà ta tương lai dù có gặp bất kỳ nguy hiểm gì chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngài hơn nữa tu vi của ta cũng khá lợi hại Nhà chúng ta cách học đường không xa, chắc chắn bảo vệ ngày lúc nào cũng bình an. Nói đến cuối cùng, âm thanh tiểu cô nương càng lúc càng nhỏ, gương mặt ửng hồng cũng cúi thấp hơn một chút, dung mạo thanh tú thêm vài phần xinh đẹp. Ý tốt của ông lão hiếm có, người cô nương cũng thật lòng quan tâm. Đối diện với người dân chất phác như vậy, trong lòng Dịch Phong chỉ thấy ấm áp đã lâu chưa cảm nhận được, còn về những thứ khác trong mắt hắn đã sớm không quan trọng, bất kể là sống chết vinh nhục hay tu vi cao thấp, đã tan biến như làn gió từ lâu đối mặt với ánh mắt mong đợi của hai người diệp phong phối hợp không khí mỉm cười hành lễ nếu đã như vậy đa tạ lão tộc trưởng cuối cùng ngụy tiểu vi thở phào nhẹ nhõm mức mắt nở nụ cười lão tộc trưởng cũng vuốt sâu gật đầu mặt mang ý tốt trong lúc mỉm cười tán thưởng lấy ra một quyển sách từ trong tay áo tốt tốt tâm tính tiên sinh trầm ổn đúng là hạt giống hiếm có có tâm cảnh bậc này lúc tu luyện chắc chắn sẽ có thành tựu luyện thuật phòng thân là điều trong tầm tay đây là thuật luyện thể truyền lại các đời trong tộc ta ngươi nhận lấy đọc nhiều một chút, chờ sau khi thông suốt lão phu sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi. Dịch Phong nhận sách, nhiều kỹ lòng tốt này, Ngụy Tiểu Vi thấy thế càng thêm mạc nhiên mừng rỡ, mắt nhìn Dịch Phong càng thêm hân hoan, như thể trông thấy thanh niên có chí hướng trầm ổn tiến về trước, từ đây trỗi dậy, trong viện bỗng dương có loại không khí phấn chấn dễ chịu không nói nên lời. Ngay cả ánh mắt ông lão cũng vui vẻ hơn, lưu ý thấy thần thái trầm ổn của Dịch Phong, không khỏi tán thưởng thêm vài phần, mượn cơ hội này, thuận tiện chỉ điểm nhiều hơn vài công, Dịch tiên sinh, nếu ngươi muốn bắt đầu tu luyện có vài chuyện cũng nên tìm hiểu đôi chút, đại đạo minh mông, khoảng cách một bậc như trời với đất, ngươi có biết cấp bậc tu sĩ và làm sao đoán được cao thấp không? Diệt Phong còn chưa lên tiếng, ông lão đã mỉm cười. Toát ra khí độ tiền bối sâu xa khó lường, nói ra cũng thật hổ thẹn. Tuy lão phu là kẻ mạnh võ linh, trong mắt người bình thường cực kỳ khủng khiếp, nhưng nếu nhỉ khắp đồng đạo tu tiên trong thiên hạ cũng chẳng đáng nhắc đến. Ngụy Tiểu Vi nghe vậy ngạc nhiên, như thể đang nghe chuyện bí mật, nhếch mặt ông lão nghiêm túc, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ phía trên lão phu còn có cảnh giới võ vương giơ tay mở núi phá ná thần nhiên lên trời xuống đất sau võ vương chính là võ hoàng đó mới là đại năng chân chính bễ nghĩa thiên hạ Nhiều lúc đầu khi lão phu đi khắp nơi trải nghiệm khổ luyện may mắn được trông thấy phong thái của thương hoàng triệu tuyệt đông đại nhân trong buổi luận kiếm một thương quét ngang trong ngàn anh tài thật sự là vô địch cái thế uy lực của võ hoàng vô cùng khủng khiếp ta so với thương hoàng chẳng qua chỉ là con kiến nhân vật như thương hoàng mới là người tu đạo chân chính thiên kiêu vô địch đủ để lưu danh hậu thế nghe đến đây dịch phong không có phản ứng gì toát nhìn giống như bị dạ ngụy tiểu vi lại biến sắc hoảng hốt đứng dậy làm sao có thể lão tộc trưởng ngay cả ngài cũng thu xa thương hoàng đại nhân sao lẽ nào ông ta đã đến đỉnh cao của đại đạo nghe vậy ông lão không trả lời ngay chỉ nở nụ cười khổ chậm rãi đứng lên ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận một lúc gương mặt đầy nếp nhân đọng lại niềm khát khao hướng về trước bây giờ mới cảm khái khẽ than đỉnh cao đại đạo tu đạo minh mông đâu phải thứ chúng ta có thể với tới cho dù tài ba như thương hoàng đại nhân cũng còn lâu mới đi đến điểm cuối của đại đạo còn về đủ loại cảnh giới bên trên võ hoàng ta cũng chỉ nghe nói sơ qua tiên cảnh trong truyền thuyết lại càng xa xôi vời vợi sự tồn tại đó ngay cả ngẩng đầu nhìn chúng ta cũng không có tư cách đời này nếu có thể trông thấy tiên nhân cũng đủ để mình cười số suối vàng rồi lời nói kinh người vừa rước ngụy tiểu vi hoảng hốt không nói nên lời nếu không phải do lão tộc trường kể Nào ta hoàn toàn không biết trên đời còn có kẻ mạnh khủng khiếp như thương hoàng giờ phút này nào ta mới ý thức được thế giới rộng lớn đến mức nào. Nỗi chấn động cực lớn lan tràn khắp tiểu viện. Một già một trẻ liên tục cảm khái. Một lúc sau, lão tộc trưởng mới hoàn hồn, mỉm cười truyền chủ đề. Hát. Lão phu nói hơi xa rồi. Dịch tiên sinh không cần quá để ý. Những đại năng trong truyền thuyết kia không phải người chúng ta có thể so sánh. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện tương lai chắc chắn có thành tựu, ít nhất đủ để yên ổn trong loạn thế. Lão phu nhất thời cảm khái nói nhiều như vậy, chỉ muốn ngươi hiểu thế giới này người tài ba rất nhiều chúng ta không thể tự coi nhẹ chính mình càng không được như ếch ngồi đáy giếng nghe lời nói tha thiết như vậy diệp phong khẽ gật đầu đáp trông thấy dáng vẻ chồng ổn như thế Người tiểu vi càng thêm không phục lão tộc trưởng cũng rất vui mừng thầm bào trẻ nhỏ dễ dạy thật không hổ là văn sĩ nho nhã chuyện lớn đã quyết định xong lão tộc trưởng hài lòng rời đi ba người mở cửa viện cung kính tạm biệt mấy đứa nhỏ chờ đợi đã lâu sắc mặt căng thẳng lập tức bao vây trước cửa thấy ánh mắt thuần khiết thấp thỏm của bọn nhỏ lão tộc trưởng đồng thời khích lệ những hạt giống của trấn thanh hà tất nhiên cũng không quên nể mặt dịch phong bắt đầu từ hôm nay dịch phong tiên sinh sẽ được lão phu chỉ dạy đại đạo minh mông cần phải đặt chân vào thực địa dịch phong tiên sinh am hiểu sâu sắc đạo lý này thật sự là anh tài hiếm có lão phu vô cùng vui mừng tương lai chắc chắn hắn sẽ có thành tựu các ngươi cũng phải lấy tiên sinh làm gương đọc nhiều thi thư dốc lòng tu luyện tranh thủ văn võ song toàn như tiên sinh trở thành niềm tự hào của trấn thanh hà chúng ta lời nói mạnh mẽ vang vọng khắp nơi không chỉ mấy đứa nhỏ trước cửa kích động ngay cả dân chúng và phụ huynh trong trấn cũng mang theo ý cười hương phấn trấn nhỏ tràn ngập hương vị khói lửa như đang tỏa sáng hào quang mới mẻ sau khi việc này truyền ra trong tiếng bàn tán đầu đường cuối ngõ đều tràn ngập hy vọng mấy ngày trôi qua sau khi lão tộc trưởng đến thăm học đường đám nhỏ học tập càng thêm khắc khổ nghiêm túc ai nấy đều tràn ngập nhiệt huyết tiến lên ngay cả phụ huynh thỉnh thoảng ra ngoài đưa đón cũng đong đầy niềm vui có không khí học tập tốt như vậy diệp phong vui đến độ nhàn nhã tự tại Bớt đi rất nhiều lời thoại ân cần chỉ bảo, ngày tháng trôi qua càng thêm hài lòng, cuộc sống cũng thành thơi hơn. Lại đến hoàng hôn tan học, đắc lại lời chào tạm biệt của nhóm học sinh, Diệp Phong nở nụ cười bà gì, trong lòng có chút cảm giác thành tựu, ít nhất hắn ở đây trôi qua thoải mái. Cận tiện dạy dỗ đám nhỏ, không ngủng công bận rộn, đáng tin hơn cái kiểu tình chết kia nhiều, mấy chuyện phiền lòng đó, hắn đã nhìn rõ ràng hết rồi, nhăn nhã vui vẻ, trở về trong viện, trong nhà bếp chất đầy đồ ăn đồ uống trong phòng cũng có rất nhiều y phục mới đều là tấm lòng của người dân được ngụy cô nương truyền giao lại không lo ăn uống không phiền ăn mặc sắp mở được cửa hàng luôn rồi thật sự có thể coi là phiền não hạnh phúc không thể không nói người dân ở đây thật sự quá chất phác hắn chẳng qua chỉ dạy đọc sách viết chữ cũng không phải chuyện lớn gì thế mà người ta vẫn cảm kích mỗi ngày ngụy cô nương đều đến đưa đầu nhiệt tình đến độ khiến người ta không chịu nổi nếu không phải thấy nhiều người đều nhiệt tình hỏi tham như thế diệp phong sắp có ảo giác cho rằng tiểu cô nương này có ý với hắn mượn danh nghĩa phụ huynh đến tặng đồ Nhà nhã đi lại trong viện diệp phong chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đã quen với những ngày tháng không lo lắng yêu phiền trước mắt chỉ là ngày nào cũng ở học đường dần ra cũng không phải chuyện tốt một là trừ dạy học xử lý đám nhóc phá phách ra cũng không còn việc gì làm nữa ít nhiều cũng hơi nhàm chán hai là cả ngày ăn rau dương người ta tặng hắn cũng sắp mập rồi trong lúc buồn chán diệp phong ngước mắt nhìn về ngọn núi sau nhà cây danh tươi tốt chim chóc bay lượn cảnh sắc xinh đẹp phản chiếu trong ánh chiều tà như bức tranh sơn thủy đầy ý cảnh hắn trông mà hào hứng lòng đầy mong mỏi lâu rồi không đi săn chi bằng đi dạo một vòng trong núi nói không chừng săn được thứ gì đó ăn vào càng ngon hơn lẩm bẩm một câu diệp phong càng có động lực Tờ chấn nhỏ chất phác này cơ bản đều là thân thích ở chung với nhau hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện khác đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường là trạng thái rất bình thường hắn đi thẳng ra cửa lớn nhàn nhã dễ phải đi về phía ngọn núi sau học đường ai ngờ còn chưa bước qua bức tường ngoài học đường đã gặp phải ngụy tiểu vi đang đi đến nàng ta mặc váy dài màu xanh hình như là đồng mới thoạt nhìn sạch sẽ vọn vàng mái tóc đen dài cũng được buộc lên cẩn thận tuy thiếu chút phấn son nhưng lại càng xinh xắn đáng yêu hơn gấp mấy lần lúc bình thường thấy cuộc sống của người ta càng ngày càng tốt dịch phong mỉm cười ân cần hỏi han người cô nương cô lại săn được yêu thú gì thế người tiểu vi gật đầu hành lễ mặt hơi ửng hồng dịch tiên sinh hữu lễ hôm qua quả thật bắt được một con yêu thú đổi không ít năng lượng, chia ra cũng đủ chi phí cho mấy tháng tới. Nghe nói dịch tiên sinh sắp luyện võ với lão tộc trưởng. Có chút thịt yêu thú, mọi người đều muốn tặng ngài. Nói đoạn, hai tay tiểu cô nương đưa qua gói lá sen, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Thấy thịnh tình như vậy, Diệp Phong cảm kích vật đầu, hắn rất rõ ràng cuộc sống của những người này không dễ dàng, lập tức lên tiếng uyên truyền từ chối, giọng điệu nghiêm túc hơn không ít, ngụy cô nương. Mọi người không cần khách sáo như thế, Mấy ngày này những món ăn đồ mặc mọi người đưa cho ta đã nhiều lắm rồi, một mình ta cũng không dùng hết, thịt yêu thú thật sự có chút quý trọng, nói thế nào cũng không nhận được. Lòng ta xin nhận ý tốt, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Nghe lời nói nghiêm túc, Người Tiểu Vi cắn môi đỏ một lúc, chỉ đành tiếc nuối bỏ qua, bất đắc sĩ lấy lại gói lá sen. Bây giờ mới tiếp tục quan tâm lên tiếng, tiên sinh, trời sắp tối rồi, một mình ngài ở đây là muốn lên phố mua đồ ăn sao. Nếu không hét bỏ, chi bằng đến nhà ta dùng cơm tối nhé đối diện với lời mời nhiệt tình dịch phong chỉ đành nói rõ suy nghĩ trong lòng đa tạ ý tốt của ngụy cô nương ta không phải mua đồ ăn chỉ là thấy phong cảnh trên núi xinh đẹp ta nhàn rỗi không có việc gì làm muốn lên đó đi dạo ngắm cảnh sắc núi hoàng hôn ai ngờ vừa dứt lời ngụy tiểu vi đột nhiên biến sắc ta à, tiên sinh tuyệt đối không được tùy tiện lên núi núi này thoạt trong phong cảnh đẹp đẽ nhưng bên trong có không ít yêu thú nếu không phải lão tộc trưởng từng lập pháp trận dưới chân núi Tiêu thú đã sớm lũ lượt xông vào thị trấn. Lai thì... một mình lên núi, thật sự quá nguy hiểm, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mấy câu như nguy hiểm tính mạng, Diệp Phong thật sự đã nghe quá nhiều, nếu là trước đây hắn không rõ thực lực của mình, có lẽ sẽ hơi mong đợi. Cho rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ tìm chết, nhất định phải thử xem sao. Lúc này, trong lòng Diệt Phong chỉ còn lại sự bình tĩnh, hắn đã trải qua quá nhiều, quá nhiều nỗi thất vọng rồi, nhiều đến độ chết tâm. Mỉm cười đáp lời, giọng điệu như thường, không sao cả ta chỉ tùy tiện đi dạo cũng không vào sâu cô cứ yên tâm ngụy tiểu vi nghe vậy mày liễu khẽ cong dường như vẫn không yên tâm suy nghĩ một lúc, vẫn khuyên nhủ thêm dịch tiên sinh, thật sự không thể một mình đi lên núi thanh mang này nếu ngài thật sự muốn lên núi ngắm cảnh chi bằng ngày mai chúng ta cùng đi vừa khéo ta cũng phải lên núi cùng tiểu đội săn yêu thú vì gần đây thu hoạch không ít cho nên sẽ không vào sâu chỉ đi tuần bên ngoài như thường lệ chắc chắn không có nguy hiểm gì đúng lúc thích hợp đi cùng với tiên sinh, cho nên nếu tiên sinh thấy được, ngày mai ta sẽ chờ ngài dưới chân núi, nếu không ta tuyệt đối không để ngài lên núi. Tiểu cô nương càng nói càng nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên bướng bỉnh, dường như rất kiên trì, đối mặt với vẻ quan tâm này, Diệp Phong không nhịn được mỉm cười, chỉ đành lùi bước đáp. Được rồi, hoàng hôn ngày mai, chúng ta không gặp không về. Nghe thấy cao mày, ngụy tiểu vi mới nở nụ cười, sau khi phụng họa trả lời, như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui, ngay cả nỗi lòng mất mát vì không tặng quà được ba nãy cũng đã tan biến sạch sẽ Bóng dáng xinh đẹp chạy bước nhỏ rời đi dưới ánh hoàng hôn phất tay cười tươi như hoa dịch tiên sinh ngài nhất định phải nhớ hoàng hôn ngày mai không gặp không về mặt trời mọc rồi lạng chớp mắt đã đến hoàng hôn trấn thanh hà vẫn lượn lờ khói bếp như ngày thường nhà nhà trải qua một ngày lao động phần lớn đều bắt đầu nghỉ ngơi nấu ăn từ lâu quán trà trên phố cũng đã đến giờ đông khách cả trấn nhỏ tràn ngập vui vẻ đám chìm trong vẻ yên lành bình thường, với dân chúng mà nói. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, đây là định lý đời đời kiếp kiếp cũng là tiêu chuẩn sống an ổn, có thể ăn no mặc ấm, sau bữa cơm uống trà trò chuyện trên trời dưới đất để tiêu khiển nghỉ ngơi, lắng nghe đủ loại chuyện của người tu chân trong truyền thuyết, thầm nói vài câu kinh khủng đáng sợ, chính là khoảng thời gian vui vẻ an nhàn. Mai cửa học đường, đám nhóc tuổi tác khác biệt liên tục chào tạm biệt, hào hứng về nhà ăn cơm, cũng có vài đứa nghịch ngợm giật đuổi nhau pha trò tiếng cười tràn ngập niềm vui trẻ thơ. Mắt thấy bóng dáng mấy đứa nhỏ đi xa trong ánh chiều tà, Diệp Phong vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, lại một ngày dạy học ăn lòng trôi qua, cuộc sống dạy học như vậy. Tất nhiên hơi buồn tẻ, như lại an ổn thoải mái, cho người ta cảm giác tự tại nhẹ nhõm, mỗi ngày thấy học sinh tiến bộ cố gắng đọc sách, quả thật khiến người ta có chút cảm giác thành tựu, cuộc sống bình thường như chấn nhỏ này, mỗi ngày đều âm trầm lặng lẽ vững bước tiến lên, khắp nơi đều có thu hoạch, huống hồ hôm nay còn có thể cùng đi vào núi săn bắt, cuộc sống lại có thú vui mới mẻ. Sao có thể thật sự buồn chán được chứ? Diệp Phong chậm rãi đi về phía chân núi Thanh Mang, gương mặt mang theo ý cười mong chờ nhàn nhạt, không lâu sau. Hắn đã đến dưới chân núi, trước mắt đã có một nhóm người ngồi trên hòn đá lớn ven đường chờ đợi rất lâu, người đó mặc đồ trang bị tinh xảo, có áo giáp da hổ thân. Vừa nhìn đã biết là thợ săn lão luyện, thấy Dịch Phong vừa bước đến, mọi người liên tiếp đứng dậy mỉm cười chào hỏi, dịch tiên sinh đến rồi, tiên sinh hữu lễ. Người Tiểu Vi là người quen thuộc nhất cũng ăn mặc ra dặn, thân hình thanh tú được áo giáp da tôn lên càng thuần khiết hơn, lại thêm vài phần khí chất oai hùng, so sánh với những người khác, trong mắt nàng ta lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng mỉm cười bước lên chào hỏi, đồng thời nhiệt tình giới thiệu, "Tiên sinh ngài thật sự đến rồi, tốt quá." Đội trưởng Từ nghe nói ngài muốn lên núi, cố ý đến dẫn dắt chúng ta, chuyến đi này chắc chắn không có gì sơ suất. Đội trưởng là kẻ mạnh cảnh giới võ dư, là cao thủ thứ hai mà Trấn Thanh Hà chúng ta mời đến, lão tộc trưởng nói tương lai đội trưởng từ đây triển vọng cho dù vào sâu trong núi thanh mang cũng nắm chắc được vài phần sau khi người tiểu vi như người giới thiệu người dẫn đầu bước ra với vẻ mặt uy nghi, dâu quai nón tăng thêm khí thế thoạt nhìn rất có phong phạm của kẻ mạnh mặc cho mọi người đều chăm chú nhìn hắn ta với vẻ cung kính người này lại mỉm cười ung quyền với dịch phong ánh mắt lộ vẻ ôn hòa khiêm tốn dịch tiên sinh hữu lễ ta tên từ phụng minh mặt dày đảm nhiệm trước đội trưởng đội săn yêu của trấn thanh hà miễn cưỡng có chút tu vi có thể đảm bảo chuyến này bình an, nhưng tuyệt đối không nhận nổi lời nâng đỡ của mọi người. Ta chẳng qua chỉ là người tu đạo bình thường mà thôi, nếu dịch tiên sinh không chê. Ta lớn hơn vài tuổi, ngươi có thể gọi ta một tiếng từ đại ca, lời lẽ khiêm tốn, sắc mặt chân thành, với thị trấn mà nói người này quả thật có chút tư chất, nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, trong mắt vẫn mang theo vài phần khiêm tốn của người rất thân bần hàn, có thể không quên bản chất khi đã ở cảnh giới đại sư, cũng không có biểu hiện vinh váo tự đắc quả thật là người trung hậu đối diện với ý tốt thân cận này diệp phong cũng khách sáo mỉm cười đáp lời nếu đã như thế đành phải làm phiền từ đại ca rồi ngôn ngữ bình dị gần gũi lập tức khiến mọi người có hào cảm vị tiên sinh này không giống như loại người thối nát khó gần trong truyền thuyết tuy tay trói già không chặt nhưng cũng có bản sắc già dặn của nam nhi là người có tính tình thoải mái rộng rãi mọi người nhìn nhau cười lớn không khí càng thêm hòa hợp sau khi từ phượng minh phất tay lớn tiểu đội đi săn vững vàng xuất phát có vị đội trưởng lợi hại mở đường những người còn lại theo sát phía sau đều có lòng tin sẽ nhẹ nhàng hơn không ít dịch phong được bảo vệ bên trong tuyệt đối không có chút sơ suất nào tiểu đội tiến bước không nhanh không chậm trên mặt ai nấy đều đong đầy niềm vui so sánh với sự căng thẳng nghiêm túc khi đi săn ngày trước chuyến này giống buổi dạo chơi ngoại thành hơn không khí tràn ngập vui vẻ nhẹ nhõm không đến nửa canh giờ tiểu đội đã đi đến lưng trường núi thanh mang vẫn có thể tắm mình trong ánh hoàng hôn ấm áp cuối cùng cách nhau một ngọn núi ngày đêm phân rõ quay lại nhìn số toàn diện chấn thành hà đã nghi ngút khói bếp đèn đón rực rỡ tọa lạc tại vị trí tuyệt vời có núi sông vườn quanh tựa như một bức tranh nhẹ nhàng ngơi thế ngoại đào viên cảnh đẹp thế này không khiến người ta chấn động như những vùng núi sông nổi tiếng nhưng cũng có vẻ tự tại thích ý nhẹ nhõm sau khi trải qua ngàn vạn phồn hoa ngoái đầu nhìn lại như tỉnh khỏi cơn mơ trở về cuộc sống an ổn một bát cháo một bữa cơm dù thanh đạm nhưng cũng khiến người ta có cảm giác an tâm và ấm lòng chân thật giờ phút này diệp phong mới cảm nhận mình đang sống một kích rõ ràng càng có thêm cảm giác thuộc về cuộc sống giản dị trước mắt này tức cảnh sinh tình không khỏi xuất khẩu thành thơ dựng lời trốn nhân gian không màng danh với lợi hỏi người có thấu hiểu lòng trải rộng trời cao hoa cúc vào đông dụng kỳ đi ngắm núi nam nhìn hoàng hôn chợt nghĩ chim bay liệu có về giữa những điều chân thật muốn nói chợt quên lời đọc bài thơ ra Chăn đây cảm khái đời người phối hợp với cảnh tuyệt mỹ thế này càng khiến người ta cảm động hơn cho dù tri thức mọi người có hạt nhưng thấy tiên sinh thuận miệng đã sáng tác được bài thơ như vậy tài học thật sự khiến người ta không phục cùng lúc khi không hiểu gì cả chỉ biết rất lợi hại càng tràn ngập mong đợi đối với tương lai của mấy đứa nhỏ lập tức khen ngợi không ngớt tràn ngập vẻ cung kính đội trưởng từ phượng minh hiểu chút thơ từ sau khi tỉ mỉ thường tức vài giây cũng không phục tài học như thế trong mắt rõ ràng cung kính hơn vài phần giữa những điều chân thật muốn nói chợt quên lời hay câu này rất hay trong câu thơ này vô thanh thắng hữu thanh giống như những tu giả chúng ta hướng đến cảnh giới huyền diệu nào đó chỉ hiểu ý mà không diễn đạt được thành lời dùng chức cảnh sắc lúc này thật sự là phù hợp như vẽ dòng điểm mắt tiên sinh đại tài từ mẫu vô cùng khân phục thấy đối phương xin tình ôm quyền khen ngợi diệp phong cũng mỉm cười khách sáo hồi lễ từ đại ca quá khen chàng qua chỉ bột miệng thốt ra chê cười rồi một lời thản nhiên bình tĩnh như thường khí độ trầm ổn như vậy khiến từ phượng minh liên tục gật đầu ý cười càng động tuy vị tiên sinh này là người bình thường nhưng không tầm thường chút nào dịch tiên sinh thật sự là văn sĩ dịch phong được đội trưởng từ liên tục khen ngợi vẫn có thể không kiêu ngạo không sốt ruột trong đám đàn ông thô lỗ có một thanh niên tuấn tú phong thái nổi bật như vậy càng hiện rõ vẻ đặc biệt người tiểu vi thấy vậy ánh mắt lưu chuyển vẻ khác thường ý cười thêm vài phần ngọt lào lúng đồng tiền đáng yêu lại càng hiện rõ dường như còn vui vẻ hơn so với chính nàng ta được khen ngợi lúc mọi người đang vui vẻ lại tận mắt trông thấy phong độ phi phàng của tiên sinh dạy học là một người sảng khoái có thể kết giao từ phượng minh càng thêm hứng thú lần nữa lên tiếng Trang Ngọc vẻ hào hùng hôm nay chúng ta đi cùng một chuyến với tiên sinh có thể vào sâu hơn một chút nhất định phải bắt được một yêu thú đàng hoàng để tiên sinh trải qua một trận săn ma đã đời tận hứng trở về mới được lời nói bá đạo vang vọng khắp nơi ánh mắt mọi người bắt đầu hưng phấn đội trưởng nói đúng hôm nay chúng ta phải thể hiện thật tốt đúng vậy tiên sinh có thể đến trấn thanh hà là phúc của mấy đứa nhỏ trấn ta nhất định phải bắt yêu thú ra trò để chúc mừng một phen Vài sâu một chút sợ rằng không ổn lắm sợ gì chứ có đội trưởng từ trấn áp lần săn yêu này chắc chắn dễ như trở bàn tay nhất định sẽ tận hứng trở về những người chung quanh vung vẩy binh khí trường thương la hét nhiệt huyết dâng trào vân chúng bình thường chính là chất phác như vậy dù chỉ là chút ân tình cũng sẽ cố hết sức báo đáp kết giao với người khác càng thêm chân thành chỉ cần trò chuyện ăn ý cái gì cũng bằng lòng dốc túi đem tạo bàn văn chương bọn họ không được nhưng nếu nói đến việc săn giết yêu thú chắc chắn phải săn một trận ra trò nói thế nào cũng phải để tiên sinh trải nghiệm sự nhiệt tình của Trấn Thanh Hà và thực lực của mình. Nam nhân mà, có ai không quan tâm thể diện chứ? Mắt thấy ai nấy đều hào hứng, ngương mặt dịch Phong chỉ nở nụ cười bình tĩnh, cũng không nói mấy lời khuyên ngăn vây mất hứng. Sau khi hớn hở cám ơn bèn theo mọi người tiếp tục lên nử xuất phát đến nơi sâu hơn trong núi. Sắc trời dần tối đen, tiểu đội thuận theo đường núi không ngừng đi lên, đốt bó đút trong tay. Con đường dưới chân cũng trở nên hỗn loạn, ngần như khó nhìn rõ vết tích cũ nếu không có người dẫn dắt, người ngoài tuyệt đối không thể phân biệt được con đường phía trước. Chui vào một mảnh rừng, cây cối rõ ràng xanh tươi um tùng hơn so với đường lớn trong rừng đã đi ban nãy. Trước mắt như thể một góc rừng hoang, gần như không nhìn thấy dấu vết người ở, chỉ có cây cối điên cuồng tùy ý sinh trưởng. Có thể thấy đại thụ che trời mọc khắp trốn, dây leo dài đặc lan tràn chung quanh, rừng rộng hoang dã rất yên tĩnh. Ngay cả tiếng côn trùng kêu lúc trước cũng biến mất ở đây. Tác ra cảm giác đài nén, không khỏi khiến người ta căng thẳng. Đội trưởng từ dẫn đường giơ tay ngăn cản mọi người. Xoay người nghiêm túc giận dò, "Các vị, tuy nơi này cách đỉnh núi hãy còn rất xa, nhưng cũng đã khá sâu trong núi Thanh Mang rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể vặt phải yêu thú mạnh mẽ, chúng ta phải chuẩn bị ứng chiến mọi lúc." Mọi người nghiêm túc gật đầu, ai nấy siết chặt binh khí trong tay, không khí vui vẻ khi trước lúc này đã tan biến sạch sẽ, nóng thợ săn từng chảy vẫn sức chờ hành động, vừa nhìn đã biết kinh nghiệm phong phú, cho dù có đội trưởng trấn áp, nhưng hôm nay đến cùng Dịch Tiên Sinh bọn hắn tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn quan sát chung quanh với vẻ cực kỳ cảnh giác sau khi đội trưởng từ cất bước tiểu đội mới bắt đầu vững vàng tiến về trước thu lại hơi thở ai nấy nâng cao người hai phần tinh thần đi về phía trước chẳng qua chỉ mới 10 bước quả nhiên một con mãnh hổ màu trắng như ẩn như hiện trong rừng thân hình sặc sỡ phản chiếu dưới ánh trăng thoạt nhìn vô cùng dạ người cho dù chỉ nhìn từ xa cũng khiến người ta cảm thấy áp lực không nhỏ nếu người bình thường nhìn thấy bóng dáng khổng lồ như thế tay rằng đã bị dọa cho tề ra quần bỏ chạy sắc mặt từ phượng minh lại u ám ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén đánh giá một lúc bên trong giọng dặn dò với người phía sau vận may chúng ta không tệ thế mà gặp được yêu hổ thực nguyệt cả người yêu hổ này răng đầy văn hổ màu trắng cũng đã trăm tuổi còn lâu mới đến kỳ thành niên nhưng không hề thua kém tu sĩ cảnh giới võ sư đỉnh phong quá thích hợp để làm con mồi hôm nay lát nữa toàn bộ những người từ võ sư trở lên theo ta ra tay các ngươi phụ trách hỗ trợ tấn công để ta đích thân đối phó yêu hổ này ngụy chất ngữ và lão lưu ở lại đây bảo vệ dịch tiên sinh chúng ta chia nhau hành động tuyệt đối không được có sơ suất gì trầm giọng dứt lời Nảy mặt mọi người đong đầy hương phấn làng lẽ nhìn nhau tràn đầy năng lượng yêu hổ thực nguyệt đây là món hàng lớn hôm nay vận may chúng ta không tệ tuyệt đối không thể để con nghiệt xúc này bỏ chạy đánh chết mẹ nó sau khi từ phượng minh vung đoàn đao cất bước mọi người vội vàng phối hợp bao vây chặt chẽ theo sau rất nhanh đã vào rừng rậm phía xa đột kích ra tay từ vài phương hướng tiếng la giết nổ vang nhiệt huyết sôi trào diệp phong đứng tại chỗ nhìn ra xa chăm chú quan sát đại chiến sân yêu tuy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh trong lòng không chút gợn sóng nhưng có thể tận mắt chứng kiến chuyện thú vị như vậy ở trấn thanh hà như xem phim điện ảnh cũng có chút mới mẻ dường như vì xem quá nghiêm túc ngụy tiểu vi bên cạnh để ý sắc mặt hắn còn tưởng dịch phong sợ hãi mỉm cười an ủi lên tiếng thuận tiện giới thiệu tình hình trận chiến dịch tiên sinh không cần quá căng thẳng. Thực ra, yêu hồ kia thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Đội trưởng từ là kẻ mạnh võ sư, cao hơn một bậc so với yêu hồ kia, có hắn ra trận. Chắc chắn không thành vấn đề, nghe lời nói căng thẳng. Diệp Phong mỉm cười ngoái nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương siết chặt đòn đao trong tay, mài miệng nói rất nhẹ nhõm, cơ thể lại căng chặt, rõ ràng đã bán đứng nội tâm cuồng loạn của nàng ta. Chắc hẳn đây là lần đầu tiểu cô nương thấy yêu thú lợi hại như vậy, yêu vật cấp võ sư với cô nương của một tiểu trấn mà nói quả thật quá khủng khiếp nàng ta có thể giữ được vài phần bình tĩnh trong giờ phút này cũng đã hiếm có lắm rồi trước đây e rằng đã vạp qua không ít chuyện nguy hiểm mới có sự trầm ổn của hôm nay không dễ dàng mà nhìn rất cảm khái dịch phong mỉm cười tiếp lời thuận tiện rời sự chú ý ăn ủi tâm trạng căng thẳng của nàng ta đội trưởng từ thật sự lợi hại như vậy sao mỗi tiểu vi nghe vậy sững sốt sau đó bắt đầu giải thích dịch tiên sinh ngài xem thường đội trưởng từ rồi đội trưởng từ là kẻ mạnh đại võ sư chỉ thua lão tộc trưởng một chút nhưng ở đây tuyệt đối mạnh nhất đừng nói yêu hồ kia cho dù cho dù là yêu thú mạnh hơn chút nữa cao nhất cũng chỉ là đại võ sư chắc chắn không thành vấn đề ngài không biết pháp lực của đội trưởng từ rất lợi hại ngay cả gia tộc lớn ở nghiệp thành cũng từng có người xem trọng hắn muốn mời hắn làm hộ viện nói đến cuối cùng trong mắt tiểu cô nương hiện rõ vẻ kính sợ rất giống ánh mắt học sinh nhìn dịch phong sự căng thẳng ban nãy cũng tan biến không ít Dịch Phong mỉm cười vật đầu, lộ vẻ chợt hiểu, "Ồ, thì ra đội trưởng từ giỏi như vậy, xuất thân từ tiểu trấn nghèo khổ, chỉ dựa vào khổ tu đã đến được cảnh giới này, còn được gia tộc lớn xem trọng, quả thật rất hiếm có, trong nhóm người bình thường chắc chắn là kẻ nổi bật, khó trách khi nói đến đội trưởng từ tiểu cô nương lại tin phục như vậy." Thấy Dịch Phong cuối cùng đã hiểu sự lợi hại của đội trưởng từ, Ngụy Tiểu Vi càng nói càng hăng, chỉ vào cuộc chiến trong rừng phía xa bắt đầu giải thích, gương mặt xinh xắn hiện rõ cảm giác vinh dự thuộc về trấn Thanh Hà, tiên sinh, hôm nay xem như ngày không uổng công đến đây đội trưởng từ đít thân ra tay chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mát mong nhìn xem đội trưởng đã sử dụng đao pháp thành danh của hắn nên nói đó là bí tịch quý giá của lão tộc trưởng rất lợi hại trưa này chính là quét ngang ngàn quân trong truyền thuyết. Diệp phong khẽ ngước mắt tất cả đều bị ánh mắt sáng như sao của hắn nhìn thấu từ phượng minh trong rừng tay cầm đoàn đao xông thẳng về phía mãnh hổ, hai tay cầm đao quét ngang sức lực mạnh mẽ vung ra một đao sắc đao tràn ngập linh lực nhàn nhạt, nhạt. Dường như đã bước vào cảnh giới tiểu thành, ngay cả mãnh hổ cũng ý thức được nguy cơ, không màng những người khác mà vồ đến, sát đao và móng hổ đa gen va chạm nhau, dần dần xẹt lửa, ngắn người và dây, một người một hổ liều chết chém giết, những người còn lại ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có, chỉ đành có lòng mà không có sức vây quanh cuộc chiến hỗ trợ, hiện trường căng thẳng đến cực điểm, mãi cho đến vài giây sau, Từ Phượng Minh tu vi hơn một bậc, cuối cùng giết chết mãnh hổ, Bình thì đổ mồ hôi như tắm, hiển nhiên hao tổn không ít có thể thấy cơ thể cường tráng của yêu thú, tu sĩ bình thường không thể so sánh được, nếu tu vi đội trưởng từ không mạnh hơn một chút, chỉ sợ hôm nay hắn ta sẽ bị giết. Những người còn lại không thấy rõ được nội tình, nhìn xác hổ liên tục hoan hô, mắt thấy mọi người bước lên kinh ngạc vui vẻ chúc mừng, Từ Phượng Minh cũng cười lớn, tiểu đội đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, người tiểu vi cũng kích động lôi kéo dịch phong đến gần quan sát, xác hổ kinh người hơn cả trượng, mọi người nhìn mà có vài phần kiên kỵ, sau nỗi sợ hãi mới dần dần dâng lên niềm vui đám chìm trong sự vui sướng vì thu hoạch cực lớn ngụy tiểu vi hưng phấn kinh lạc thốt lên kích động khó bình tĩnh oa wow. yêu hổ này không phải lớn bình thường thôi đâu vứt hổ lớn như vậy một giỏ trúc không thể nhét vừa thịt còn nhiều hơn mấy con vào hộp lại chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền nghe tiếng kêu kinh ngạc của thiếu nữ những đội viên chung quanh cũng bật cười thành tiếng trong mắt tràn lộc vẻ đồng cảm vui sướng bất ngờ mỗi chất nữ nói đúng tiêu hổ tuyệt đối có giá trị phi phàm lần này chúng ta thu hoạch phong phú quá may nhờ có đội trưởng tử nếu không dù chúng ta liều mạng cũng không vu hoạch được thế này Dịch tiên sinh đã mở rộng tầm mắt rồi chứ nhìn mọi người phấn chấn không thôi diệt phong thản nhiên mỉm cười lên tiếng phối hợp với bầu không khí đúng vậy đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy yêu hổ lớn như thế mắt thấy cuối cùng dịch phong cũng bị chấn động người tiểu vi nhiệt tình phục cập đồng thời cũng không quên uyển chuyển an ủi không ngừng lên tiếng khích lệ Dịch tiên sinh trước đây chúng ta cũng hiếm khi thấy yêu thú thế này yêu hổ này rất hiếm máu thịt da lông toàn thân đều là báu vật Sư hổ càng quý giá có thể đổi được không ít ngân lượng đủ cho chúng ta nghỉ ngơi mấy tháng chúng ta đã đi săn biết bao nhiêu lần cũng suýt bị dạ lần đầu tiên sinh đến đã trầm ổn như vậy mạnh hơn ta ngày trước không biết gấp mấy lần thật sự rất lợi hại sau này nếu ngài học được luyện thể pháp chắc chắn đi săn sẽ giỏi hơn chúng ta nói không chừng còn có thể cho đội trưởng từ vào sâu trong núi thanh mang thu hoạch lớn hơn nữa dịch phong khẽ mỉm cười lên tiếng khen ngợi từ phượng minh Tài, một người đọc sách như ta làm sao dễ dàng học được luyện thể nếu nói lợi hại vẫn là từ đại ca tài giỏi chỉ chốc lát đã giải quyết một con mãnh hổ như vậy thật đúng là vô cùng khủng khiếp lời khen ngợi chớp mắt kéo vại tầm mắt của tất cả mọi người toàn trường cung kính nhìn chăm chú từ phượng minh không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng lãi hót cười lớn đến đậu mặt ra ửng đỏ đây ha ha thực ra ta cũng miễn cưỡng mới thắng được việc tiên sinh thật sự quá khen vừa nãy ta chỉ thấy sức lực không đủ nguy cơ bị yêu hổ tổn thương suýt nữa mất mặt rồi đại hắn này cũng rất thẳng thắn rất biết sức mình có thể nói rõ tình hình thực tế đã vượt xa người đời ham hư vinh gấp trăm lần mọi người nghe vậy sửng sốt chỉ xem như lời khiêm tốn phù họa cửa lớn không khí càng thêm vui vẻ nhất thời tiếng cười dâng lên khắp nơi trong rừng tràn đầy niềm vui thu hoạch diệp phong cũng bị không khí này lây nhiễm cảm thấy vui vẻ vì thành quả chiến đấu của mọi người cảm khái xong hắn lấy lý do xử lý sắc hổ cận miệng đề nghị tạm thời chỉnh đốn lại được mọi người tán thành đồng thời cũng được Từ Phượng Minh hao tổn không ít lộ vẻ cảm ơn lúc bắt chuyện thân thiết hơn gấp mấy lần chẳng qua chỉ có duyên gặp gỡ một lần lại thân như bạn cũ thấy Dịch Phong được hoan nghênh như vậy với thân phận thư sinh yếu ớt cũng có thể hòa hợp với đội sân yêu thậm chí còn được đội trưởng công nhận sau này hòa nhập vào Trấn Thanh Hà chắc chắn không phải chuyện khó thành ra lập nghiệp tuyệt đối không thành vấn đề nghĩ đến đây nụ cười của Ngụy Tiểu Vi càng thêm ngọt ngào giúp đỡ xử lý sắc hổ hang hái hơn điên dần khuya trong rừng rậm dày đặc vừa trải qua một trận chiến lớn mọi người bận rộn xử lý xác hục từ phượng minh hơi hao tổn ngồi đó nghỉ ngơi thư sinh yếu ớt dịch phong ngồi bên cạnh nhóm lửa chạy dưới đại thụ dập trời ánh lửa soi chiếu tất cả mọi thứ bên cạnh khiến người ta cảm thấy an lòng hơn vài phần trong đêm tối mắt thấy bên cạnh không có ai từ phượng minh ngồi nghỉ xong khẽ thở phào một hơi làng lẽ ông quyền mỉm cười lên tiếng với dịch phong dịch tiên sinh có hài lòng với chuyến đi đêm nay không mấy kẻ thô lỗ chúng ta chỉ biết đánh đánh giết giết vì kế sinh nhai chỉ có thể kiếm ăn từ yêu thú thật sự lục nhã với người nhã nhặn khiến ngài chê cười rồi dịch phong mỉm cười đáp lời vẻ mặt thản nhiên từ đại ca nặng lời rồi tuy ta là người đọc sách nhưng không phải ngày nào cũng cho hai chữ nhã nhặn trên miệng mọi người tay làm hàm nhai dựa vào nhiệt huyết can đảm bảo vệ thị trấn dựa vào chém giết yêu thú chăm sóc người nhà thật sự đội trời đạp đất ta không phục còn không kịch, sao có thể chê cười được nghe vậy từ phượng minh càng thêm kinh lạc cảm động gật đầu liên tục không ngờ tiên sinh có thể lý giải đến mức này cũng là một đại trượng phu nhiệt huyết ta và ngài thật sự hận gặp nhau quá muộn hai người nhìn nhau mỉm cười tựa như bạn già từ phượng minh hào phóng lấy bình rượu hồ lô ở thắt lưng ra nhiệt tình đưa cho dịch phong hai người uống rượu cười nói tràn đầy tình bạn chân thành phóng khoáng giữa nam nhân với nhau ngay cả đối phương không chút tu vi hắn ta cũng không hề để ý chỉ duy nhất người này thôi đáng để hắn ta đánh giá cao cho dù hắn ta là tiền bối cao thủ trong mắt mọi người cũng bằng lòng hạ mình trò chuyện với dịch phong, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua nửa chén trà, hai người cười nói vô cùng vui vẻ. chính vào lúc cười khẽ, ngụy tiểu vi đã mỉm cười bước đến, đội trưởng, ngài và dịch tiên sinh đang nói gì vậy? vui như thế sao? diệp phong nghe thấy ngước mắt, chỉ thấy cả người ngụy tiểu vi sạch sẽ, không dính chút máu nào, không khỏi có chút tò mò, ngụy cô nương, cô đã xử lý xong xác hổ rồi sao? nhanh như vậy? ngụy tiểu vi còn chưa lên tiếng, từ phượng minh đã mỉm cười tiếp lời liên tục khai ngợi ha, ha dịch tiên sinh nay có điều không biết tuy ngụy chất nữ còn trẻ nhưng cũng coi như thợ săn lão luyện loại chuyện thu dọn xác yêu thú này trước giờ luôn nhanh nhẹn dứt khoát cho dù một mình nàng xử lý xác hổ, cũng không đến một nén nhang cô gái này rất hiền huệ dứt khoát nhanh nhẹn lại tốt bụng nói một hơi khiến ngụy tiểu vi cúi đầu mặt hơi ửng hồng dịch phong nghe vậy càng thêm kinh lạc lại lần nữa đánh giá một lúc có thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được mụi tử dung mạo thanh tú này dốc yêu thú lại hung ác như thế còn là một người lão luyện dường như phát giác được gì đó người tiểu vi lẳng lặng ngước mắt bây giờ mới thấy dịch phong chăm chú nhìn ngương ngác cuối cùng giật mình nhận ra vấn đề nằm ở đâu vội vã giải thích cho chính mình ta ta không phải ta không có chuyện xử lý xác hổ thực ra ta không giành lắm một tiểu cô nương như ta sao biết được mấy thứ đó càng nói giọng điệu càng khẽ khàng dường như ngay cả chính nàng ta cũng không tự tin gương mặt cũng mang vẻ dầu dĩ sốt ruột có cảm giác căng thẳng khi hình tượng sụp đổ. Cũng may, những đội viên còn lại kịp thời bước đến, lên tiếng hỏi bỏ qua sự ngượng ngùng kia, đội trưởng đã xử lý xong chi thể của yêu hổ, ra thì chúng ta tự chia nhau vác, tiếp theo có phải nên tiếp tục lên đường không? Đội trưởng Từ, hiếm khi chúng ta có thu hoạch tốt như vậy, khó khăn lắm mới ôm được đùi của ngài, ngài phải đưa chúng ta đi trải nghiệm viện đời đấy. Đúng vậy, đội trưởng Từ phải đưa chúng ta đi thêm một vòng, rèn sắt khi còn nóng thu hoạch thêm chút thành quả chiến đấu ngóng nam nhân như được tiêm máu giả hăng hái đến mức muốn lên trời sau khi săn được yêu hồ cực lớn gương mặt ai nấy đều viết ba chữ lớn ta rất được từ phượng minh lại hơi ngại ngùng nhất thời không biết nên đáp lại thế nào đồng ý lời mời chiến của mọi người hắn ta sợ nếu có thêm vài yêu thú cấp võ sư đến khi đó có thể ăn không tiêu nếu từ chối lại sợ ảnh hưởng đến sĩ khí và hứng thú của mọi người thật sự là tự vát đá đập chân mình mày phải làm sao đây mắt thấy dáng vải lão ca khó xử trầm tư rất lâu không trả lời diệp phong biết nỗi khó khăn của hắn ta mỉm cười uyền truyền hỏi từ đại ca lần đầu ta theo mọi người đi săn có vài chuyện không hiểu lắm nhưng ta cũng biết chuyện gì thấy được thì dừng tối nay chúng ta thu hoạch không ít e rằng nếu mạo hiểm tham công sẽ không ổn lắm đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân nếu có chỗ không thích đáng mong chư vị đừng trách vừa dứt lời Nóng thợ săn trầm ngâm rồi vật đầu ánh mắt từ phượng minh lóe lên ánh sáng sắc bén càng nhìn dịch phong càng thấy thuận mắt điên tài tiên sinh dạy học này thật sự là nhân tài, nghe lời người ta nói kìa. Cực kỳ dễ nghe, bốn chú thấy được thì dừng thật đúng là vô cùng thông minh, rốt cuộc không hổ là người đọc sách. Hiểu chuyện sáng suốt, có cái cớ này, từ phượng minh lập tức đứng dậy nương theo bậc thang đi xuống. Chu vị, lời của dịch tiên sinh rất có lý, tối nay chúng ta đã có thu hoạch. Thấy được thì dừng, sau này chúng ta phải học tập người đọc sách như tiên sinh nhiều hơn, chỉ dựa vào võ nghệ cũng khó thành đại sự. Nghe dịch phòng được khen, người tiểu vi tạm thời buông bỏ ngại ngùng mân ngoãn hiểu chuyện phụ họa mọi người cũng cảm thấy rất có lý gật đầu đáp với vẻ hơi không cam lòng thân xác nhỏ bé kia tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của từ phượng minh hắn ta là cao thủ thứ hai ở trấn lần như không cần nghĩ nhiều đã nói ra lý do hoàn hảo nhưng mà nếu hôm nay chúng ta đã đi cùng dịch tiên sinh vào sâu trong núi thanh mang cứ về như vậy cũng hơi mất hứng chuyện sân yêu tạm thời bỏ qua chúng ta có thể tìm bảo vật gần đây nói không chừng sẽ có thêm thu hoạch câu này vừa thốt ra mọi người lập tức lấy lại xì khí tìm bảo vật đây là ý hay không hổ là đội trưởng đã sắp xếp chuyến đi tối nay cực kỳ rõ ràng ai nói không phải chứ tìm bảo vật an toàn hơn săn yêu nhiều chúng ta không cần quá lo lắng cho an toàn của dịch tiên sinh nói không chừng còn có thêm thu hoạch đúng là trăm lợi vô hại đội trưởng từ thông minh chẳng trách có thể trở thành kẻ mạnh đại võ sư chẳng qua chỉ nói vài câu mọi người đã lên tinh thần ai nấy vác theo thi thể đã xử lý sạch sẽ ánh mắt đong đầy vẻ háo hức muốn thử dưới sự dẫn dắt của từ phượng minh từ đội bắt đầu tản ra chung quanh tìm bảo vật gần đó không ngừng đánh giá dưới đất thỉnh thoảng lật đá lớn rớt pháo cảm giác thi giác của trò chơi trực tuyến trám hiểm đào kho báu theo sau đứng ngoài quan sát một lúc diệp phong mờ mịt trên núi này còn có bảo vật a vừa dứt lời muội tiểu vi bên cạnh cười đáp tất nhiên là có rồi tiên dinh đến chấn chúng ta không lâu không hiểu rõ núi thanh mang nghe nói quả thật từng có người tìm thấy binh khí bảo bối bảo giáp hộ thể trên núi đấy Dịch Phong nghe vậy ánh mắt sừng sốt, nghi ngờ cảm thán. Còn có chuyện tốt này à? Xem ra nơi này không tầm thường. Vừa nói xong, Từ Phượng Minh đang đi phía trước kinh ngạc ngoái nhìn, gương mặt lóe lên vẻ chấn động. Sau đó ánh mắt đong đầy ánh sáng khen ngợi của lão ca. Dịch Tiên Sinh, không hổ là người đọc sách, đầu óc linh hoạt. Hắn ta vừa lên tiếng, mọi người nghe vậy dừng bước chờ giải thích. Ngươi già trong trần nói, rất lâu trước đây núi Thanh Mang có Thanh Mang Tông, dường như xuất hiện kẻ mạnh võ vương trong truyền thuyết từng thiện vượng một thời uy chấn khắp nơi. Đáng tiếc sau này Thanh Mang Tông gặp phải đại chiến, khiến toàn tông bị diệt, chỉ có đống đổ nát thê lương chôn vùi trên núi tha năm tháng, chứng minh tông minh này quả thật đã từng tồn tại. Mũi chất nữ nói rất đúng, trên chấn thật sự có người nhặt được bảo vật, nhưng có lẽ mọi người không biết chuyện ngay cả pháp bảo bản mệnh của lão tộc trưởng cũng lấy được từ trên núi hơn nữa còn là bảo vật cấp võ vương, bảo vật võ vương, lời nói kinh người vang vọng, toàn đội nghe mà ánh mắt chấn động, tuy bọn hắn xuất thân chấn thanh hà nhưng quả thật tu vi có hạn, ngày xưa hoàn toàn không có tư cách biết được quá nhiều nội tình lúc này ngay cao thủ thứ hai nói rõ tin mật chỉ cảm thấy vạn phần chấn động nghĩ lại nói không chừng mình cũng có thể tìm được bảo vật gì đó mặt mày ai nấy đều kích động đến đỏ bừng ngay cả dịch phong trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc thì ra núi thanh mang cũng đã từng huy hoàng so sánh với sự chấn động của mọi người phản ứng này cực kỳ trầm ổn từ phượng minh đã có chút quen thuộc gật đầu sau đó lặng lẽ dặn dò mọi người chư vị không biết chúng ta đã tới lui biết bao nhiêu lần trên núi này cho dù mọi người hiếm khi có cơ hội vào sâu trong núi thanh mang nhưng cũng nên biết đến nay trên núi vẫn còn sót lại dấu vết pháp trận thanh mang tông. Lát nữa tìm kiếm bảo vật, mọi người tuyệt đối không được tham công mạo hiểm, nhiều kỹ cẩn thận làm đầu. Lời lẽ thân sâu quen tai lần nữa vang lên. Mọi người đều kính sợ ôm quyền đáp. Lần nữa xuất phát. Mặt mày ai đấy trong tử đội đều ngập vẻ mong chờ. Cho dù có lời giận cũng khó không chế sự mê hoặc của bảo vật võ vương, không tự giác tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đã vào sâu trong rừng rộng, bất tri bất giác sương mù dày đặc kéo đến diệp phong đi hàng cuối cùng chỉ cảm thấy gặp phải lồ xương chờ hắn vất tay nhìn lại trước mắt đã không còn ai nữa lập tức diệp phong đứng cứng lắc tại chỗ lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ trời ạ à, nhanh như thế đã đi lạc rồi cho dù có pháp trận cũng không đến mức lây nghiệm vậy chứ từ đại ca đúng là miệng quạ hắn thật sự không ngờ giây trước vừa mới dặn dò trước mắt mọi người đã bước vào mê trận mẹ nó thật đúng là trận tào tháo nói tới là tới quan trọng nhất là trận pháp này lại cố tình để lọt mình lại ngặt nỗi chuyện đã đến nước này hắn cũng không hiểu pháp trận chỉ đành đứng yên tại chỗ chờ đợi xem thử có động tĩnh gì khác không rồi tính toán sao thật sự không được nữa hắn đành phải cưỡng ép phá trận lúc dịch phong yên tĩnh ngồi đợi mọi người đã lọt vào sương mù vẻ mặt sốt ruột hoảng loạn tìm chung quanh cũng không thấy bóng dáng dịch phong càng thêm rối tung rối mù như rồi hình như chúng ta rơi vào pháp trận không thấy dịch tiên sinh đâu hết phải làm sao mới được đây? Dịch tiên sinh không có tu vi, sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đội trưởng từ, Lai nhất định phải tìm được dịch tiên sinh, người điều vi sốt ruột đến độ chắn dị mồ hôi tha thiết cầu xin, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từ phượng minh nghiêm nghị quan sát chung quanh một lúc, mới trầm ngâm lên tiếng, không cần hoảng hốt. Pháp trận này tuy kỳ quái, cũng không biết tại sao lại đột nhiên khởi động, nhưng ta không cảm giác được hơi thở của dịch tiên sinh, Xen ra hắn phúc lớn mạng lớn, không hề lọt vào mê trận, chúng ta chỉ cần liên thủ tìm ra mắt trận hẳn sẽ có thể phá trận sau đó sẽ tìm được hệt tiên sinh nghe thấy cao mày mọi người mới khẽ thở vào nhưng mọi người ngước mắt nhìn kỹ chung quanh chỉ trông thấy khói đen vô tận như thể tất cả đều bị sắc đêm bao phủ tràn ngập bóng tối không rõ không khỏi khiến lòng người hoảng hốt càng lúc càng thấy căng thẳng hơn đá sợ hơn là sương mù lan tràn chung quanh ngày một dày hơn như sắc đêm càng động cho người ta cảm giác áp lực khi nguy hiểm không ngừng đến gần dường như ngay sau đó bóng đêm sẽ ngước chứng tất cả mọi thứ. Tỉ mỉ quan sát chỉ mới vài giây, mọi người đều hoảng hốt sống lưng lạnh toát, hoảng loạn nhìn về phía đội trưởng từ, bây giờ mới phát hiện ngay cả vị cao thủ số 2 của Trấn Thanh Hà, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, khi lên tiếng lần nữa, đã tràn ngập gian nan. Chư vị, lần này chúng ta hơi xui xẻo, gặp phải phiền phức lớn rồi, có lẽ vì đã trải qua quá lâu pháp trận này có chút khiếm khuyết, bỗng dưng khởi động một cách kỳ lạ, tất cả đều lộ ra vẻ quỷ dị. Thân bố linh khí trong pháp trận cũng cực kỳ hỗn loạn, ta không nhìn ra chút manh mối nào. Nhất thời hoàn toàn không thể biết mắt trận ở đâu, nếu muốn phá trận sợ rằng không dễ, vừa dứt lời, tất cả mọi người sợ hãi căng thẳng không thôi, Ngụy Tiểu Vi âm trầm siết chặt tay ngọc trong tay áo, ánh mắt đong đầy lo lắng hoảng loạn, bọn hắn không ngờ lại rơi vào pháp trận đáng sợ đến thế. Ngay cả cao thủ như đội trưởng từ cũng không có cách, đột nhiên, cảm giác tuyệt vọng khiến người ta ngạt thở ập đến, lại nhi đến dịch phong tiên sinh yếu đuối vẫn đơn độc ở ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị yêu thú tấn công. Mọi người sốt ruột đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy mọi người hoảng hốt nhìn chung quanh, sắp loạn tâm cảnh, từ phượng minh cắn răng, vội vàng hung hăng ra lệnh. Đừng hoảng, cho dù pháp trận này kỳ lạ, dù sao cũng đã lâu đời khiến khuyết. Chắc chắn uy thế không bằng năng nó, nhiều nhất chỉ là mê trận thôi, bắt đầu từ bây giờ. Tất cả mọi người thắt dây thường liên kết nhau, bất kể nơi này tối đến mức nào cũng đừng hỗn loạn, chỉ cần tìm được nơi tập trung linh lực chắc chắn là chỗ của mắt trận ta sẽ toàn lực ra tay nhất định có thể phá trận dịch tiên sinh vẫn ở ngoài trận bất kỳ lúc nào cũng gặp nguy hiểm chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trầm giọng vang vọng cuối cùng đã ổn định được tình hình từ phượng minh không hổ là cao thủ đứng thứ hai thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh như cũ cộng thêm uy vọng ngày xưa lập tức cho người ta không ít lòng tin mọi người lẳng lặng nhìn nhau lập tức khôi phục lại vài phần bình tĩnh giành giật từng dây nhanh chóng hành động Ngụy Tiểu Vi cũng nhận lấy dây thường quấn lên người. Cực kỳ sốt ruột bắt đầu tìm mắt trận, nhất thời không còn ai tự ý lên tiếng nữa. Tập trung toàn bộ tinh thần tìm kiếm mắt trận, cảm giác nông nóng cấp bách lan tràn chung quanh, khiến hoàn cảnh vốn tối đen trở nên khủng khiếp hơn. Trong hoàn cảnh áp lực cao độ như vậy, hao tổn tâm thần và linh lực tăng gấp bội, chẳng qua chỉ vài giây, Người Tiểu Vi và mọi người đã đổ mồ hôi ướt áo, Từ Phượng Minh cũng sốt ruột đến độ hô hấp nặng nề, hoàn toàn rơi vào kiếp nạn trước nay chưa từng có vị cao thủ thứ hai trấn thanh hà đột nhiên xuất hiện cảm giác bất lực cùng lúc này diệp phong ngoài trận khổ sở chờ đợi rất lâu vẫn không thấy ai cả đợi đến mức bụng dao in vỏi không khỏi lẩm bẩm đói không đúng lúc chút nào cái bụng này thật không có tiền đồ ca khô để dành khi trước đã ăn hết rồi bây giờ ta lại phải đợi người đi đâu tìm đồ ăn đây tức thì tức nhưng thật sự đói đến không chịu nổi diệp phong đành phải đứng dậy nhìn chung quanh ai ngờ quan sát một lúc cũng không có động tĩnh gì đừng nói là thỏ hoang gà rừng ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy bất đắc sĩ hắn chỉ đành thất bước pháp trận này hẳn không quá lợi hại nói không chừng có thể tìm được động vật gì đó sau khi lẩm bẩm bèn tìm kiếm có lẽ may mắn vậy mà dịch phong thật sự gặp được gà rừng tuy hơi nhỏ cũng hơi ốm một chút nhưng tốt xấu gì cũng thịt không nói hai lời dịch phong bước lên hành động một loạt không lâu sau đã xử lý thịt và rừng tươi mới đặt trên giá lửa nướng thịt toát ra mùi thơm mê người rắc thêm vài gia vị linh hồn phải gọi là tuyệt vời đến gần người nước miếng ứ ra lấy khỏi vậy nướng cắn nhẹ một miếng ra nướng hoàng kim mai giòn trong mềm tươi ngon đậm đà ồ ăn một miếng khiến mặt mày diệt phong vui sướng chính vào lúc đang hưởng thụ trong rừng đột nhiên xuất hiện bóng đen phát ra tiếng gầm trầm thấp ờ diệp phong nghe tiếng nhìn qua lập tức bị chọc cười chỉ thấy lão hổ bước ra gầy úng không thôi lông tóc ngướng bạc văn hổ cả người hỗn loạn khó coi hệt như trò đùa tám phần là yếu ớt bệnh tật không bằng một nửa uy phong của con hổ khi trước loại hổ tạp nham này Diệt phong hoàn toàn lười để ý hắn muốn tiếp tục thưởng thức mỹ thực lão hổ lại ra sức không ngừng cất bước tỏa ra uy thế còn liên tục kêu gào diệp phong nếp mắt thản nhiên nói ngươi đi đi ta không muốn làm hại ngươi nói xong tiếp tục thưởng thức mỹ thực trong miệng ớ. ai ngờ lão hổ không nghe lời khuyên ngược lại còn vào lớn hơn nhau về phía diệp phong cái vậy diệp phong lắc đầu sau đó phất tay cái phất tay này như cuồng phong gào thét ầm sau tiếng vang giòn giã lão hổ bị đánh đè dưới đất biến thành bánh lão hổ ngay tại chỗ thế giới cuối cùng đã yên tĩnh dịch phong nhìn cũng chẳng thèm nhìn tiếp tục ăn thịt cách đó không xa toàn thân mọi người toát mồ hôi trải qua gian nan cuối cùng cũng phá trận còn chưa kịp vui mừng sống sót sau tai họa đã vội vã tìm kiếm bóng dáng dịch phong ai biết lại không thấy đâu lập tức tất cả mọi người đều hoảng hốt biến sắc bỗng có dự cảm không lành không kịp nghĩ nhiều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm dịch phong sống phải thấy người chết phải thấy xác cuối cùng bên cạnh đống lửa ven rừng bọn hắn đã phát hiện dịch phong mắt thấy dịch phong hoàn hảo không tổn thương gì bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vô thức cúi đầu quan sát chung quanh vậy mà lại trông thấy xác hổ còn chưa kịp giải phóng tâm tình căng thẳng chớp mắt tim muốn vọt lên cổ họng tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi dương cung bạt kiếm đây trời a à, nơi này sao lại có xác của yêu hổ? ta thấy xác hổ này hình như không tầm thường chắc chắn khi còn sống cũng là yêu thú lợi hại thế mà chết chảm như vậy cũng không biết gặp phải chuyện đáng sợ đến mức nào lẽ nào gần đây còn có yêu thú khủng khiếp hơn sao làm sao có thể ta dịch tiên sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dịch phong còn chưa lên tiếng giải thích từ phượng minh đã đứng bên mép hồ đất nhìn chăm chòng xác yêu hổ dường như trông thấy chuyện gì đó rất khó tin hai mắt chấn động không thôi chấn động từ phượng minh như bị xét đánh bị cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta hoảng hốt cứng ngắc hắn ta là cao thủ đứng thứ hai chấn thanh hà trước giờ săn yêu chưa từng hoảng loạn như vậy nhưng giờ phút này lại cực kỳ khác thường mọi người thấy dáng vẻ như vậy cũng bị dạ cho căng thẳng tiến lên hỏi thăm đội trưởng ngài ngài sao thế nương theo ánh mắt từ phượng minh đánh giá một lúc vị đại thúc hơi có tuổi kia cũng trở nên căng thẳng suy đoán lên tiếng ta chưa từng thấy đội trưởng như vậy lẽ nào yêu hổ trong hố kia khi còn sống rất lợi hại cuối cùng từ phượng minh đã tỉnh táo lại vô thức thốt lên. Đâu chỉ lợi hại, đây, đây là yêu hổ thực nguyệt cấp võ vương, gần như gầm lên, chớp mắt khiến mọi người hoảng sợ trợn to mắt. Ngụy Tiểu Vi đã bao giờ gặp phải tình huống này, giật mình lùi lại vài bước ngay tại chỗ, vẻ mặt không dám tin. Núi Thanh mang chúng ta, vậy mà lại có yêu hổ cấp võ vương, không chờ nàng ta nói thêm, sắc mặt từ Phượng Minh tràn lập vẻ nghiêm nghị, vội vàng căng thẳng nhìn chung quanh, không hề phát hiện động tĩnh khác, Bây giờ mới dám trầm giọng nói rõ chân tướng, nếu ta không nhìn nhầm, Tiêu hổ thực nguyệt này đã thay đổi màu lông, hấp thụ linh khí trời đất e rằng đã vượt qua mấy trăm năm. Chỉ còn lại dâu hổ bạc trắng, đã đến giai đoạn lột xác như trong lời đồn, e rằng không bao lâu nữa sẽ đột phá cảnh giới võ vương nghịch thiên cải mệnh. Nhiệt súc này không chỉ có thực lực võ vương, hơn nữa còn là lão quái võ vương đỉnh cao. Câu này vừa thốt ra. Toàn trường đều hít khí lạnh. ta à, Sự chấn động càng quét khắp tiểu đội, tất cả mọi người đều hoảng hốt biến sắc, vài người khi trước còn vây quanh hổ lúc này sợ hãi vội vàng lui về sau. Như thể đột ngột có luồng gió lạnh ập đến, đây là yêu thú võ vương đỉnh cao, là sự tồn tại khủng khiếp chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà lại mất mạng ngay trước mắt. Thật sự khiến người ta không dám tin, cho dù mọi người là thợ săn lão luyện, lúc này cũng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, nhìn nhau rất lâu cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ để khiến cổ họng lạnh ngắt đầu mồ hôi lạnh, tuy mãnh hổ đã chết, nhưng uy thế như vẫn còn đây. Xung quanh hố sâu đột nhiên yên lặng như tờ, chỉ vang lên tiếng hô hấp nặng nề, trong bầu không khí khiến người ta ngạt thở này, các đội viên hoàn toàn không thể nghĩ nhiều, trong mắt lóe lên vẻ hỏa hốt, không nhịn được cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ cảm thấy núi Thanh mang đột nhiên trở nên xa lạ, dường như có nguy hiểm vô hạn, không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc khủng khiếp lớn đến mức nào, ngay cả yêu vương bậc này cũng bị giết chết ở đây, nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn xung quanh như chim sợ cành cong, phao phàm và tự tin của thợ gian ngày xưa, trước mặt hiện trường đáng sợ như vậy chớp mắt trở nên hỗn loạn, cho dù là cao thủ số 2 như Từ Phụng Minh, trên gương mặt cũng chỉ có nỗi sợ hãi và chấn động bản năng, thấy mọi người bị dạ, bấy giờ Dịch Phong mới biết, mình bị ép bất đắc dĩ ra tay giết chết lão hồ kia. Thế mà cũng có chút lai lịch, chuyện đến nước này, hắn đành phải đứng dậy cho chuyện bỏ qua chủ đề này, thuận tiện an ủi tâm trạng của mọi người. "Đội trưởng Từ, chư vị, mọi người không sao chứ?" Vừa rồi có sương mù ập đến, chúng ta đi lạc, bây giờ thấy mọi người trở lại, coi như ta cũng yên tâm rồi. Câu này vừa thốt ra. Mọi người mới bừng tỉnh ngoái nhìn, thấy Dịch Phong bình tĩnh bước qua, từ Phượng Minh như nghĩ đến gì đó, không lên tiếng đáp lại. Sốt ruột hỏi ngay lập tức, Dịch Tiên Sinh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao yêu hổ thực nguyệt cấp võ vương lại chết chảm như vậy? Ánh mắt nhìn chằm chằm rất nghiêm nghị, không cho phép né tránh. Dường như bất kỳ sắc mặt nào cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của hắn ta. Nhất định phải hỏi được chân tướng ngay lúc này, nguy thế kia, lập tức dạ cho tân thần nhóm người trong tiểu đội căng chặt. Trước mặt người bình thường, quả thật có thể khiến họ hoàng hốt sợ hãi, rất có phong phạm của kẻ mạnh. Nhưng mà, Dịch Phong hiện nay đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, loại uy thế này với hắn mà nói, ngay cả một chút gợn sóng trong lòng cũng không nhấc lên nổi. Chẳng qua chỉ như mấy đứa con nít ra vẻ mà thôi, hắn thản nhiên mỉm cười, đáp lời, ta cũng không biết. Vừa nãy sau khi mọi người đi lạc, ta ở gần đây tìm mọi người, sau đó đến chỗ này trông thấy yêu hồ chết dưới hố, hệt như những gì mọi người đã nhìn thấy, hình như đã chết ở dưới đó từ lâu. Le thấy cao mày. Trong lòng từ phượng minh sạch quan nghi ngờ, đã chết ở đây từ lâu, hung thú khủng khiếp này đường đường là yêu vương. Ngay cả lão tộc trưởng cũng không thể ứng phó được, sao đang yên đang lành lại có thể chết ở đây được. Nhưng hắn ta quan sát tỉ mỉ một lúc, hai mắt dịch phong tĩnh lặng như nước, đừng nói khả nghi ngay cả chút manh mối cũng chẳng có, dường như đang kể lại một việc vô cùng chân thực. Lập tức, từ phượng minh không khỏi cao mày, nhìn về phía đội viên lâu năm bên cạnh, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, cũng không nói được câu nào. Nhìn lại vị tiên sinh dạy học dịch phong, dường như thật sự không có nghi điểm gì. Đâu thể nào, một văn nhân chói ra không chặt, có thể giết chết yêu hổ cấp võ vương được. Đây chẳng phải nói nhảm sao, chẳng lẽ yêu hổ này thật sự tự mình chết ở đây, rằng co vài giây, không khí trở nên kỳ lạ. Người tiểu vi không nhịn được lên tiếng, nghi ngờ nhìn về phía từ Phượng Minh, đội trưởng từ, sao đột nhiên lại hung dữ với tiên sinh như vậy. Chắc không phải ngài cho rằng, tiên sinh dụ yêu hồ cốc võ vương này đến hoặc là đã giết chết nó chứ tiên sinh có ân lớn với trấn thanh hà chúng ta sao ngài có thể vô lễ như vậy câu hỏi này vừa thốt ra mọi người đều nghe được vài phần không vui bây giờ từ phượng minh mới ý thức mình đã thất thố mỉm cười ngại ngùng mượn cớ mỉm cười bỏ qua chủ đề này chuyện đó ta chỉ muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của yêu hổ nên suốt ruột hỏi vậy thôi ai thật sự yêu hổ này hơi khủng khiếp mới khiến ta nhất thời căng thẳng thất thố nếu yêu hổ này đã chết chúng ta gặp được cũng coi như thu hoạch lớn, không cần để ý đến chuyện này nữa, nếu có chỗ đắc tội mong dịch tiên sinh đừng trách. Nếu không sợ là ngụy chất nữ sẽ tính sổ với ta mất. Sau khi nói ra lời trêu dẹo, cuối cùng không khí đã dịu lại, mọi người thả lỏng tâm trạng, liên tục mỉm cười, ha, chật chật, khỏi tay của ngụy cô nương chĩa ra ngoài rồi, ngụy tiểu vi bị chơi đùa cúi đầu rậm chân, không dám nói gì nữa. Mọi người càng thêm thoải mái, hoàn toàn buông bỏ tâm trạng căng thẳng, cũng to hoan hơn lại lần nữa đến gần đánh giá mãnh hổ cảm khái không ngớt thấy mọi chuyện đã xong diệp phong cũng mỉm cười thản nhiên không hề để trong lòng từ đại ca không cần để ý từ phượng minh thở phào nhẹ nhõm lập tức phất tay ra lệnh chư vị xem ra trời ban lộc cơ duyên chúng ta đến rồi vận may của dịch tiên sinh phi phàm vậy mà gặp được yêu hổ cấp võ vương chúng ta chia xác xử lý nó mang về chúc mừng một đêm sau khi hào hùng ra lệnh niềm vui sướng bất ngờ tràn ra trong ánh mắt mọi người lóng người bắt đầu lột ra rút xương hổ tiếng cảm thán vang vọng núi rừng đen đen nhiều năm rồi chưa từng thu hoạch phong phú đến thế tối nay lại được thi thể cấp võ vương thật sự đủ để khoác lác nửa đời không đến một canh giờ tiểu đội săn yêu trở lại trấn thanh hà tiếng nói cười lộ nhịp vang vọng màn đêm một đêm nắng nhiệt trôi qua mọi người đều biết danh tiếng của tiên sinh dạy học dịch phong trên có lão hắn 70, dưới có trẻ nhào 3 tuổi, đều nghe nói đến vận may phi phàm của Dịch Phong. Đây là người được ông trời phù hộ, cái gọi là lời đồn mạnh như hổ, câu này không giả chút nào. Trời vừa hưởng sáng, dưới cây hoài lớn đầu phố trấn thanh hà vài ông lão tản bộ càng nói càng thái quá lưu lão đầu ông có nghe nói chưa tiên sinh dạy học mới đến chân chúng ta được ông trời phù hộ đi săn chắc chắn sẽ có thu hoạch tiện tay đã có thể nhặt được yêu thú đâu chỉ như vậy ta còn nghe nói dịch tiên sinh kia khí độ bất phẳng tự yêu thú tìm đến đấy hát các ngươi thì biết cái gì dịch tiên sinh người ta chính là văn khúc tinh trên trời hạ phẳng, đừng nói yêu thú tước gì được nấy cũng không phải chuyện khó ta ngươi đọc sách thật sự khủng khiếp như vậy nếu dịch tiên sinh linh nghiện đến thế hôm nào đó chúng ta đến quỷ lại nhé vài ông lão ngồi dưới tàng cây lẳng lặng cho chuyện ca nói cảm huyền ảo như thể bọn hắn mắt thấy tai nghe tất cả mọi chuyện vậy nói đến độ lý lẽ rõ ràng chính vào lúc đang nói hang say đột nhiên tiếng vó ngựa từ xa truyền đến mấy ông lão nghe vậy nhìn qua chỉ thấy đội ngũ như rồng hơn cả trong vệ sĩ mặc giáp đen mở đường đến đây hàng ngũ chỉnh tế cực kỳ có uy thế một cỗ kiệu mềm được bảo vệ bên trong vừa nhìn đã biết nhân vật lớn đang đến kinh người hơn là chân trưởng và lão tộc trưởng đích thân hành lễ nghênh đón ở đầu phố cho chuyện vài câu với quân sĩ dẫn đầu rồi cung kính xoay người dẫn đường thái độ cực kỳ khiêm tốn ôn hòa cảnh tượng này chớp mắt khiến mấy ông lão ngạc nhiên đứng dậy tránh đường chẳng qua chỉ vài giây hàng xóm chung quanh đều bị kinh hãi một giây trước phố dài vẫn còn rộng rãi rất nhanh hai bên đã đứng đầy người có già có trẻ thậm chí còn có người vừa mặc y phục vừa đuổi đến đây Nhiệt tình vây chung quanh mặt mũi đầy vẻ kính sợ, lẽ nó chứ, nhân vật lớn từ đâu đến đây, ngươi là con cái nhà ai, nói chuyện vô lễ như vậy, ngay cả Hắc Giáp quân nghiệp thành chúng ta cũng không biết, Hắc Giáp quân. Cầu đảng, ngươi phải nhìn cho kỹ, những quân sĩ này đến từ nghiệp thành, trấn Thanh Hà chúng ta thuộc quản lý của nghiệp thành, cách mấy năm sẽ có nhân vật lớn đến quan sát, tuyệt đối không được va chạm. Ta hiểu rồi, nhưng mấy nhân vật lớn này, tại sao lại phải đến trấn Thanh Hà chúng ta quan sát? Muốn cho chúng ta cái ăn cái mặc sao? tám phần là lại sắp khai chiến tuyển chọn thanh niên tinh tráng gia nhập hắc giáp quân nghe các thúc thúc bá bá xung quanh trò chuyện thiếu niên đen nhẻm mang theo vẻ mặt tiến tới trông thấy cả đội dài cưỡi ngựa oai phong lướt qua máu nóng sôi trào hắc giáo quân thật oai phong ta cũng muốn gia nhập vừa cất lời tông lão bên cạnh đã vươn tay bịt miệng thiếu niên đứa nhỏ này còn trẻ không hiểu chuyện sao biết được gia nhập quân đội thoạt nhìn vinh quang tương lai rất có khả năng ra ngựa bọc thây nhất thời nói năng bất cẩn họa từ miệng mà ra nhóm trưởng bối che chắn sau lưng sắc mặt trở nên nghiêm trọng trông thấy đội ngũ rời đi trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ phức tạp đội quân chỉnh tề đi qua phố dài mãi đến trước một tòa nhà lớn mới dừng lại thân hình hơi mập của chấn trưởng cung kính hành lễ lên tiếng thỉnh an với kiệu mềm đại tiểu thư thứ tội chấn thanh hà chúng tan nhào khổ chỉ đành ốt ức cho đại tiểu thư nghỉ ngơi ở hàn xá lão tộc trưởng cũng cúi đầu đứng bên cạnh sắc mặt trầm ổn hai người đợi một lúc rèn châu kiệu mềm khẽ vén lên nữ từ dung mạo xinh đẹp trên người mặc váy dài cầm tú bước ra ngoài ngôi đỏ khẽ mở lạnh giọng rủ mát không cần phiền phức bồn tiểu thư đến đây chỉ để tuyển người tòng quân nếu ngươi không có việc gì đưa ta đi xem thử dân sinh ở trấn thanh hà trước giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt lại mang theo áp lực không cho phép từ chối thân hình trấn trưởng càng cúi thấp hơn vội vàng cung kính tân theo tại hạ tuân lệnh đại tiểu thư mời bên này nói đoạn trấn trưởng đại nhân lập tức nghiêng người nên đón chờ đối phương khẽ cất bước ngọc ông ta mới theo sát phía trước không lưng dẫn đường đến phố chính của trấn thanh hà cho dù trong phủ bận bịu chuẩn bị xong mọi thứ người ta không nhìn vào mắt cũng không dám có chút oán trách nào dù sao người trước mắt là nữ nhi của thành chủ đại nhân với nơi nhỏ bé này mà nói có bảo là công chúa cũng không quá đáng nhân vật lớn như vậy đến đây nhất định phải cố hết sức lấy lòng mới phải cho dù vị trần tiểu thư này không ra lệnh cho quân sĩ theo cùng chỉ có vài hộ vệ cận thân ở chung quanh trấn trưởng và lão tộc trưởng vẫn thấy áp lực như cũ suốt đoạn đường chẳng dám chậm trễ đi khoảng 10 bước qua phố dài cung kính kể lại tất cả hay là trần tiểu thư hỏi đến tất nhiên biết gì nói nấy từ lâu quán trà ven đường tuy vẫn mở như thường lệ nhưng trước giờ những người làm ăn rất có mắt nhìn thấy tình hình này đều hoảng hốt nấp trong tiệm không dám dò ngó cả tiểu trấn trở nên yên ắng không ít ai nấy đều cẩn trọng trần vũ hân không hề để ý là đại tiểu thư nghiệp thành nàng ta đã quay nhìn những ánh mắt kính sợ đó tình huống này với nàng ta mà nói chẳng qua là chuyện đương nhiên thôi vững bước tiến về trước đánh ra phố dài rất lâu chẳng qua chỉ là tiểu trấn bình thường còn lâu mới phồn hoa như nghiệp thành thậm chí còn có chút ngào khổ ngay cả mặt tiền tử lâu quán trà cũng khó lọt vào mắt cuối cùng ánh mắt trần vũ hân có chút buồn ngủ nhưng mắt nhìn trấn trưởng đang cười làm lành nhất định các ngươi đã nhận được truyền tin trước khi bổn tiểu thư đến đã bảo các ngươi chuẩn bị một ngàn tráng đinh đã làm xong chưa nghe vậy cơ thể trấn trưởng khựng lại sắc mặt trở nên khó xử Ồ, à, cởi khởi, khởi bẩm tiểu thư danh sách một ngàn người này tại hạ đã xác nhận xong Cần lớn bọn hắn đều là nam đinh tráng nên của trấn thanh hà ta chắc chắn phù hợp với yêu cầu tòng quân lời nói không chút sơ sót nhưng giọng điệu lại thấp thỏm gian nan trấn thanh hà chẳng qua chỉ là tiểu trấn nghèo khó ngươi giống lâu năm ở đây vốn không nhiều cho dù các đời khai chi tán diệp tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ hơn vạn nói khó nghe một chút một lan tráng đinh gần như chính là chiến lược của toàn bộ trấn thanh hà nếu tất cả những người này đều tòng quân tương đương với việc rút cạn khí huyết của trấn thanh hà tương lai nếu có yêu thú tấn công náo loạn nho nhỏ còn miễn cưỡng có thể chống được nếu xâm nhập số lượng lớn chỉ dựa vào giả dạ yếu nữ nhân nhu nhược hoàn toàn không thể ngăn nổi sau này cho dù chiến sự bình ổn quân sĩ có thể trở về Trấn Thanh Hà sau khi trải qua đại chiến thành trì có thể còn lại được mấy người chứ đến khi ấy dưới chân núi chắc chắn lấp đầy bia mộ mới trừ lời khích lệ ngoài miệng vinh quang ra tiểu Trấn chỉ còn đau đớn vô tận từ đó nhân khẩu tàn lụi không thể trở về phồn thịnh ngày xưa đây không phải trương binh đây là muốn các hậu sinh của Trấn Thanh Hà nạp mạng nghĩ đến đây Trần trưởng không lưng hành lễ đôi tay run rẩy trong lòng đau như dao cát những lời còn lại có thế nào cũng không nói nổi trần hân vũ thấy dáng vẻ như thế mắt đẹp nghiêng nhì lạnh hơn mấy phần thế nào ngươi có chỗ nào khó xử a à? trần vũ hân lạnh giọng lên tiếng uy thế lao thẳng về phía trước trường Trấn kinh sợ đến cả người cúi thấp hơn ôm chặt quyền không phát ra tiếng nào hắn không dám nói như người ta đã nhìn thấu tất cả lại lùng liếc nhìn trần vũ hân bắt đầu dạy dỗ tư trưởng trấn Trấn Thanh Hà các ngươi phụ thuộc vào quản lý của Nghiệp Thành ta, đương nhiên chính là một phần của Nghiệp Thành, vì thế có vinh cùng vinh, lục thì cùng lục. Bây giờ Nghiệp Thành ta và Lương Thành có chiến sự, nếu như Nghiệp Thành thất bại bị công phá, lẽ nào Trấn Thanh Hà các ngươi còn có thể tránh thoát được sao? Đến lúc đó, tổn thất của Trấn Thanh Hà, sợ rằng không chỉ là một ngàn tráng đinh, chút đạo lý này, chắc rằng không cần bản tiểu thư nhiều lời đúng không? Lời nói đúng là vô tình, nhưng mà nói chung tim đen, khi đứng trước đại chiến liên quan đến lợi ích của thành trì, chấn nhỏ phụ thuộc chỉ có dốc hết sức lực giúp đỡ. Nếu không lỡ như thất bại, tổ đã bị phá chứng có còn an toàn, vị đại tiểu thư này nhìn thì có vẻ trẻ tuổi. Nhưng dù sao xuất thân từ phủ thành chủ, trong mắt chỉ có đại cục thắng thua. mọi người bình thường đối với nàng ta mà nói, không hề có một chút trọng lượng nào. Đây chính là khí thế của người cầm quyền, còn về những người dân bình thường của chấn Thanh Hà, chỉ có thể nghe lệnh làm việc mà thôi. Cái gọi là cường giả vi tôn, từ xưa đến nay chính là như thế, cho dù là trưởng trấn ở trong mắt người ta cũng chẳng qua chỉ là người hầu mà thôi. Đối mặt với nhân vật lớn cường thế như vậy, trường Trấn cúi đầu khẽ nhắm mắt lại, chỉ có thể khó khăn lên tiếng đá lại. Tiểu thư nói rất đúng, suy nghĩ cho đại cục, Trấn Thanh Hà chúng ta nhất định sẽ tập hợp đủ một ngàn cháo đinh tòng quân. Đảm bảo trận chiến này thắng lợi, nghe thấy lời nói phục tùng, Trần Vũ Hân với khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, trong mắt xuất hiện mấy phần thần sắc tỏ vẻ quan tâm, hỏi các loại tình hình của Trấn Thanh Hà, trường chấn và lão tộc trường kinh nghiệm phong phú, đương nhiên biết những điều này đều chỉ là mấy lời nói bề ngoài nhưng cũng không dám làm trái chỉ có thể phối hợp tiếp tục đáp lại trong lòng đều sắp chìm xuống tận đáy hủ cùng lúc đó dưới gốc cây hoài cổ thụ trên đường phố mấy lão giả từng xem náo nhiệt lại vẫn như trước đây trở lại trò chuyện vất vả cả một đời bọn họ đã sớm xem nhẹ tất cả mỗi ngày thường thụ nhàn rỗi mới là phúc phận lớn nhất cái gọi là nhân vật lớn cũng chẳng qua là mấy câu chuyện phiếm trong lúc uống trà ăn cơm làm gì đến lượt bọn họ quan tâm ai biết được mấy người còn chưa nói được bao lâu diệp phong tiên sinh trong truyền thuyết cũng đến rồi đột nhiên mấy lão nhân cảm thấy hưng phấn cộng thêm sự tôn kính với vị văn khúc tinh này lập tức bắt đầu nói liên hồi mấy tách trà từng trận cười sảng khoái nhìn tiên sinh trẻ tuổi nho nhã lại cũng có thần thái tự nhiên tự tại giống như bọn họ rất có mấy phần tư thế già dặn mấy lão nhân vô cùng kinh ngạc đột nhiên cảm thấy thân thiết giống như là tìm được người đồng đạo vậy càng nói càng hợp ý một vị lão nhân không có răng Cậm chí còn nói về thời kỳ phong quang năm đó. Dịch tiên sinh, nói thật với ngài, ngài đừng nhìn lão đầu tử ta bây giờ không có răng. năm đó cũng là hậu sinh tuấn tú trong bốn giọng tám hương, 50 năm trước, vẻ ngoài của ta mày giận mắt to, bà mai cầu thân đều đã đạp bằng cả bậc cửa nhà ta đó, biểu cảm mặt mày hớn hở, phối hợp với phát âm từ miệng không có răng. Lập tức khiến cho một đám lão nhân ha ha cười lớn, ha ha ha. Lão lương mày, lại nói khoác rồi. Ai, mỗi lần chính là mấy câu này, ngươi đổi cái mới đi có được không hả bất luận các lão đầu có trêu chọc như thế nào từ đầu đến cuối lão nhân đều là cả mặt đắc ý giống như đã quen với việc bị mọi người trêu chọc chỉ hỏi dịch phong một câu ngài nói đi năm đó ta cũng được coi là hậu sinh tấn tú đúng không ngài đoán xem sau này như thế nào dịch phong cười tò mò đáp lại về sau như thế nào lão nhân nghe thấy câu hỏi thì rất hài lòng tiếp đó sắc mặt cảm khái thở dài ai lúc đó ta còn trẻ không hiểu chuyện cho rằng bản thân là củ khoai nóng chính là coi thường nữ tử trấn thanh hà chúng ta nhất định phải đi nghiệp thành nhìn chuyện đời nói ra cũng là tạo nghiệp kẻ hèn ta may mắn thật sự đi đến nghiệp thành còn làm gia đình cho một gia đình giàu có nhị tiểu thư của gia đình đó đối với ta rất tốt mỗi lần ta dắt ngựa nàng ấy đều sẽ che miệng cười nhẹ chật chật bây giờ nghĩ lại tiểu thư đó thật sự rất xinh đẹp lão nhân không răng ngẩng đầu nhìn lên trời khuôn mặt đều là dáng vẻ hồi tường dường như nụ cười ngọt ngào trong ký ức đó đủ để ông ấy phủ bằng tất cả những chuyện không như ý lão già ở bên cạnh lại là lớn tiếng cười ngươi cứ nói khoác đi nếu như người ta thật sự đối tốt với ngươi như thế ngươi đã sớm trở thành con gì của gia đình giàu có ở nghiệp thành rồi si lão già đến bây giờ còn tự mình đa tỉnh thời trẻ không biết trong thôn tốt coi nhầm tiểu thư là bảo vật cuối hận rồi đúng không lời nói đùa âm dương quái khu vừa rước, lão nhân không răng chừng mắt nhìn lại nhìn lão ca một lúc cuối cùng sự bất mã trên mặt ông biến thành bất lực khuôn mặt già nua đỏ lên cười lắc đầu Ai, hối hận rồi, hối hận rồi, lúc đó ta là thật sự con trẻ, không hiểu chuyện, bây giờ có thể hiểu được rất nhiều chuyện, ngươi đúng là già rồi. Thì cái gì cũng đã muộn, nói đến cuối cùng, trong mắt lão nhân vẫn hiện lên có mấy phần đắc ý, các ngươi cười cái gì? Ít nhất năm đó ta cũng là hậu sinh tần tú, tốt hơn các ngươi nhiều, lão nhân giống như đứa trẻ, khiến cho mọi người cười lớn một trận, sống đến tuổi tác như bọn họ, cả đời đã đi đến cuối cùng, cái gì cũng đã nhìn thấu mỗi ngày hi hi ha ha nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhớ lại năm đó. Chính là khoảng thời vui vẻ hạnh phúc nhất, nhìn các lão ca tự tại thoải mái, Diệp Phong cũng bị loại hơi thở cuộc sống đời thường này lây nhiễm, cười rồi gật đầu đáp lại, đồng thời đích thân rót trà cho mấy lão nhân. Trà giống như cuộc sống trôi nổi, mật lào cay đắng đủ loại hương vị, phù du như trà, một ly một thế giới, sống ở trong cuộc sống bình thường nhất. Diệp Phong chỉ cảm thấy trong lòng thanh tĩnh, tất cả đều trở nên đơn giản thuần khiết, đến trà xanh mà bản thân yêu nhất hình như cũng đang vấn vương hương vị trong miệng lưu lại hương vị chân thực nhất khoảnh khắc này hắn quên đi tất cả mọi thứ trong quá khứ cũng quên đi mọi thứ ở bên cạnh vui cười nói chuyện phiếm tự do tự tại không cảnh tự tại như thế ở trước đây không hề hiếm thấy mỗi ngày sáng sớm đều có thể gặp được mấy lão nhân nói chuyện phiếm sau bữa ăn trong cuộc sống đời này qua đời khác ở trấn thanh hà là một cảnh tượng không thể thiếu được nhưng mà hôm nay lại rất khác đại tiểu thư của nghiệp thành đến ngươi đi trên đường phố Thư thớt Thế mà còn có thể có người bình tĩnh nói cười, dù sao cũng hiện ra có chút trói mắt, nhìn loại cảnh tượng này, Trần Vũ Hân đang chuẩn bị đi ra khỏi con phố dài, không thể kìm được mà dừng bước trong mày. Nàng thân là đại tiểu thư của phủ thành chủ cao cao tại thượng, người bình thường chỉ có kính sợ và tránh né, từ trước đến nay chưa bao giờ có người lại dám lớn gan như thế, dám nói nói cười cười như trước ở trước mặt nàng, càng đừng nói. Những người này chẳng qua chỉ là dân nghèo của trấn nhỏ, chuyện này đúng là có chút kỳ khoái, Trần Vũ Hân cảm thấy rất bất ngờ bất giác nhìn kỹ hơn chỉ nhìn thấy dưới bóng cây hoè ở phía xa ở giữa mấy lão nhân có một người thanh niên bạch y trắng như tuyết khuôn mặt tuấn tú rõ ràng là một người nho nhã, nhưng lại nói cười cùng với một đám dân lèo gần đất xa trời cảnh tượng đó giống như viên ngọc rơi vào trong đống đá khô khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng khiến cho người thư dinh trẻ tuổi kia càng trở nên nổi bật giống như người này không nên xuất hiện ở loại chỗ như thế vậy trần vũ hân cảm thấy tò mò nhìn không trước mắt thấp giọng hỏi một câu người này là ai có ở trong danh sách tòng quân không? Tiếng hỏi lạnh lùng của Trần Đại Tiểu Thư khiến cho trưởng Trấn nhanh chóng hành lễ giải thích, khởi bẩm Tiểu Thư, vị tiên sinh này không phải là nhân sĩ của Trấn Thanh Hà ta, chỉ là văn nhân đi qua đây dạy học, trưởng Trấn kinh nghiệm phong phú, trong chớp mắt đã nghe ra được vị Tiểu Thư này có hứng thú với dịch phong tiên sinh, đây không phải là chuyện tốt gì. Tiên sinh là ân nhân của Trấn Thanh Hà, tuyệt đối không thể tham quân đánh trận, nếu không, sau này trưởng Trấn còn đối mặt với những đứa trẻ trong Trấn như thế nào? khổ nỗi uy thế của trần tiểu thư quá mạnh lão trưởng trấn căn bản không dám nói thẳng chỉ đành uyển chuyển ngụy biện lấy cớ dùng thân phận người từ bên ngoài đến để tránh nghĩa vụ tòng quân cho dịch phong ai ngờ được vừa mới dứt lời trần vũ hân rũ mắt xuống ngước khí càng thêm lạnh lùng ta hỏi ngươi một lần nữa hắn có ở trong danh sách tòng quân không trong giọng nói thâm trầm phát ra cường thế không thể phản bác dùng ngữ điệu từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng lên tiếng khiến cho lão trưởng trấn càng cúi thấp người hơn giống như là đã phạm phải lỗi lầm gì vậy cho dù là như thế lão trưởng trấn vẫn là cắn giang đáp lại kiên trì cách nói của mình không không có vì dịch tiên sinh này là người từ bên ngoài đến vì thế không nằm ở trong danh sách tòng quân không cần biết đối mặt với uy áp như thế nào trưởng trấn nhất định kiên quyết chú ý cho dù không thể nào tránh được bi kịch tòng quân ít nhất cũng phải bảo vệ được dịch phong để cho vị ân nhân này bình yên sống ở trong trấn là một trưởng trấn bình thường tông ấy có thể giữ được phần kiên trì này đã là rất hiếm có rồi đối mặt với áp lực mà trần tiểu thư mang đến đến tay đang hành lễ cũng có chút run run. Nhưng loại phản ứng này, Trần Vũ Hân đến hứng thú nhìn nhiều thêm một chút cũng không có, đôi mắt lạnh chỉ nhìn vào thư sinh Bạch Y ở phía sau, lập tức lên tiếng hạ lệnh, đưa hắn vào trong danh sách tòng quân. Giọng nói lạnh lùng như sắt, không cho phép hoài nghi, lão trưởng trấn nghe xong kinh ngạc, căng thẳng đến không thể tin được ngước mắt lên, cổ họng lên dù mấy lần, cuối cùng vẫn là dùng hết tất cả dũng khí phản bác lại, "Tiểu, tiểu thư, vị tiên sinh này, đúng thật không phải người của trấn Thanh Hà ta." hơn nữa ngài ấy còn chỉ là một văn nhân căn bản không có tu vi đến võ nghệ bình thường cũng không có tề tinh về lý đều không nên tòng quân đánh trận xin tiểu thư rộng lượng cho tiên sinh một con đường sống lão tộc trưởng cũng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng xin tiểu thư rộng lượng hai người đều đầu tóc bạc trắng ngay trước cũng là chử bối vô cùng trầm ổn lúc này lại không màng tất cả thấp giọng hành lễ chỉ mong bảo vệ được ân nhân của trấn thanh hà đối mặt với cảnh tượng cầu xin thành khẩn như thế người thường đều sẽ suy nghĩ do dự ít nhất cũng cho mấy phần thể diện suy nghĩ một chút đáng tiếc trần vũ hân từ nhỏ đã là thiên kim phủ thành chủ cao cao tại thượng từ trước đến nay đều là nói một không nói hai trong mắt làm gì có sự khó khăn của bắt tính bình thường chỉ có bá đạo nắm giữ sống chết đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở đã là tức giận lạnh lùng mắng mỏ hỗ dược đưa người này vào trong danh sách tổng quân tuyệt đối không phải là thương lượng ý kiến với các ngươi mà là mệnh lệnh của bản tiểu thư kế mà các ngươi lại dám trái lệnh thuận theo tiếng hét lên hồ vệ bốn phía cũng toát ra uy thế đáng sợ hai lão giả giống như gặp tuyết lở trong nháy mắt rơi vào trong áp lực cực lớn khiến cho chán đổ mồ hôi lạnh cho dù là cường giả vũ linh như lão tộc trưởng cũng không thể không kiêng dè thực lực đáng ở của phủ thành chủ lão trưởng trấn do dự hết lần này đến lần khác vẫn muốn cứng đầu biện giải một chút trên vành con đường sống cuối cùng cho dịch phong nhưng hai tay của trưởng trấn vừa mới định hành lễ kỳ một trưởng đã trực tiếp đánh về phía mặt ông Mùm! một tiếng vang lên trưởng trấn bị bàn tay ngọc trực tiếp đập vào ngực bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Lã ở bên ngoài mấy trượng, cơ thể đã bị trọng thương, lão tộc trưởng nhanh chóng đi đến đỡ dậy, mọi loại khuất nhục đều đè nén dưới đáy mắt, cuối cùng trước mắt cũng không còn người nào làm phiền nữa. Trần Vũ Hân thu hồi ánh mắt thờ ơ, trên miệng còn có mấy phần không vui vẻ, ồn ào, mãi cho đến khi lại lần nữa nhìn thấy thư sinh bạch y ở dưới góc hoài phía xa, đôi môi đỏ của Trần Vũ Hân mới khẽ nhếch lên một đường cong, giày thiêu theo, theo bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, trở lại khí phái hoa quý bình thường, loại động tĩnh này, dạ cho chung quanh đường đi không còn người nào cũng khiến cho mấy lão đầu ở dưới hốc cây nghe tiếng nhìn chung quanh nhưng vật lớn ở trước mắt vững bước đi đến chỉ riêng dung mạo và khí độ đã khiến cho các lão già cảm thấy hổ thẹn đại gia khuê tú ở trong truyền thiết cũng không bằng một hạt bụi bám trên váy của nữ từ trước mặt có điều nhìn kỹ thêm một chút trong mắt các lão đầu đều lộ ra vẻ kinh sợ thu lại lời nói lúc trước căng thẳng đứng dậy trần vũ hân lại vẫn là đôi mắt lạnh lùng phớt lờ các loại ánh mắt của những lão nhân thô tục này trong mắt chỉ có thư sinh bạch y dịch phong mở miệng đã là những lời lẽ lạnh lùng mấy người nhàn rỗi lập tức cút đi chỉ là một câu tùy ý đã có uy thế đáng sợ phát ra khiến cho mấy lão giả dựng đứng tóc giấy nhanh chóng đật đầu rời đi đôi chân run run rẩy rẩy giống như là mất đi sự nhanh nhạy của lúc trước trong chớp mắt dưới góc cây hoài náo nhiệt chỉ còn dịch phong một mình ngồi đó đột nhiên trở nên rất lạnh lùng tiếng nói chuyện vui đùa biến mất không còn dấu vết hai người nhìn nhau một lúc nhưng không ai nói lời nào trường trấn trọng thương ở phía xa dưới sự nâng đỡ của lão tộc trừ chậm rãi đi đến cho dù bị sỉ nhục cũng không dám có bất kỳ oán hận nào vẫn như trước làm theo bổn phận đứng hầu bên cạnh nhìn loại dáng vẻ khó khăn của lão trưởng trấn dường như dịch phong hiểu ra cái gì nữ tử cao ngạo ở trước mặt cục mắt xuống trong mắt xuất hiện loại cảm giác thanh tựu biến thái ngươi nói với hắn sau này nên đi đâu về đâu lão trưởng trấn nghe song sắc mặt trắng bệch khó khăn cúi đầu cả mặt ái náy dịch tiên sinh trấn thanh hà chúng ta lệ thuộc vào nguyệt thành vị này chính là đại tiểu thư của nghiệp thành bây giờ nghiệp thành sắp có chiến sự tiên sinh bị trương mộ tòng quân sắp tới phải lên chiến trường rồi lão hủ xấu hổ được nhận dạy học dạy nghiệp của tiên sinh ở trấn thanh hà đại ân như thế không có gì báo đáp lại khiến cho tiên sinh có kết cục như vậy thật sự vô cùng xấu hổ là trưởng một trấn nói xong trong mắt lão trưởng trấn ánh lên nước mắt toát ra ánh sáng phức tạp lão hủ có lỗi với tiên sinh trưởng trấn cúi người thật sâu rất lâu sau cũng không ngẩng đầu lên lão tộc trưởng ở bên cạnh lúc nào cũng cúi đầu xuống không còn một chút nào phong thái của tiền bối như bình thường để khuôn mặt của dịch phong cũng không dám nhìn thẳng loại tư thế nhục nhã này đều bị trần vũ hân nhìn vào trong mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của trần vũ hân lộ ra mấy phần đắc ý cao cao tại thượng phảng phất như loại quyền lực chèn ép người khác này khiến cho nàng ta cảm thấy rất có ích chuyện giết người diệt tâm càng thoải mái hơn trấn thanh hà nhỏ bé cũng dám nói một chữ không ở trước mặt nàng trần vũ hân không chỉ muốn người còn muốn chấn thanh hà chính miệng ở trước mặt những điều dân này đích thân giao ra mới được một thư dinh sao có thể thoát khỏi khống chế của mình đôi mắt trần vũ hân toát lên sự tự tin trên mặt nàng ta xuất hiện loại đắc ý nắm giữ tất cả dịch phong đang ngồi đó lại vẫn bình tĩnh như nước trên mặt không hề xuất hiện bất kỳ vẻ kinh hoàng nào giống như là không có chuyện gì ổn định ngồi ở trên bồ đoàn dưới vốc cây hài thậm chí còn tự mình rót cho mình một chén trà giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra vậy nhìn thấy loại dáng vẻ này Đột nhiên Trần Vũ Hân sững sờ, cho dù ở Nghiệp Thành, cái loại là công tử gia tộc cũng không dám ra vẻ như thế ở trước mặt nàng, một thư sinh yếu đuối. Thế mà lại có phong độ như thế, xên ra vẫn còn có chút can đảm. Đúng là thú vị. Bất ngờ nhìn chăm chú thật lâu, từ đầu đến cuối Trần Vũ Hân vẫn không nhìn ra trong lòng Dịch Phong đang nghĩ cái gì, cũng không hiểu thư sinh này, vì sao có thể bình tĩnh như thế, chỉ cảm thấy, động tác rót trà của người này rất nho nhã, có một loại cảnh đẹp ý vui không nói ra được. Mãi cho đến khi dịch phong uống sau một chén trà lên tiếng, Trần Vũ hân mới tỉnh lại. Như trưởng trấn đã nói, ta chỉ là một phàm nhân, không hề có tu vi, cũng không biết võ công. Sợ rằng tòng quân đánh trận là lực bất tòng tâm. Trên trấn còn có rất nhiều trẻ em đợi ta lên lớp. Trước mắt kỳ nghỉ buổi sáng sắp hết rồi, một lát nữa ta phải trở về học được Chuyện tham quân, thứ cho không thể tân theo mệnh lệnh. Lời nói bình tĩnh khó phân biệt được vui giận, nhưng lúc này lại có chút dai dắt. Thân là thiên ki phủ thành chủ. Lời nói của Trần Vũ Hân chính là vương pháp, chưa bao giờ có người dám từ chối, càng đứng nói từ chối ngay tại chỗ một cách khinh thường như vậy. Đây là đang đánh vào mặt Trần Vũ Hân, nhất thời sắc mặt Trần Vũ Hân âm trầm, một tay rút ra nhuyễn kiếm ở bên hông. Vút, thanh kiếm giống như thanh xả lao ra, mũi kiếm lạnh lẽo trực tiếp chém về phía chén trên bàn trà, chưa hết cái chớp mắt, trường kiếm đã ở ngay trước mắt, khoảng cách đến tay phải Dịch Phong đang cầm chén trà chỉ có một thước, trước mắt sắp đâm vào, chỉ trong một hơi thở máu đã bắn tung té bốn phía. Trường Chấn và lão tộc trưởng kinh hãi đến sắc mặt đại biến, không khỏi nín thở, loại quyền thế lúc nào cũng có thể quyết định sống chết của người khác, kết hợp với sự sát phạt quyết đoán tàn nhẫn, bất kỳ người nào cũng khó mà bình tĩnh ứng đối, cho dù Nguyễn Kiếm còn chưa đâm vào, nhưng đã đủ khiến cho người đời kinh hãi, hai lão già sợ hãi mở to mắt, cũng là chuyện bình thường. Trần Vũ Hân đến hứng thú nhìn sang một bên cũng không có, trong ánh mắt nhìn ngẫm của Trần Vũ Hân, chỉ có Diệp phong, cổ quái là, nàng ta đắc ý cầm kiếm uy hiếp một lát, Dịch Phong vẫn ngồi yên lặng như trước, người này đừng nói là bị dọa dạ đến thay đổi sắc mặt, trong mắt đến một chút dao động cũng không có, thậm chí vẫn còn đang tự rót trà cho mình. Trần Vũ Hân nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, đã không kìm chế được mà ẩm thầm kinh ngạc, kỳ quái. Kỳ quái. Thư dinh này đúng thật là gan lớn bằng trời, thế mà lại không sợ chết, bắt đầu từ khi Trần Vũ Hân hiểu chuyện nắm quyền, còn chưa bao giờ gặp người liên tục làm trái ý mình, càng chưa từng gặp trên đời này có người không sợ chết, nhưng mà hai chuyện này lại đều rơi vào trên người một thư sinh yếu ớt đúng thật là không thể tin được đột nhiên tức giận trong lòng trần vũ hân tư tán đi không ít lại cảm thấy vô cùng thú vị giống như là phát hiện một món đồ chơi mới lạ tốt hơn nhiều loại nịnh nót bợ đỡ ở nghiệp thành nhìn kỹ hơn một chút trần vũ hân càng ngày càng cảm thấy hứng thú nàng ta thu trường kiếm lại khẽ nhất đôi môi đỏ mọng thú vị thư sinh nhà ngươi đúng là đặc biệt lên tiếng khen ngợi một câu trong đôi mắt lạnh lùng nhìn thêm tia sáng khác không còn chứa được bất kỳ người nào ở bên cạnh nữa, tất tay để cho mọi người lui xuống, đến hộ vệ của nàng ta cũng là như thế, tất cả các ngươi lui xuống, không có mệnh lệnh của bản tiểu thư, bất kỳ người nào cũng không được đi vào làm phiền, tay ngọc khẽ phát, không cho phép nghi ngờ, lão tộc trưởng và trưởng trấn nghe thấy giật mình, bọn họ không hiểu, tính tình của đại tiểu thư này tại sao lại kỳ lạ như thế, lật mặt giống như là lật sách vậy, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc nàng ta định làm gì, nhưng mệnh lệnh đã phát ra, đến hộ vệ bên cạnh cũng đều hành lễ đáp lại đám người ngoài bọn họ sao dám trái lệnh mọi người cùng hành lễ lui ra chung quanh không còn người nào khác không có người thường trướng mắt làm phiền dường như tâm tình của trần vũ hân tốt hơn rất nhiều ngồi đối diện gốc cây hoè nhìn thẳng vào thư sinh xa lạ này rốt trà đẹp như tranh vẽ ngồi tĩnh lặng như tùng cho dù chỉ là người bình thường trần vũ hân lại là càng nhìn càng thuận mắt đến những tức giận lúc trước cũng đều ném hết ra ngoài bất chi bất giác lộ ra nụ cười mãi cho đến khi dịch phong tự mình uống mấy chén trà vị đại tiểu thư này mới lộ ra mấy phần tính cách cương triều mày liễu khẽ trao lại lên tiếng chất vấn thư sinh nhà ngươi đúng là vô lễ bàn tiểu thư cùng ngươi ngồi ở chỗ này như thế có thể nào cũng được xem như là khách nhân nếu như ở nghiệp thành không biết có bao nhiêu công tử dành nhau xông đến chiều cố, ngươi lại tự rót tự uống dịch phong không hề ngước mắt lên rót trà nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu cô nương cha giống như người biến hóa ngàn vạn mỗi một người đều có trà thích hợp với bản thân, đương nhiên cũng có trà khó uống, trà của ta. Sợ rằng cô nương uống không quen, dùng nụ cười để đối đãi, nhưng lại bị hắt một nắm bụi, nhất thời kiên nhẫn của Trần Vũ Hân tiêu tán đi phân nửa, thay vào đó lại bày ra tư thế của đại tiểu thư lúc trước, ừ, cười lạnh một tiếng, đôi mắt phượng lộ ra mấy phần tàn nhẫn, bất nói lời thừa, những lời nói lúc nãy, ngươi hẳn cũng đã nghe thấy rồi, nghiệp thành ta đúng vào lúc cần dùng người. Ngươi nhất định phải rời khỏi trấn Thanh Hà để tham quân bản tiểu thư không hề có ý thương lượng với ngươi đây là mệnh lệnh ngươi đi cũng phải đi không đi cũng phải đi ta không cần biết trà của ngươi là cái gì chỉ cần bản tiểu thư muốn uống sau này ngươi phải ngoan ngoãn pha trà cho ta tức giận xông lên bản tính ngang ngược khó mà giấu được vừa mở miệng đã vô cùng bá đạo nghe thấy lời này di phong chậm rãi đặt chén trà xuống đôi mắt nhìn thẳng vào không mặt xinh đẹp đắc ý kia ta chỉ là một người phàm không hề muốn dính líu vào chuyện không liên quan vẫn là câu nói đó thư cho khó mà tuân theo mệnh lệnh một câu nói bình tĩnh cũng giống như là vẫn như trước không có bất kỳ uy thế nào cả bất kỳ người nào nghe được loại lời nói này căn bản không có sức thuyết phục cũng không đáng để nghe cuối cùng trần vũ hân vẫn luôn nhẫn nhịn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn mẻ mặt giận dữ mạnh mẽ đập bàn định đứng dậy vây khó hỗ dược bản tiểu thư nói đi nói lại nhiều lần ngươi lại dám phản bác trước mặt ta xem ra ngươi đúng thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sau khi lên tiếng giận dữ trần vũ hân chuẩn bị đứng dậy đích thân bắt lấy tên thư sinh này để cho hắn hiểu cái gì gọi là trên lệch giữa trời với đất thân là sâu kiến căn bản không có quyền phản kháng nhưng mà khi trần vũ hân chuẩn bị đứng dậy đột nhiên cả người không nghe theo khống chế nữa cơ thể vốn dĩ đang ngồi đó thế mà giống như là dính lên trên bồ đoàn vậy thế mà cũng không đứng lên được chuyện này sao có thể mày liễu của trần vũ hân trao lại điên cuồng vận chuyển linh lực ai ngờ được cho dù dùng đến tu vi cả người vẫn như trước giống như tê liệt không có chút cảm giác nào chỉ có thể giống như cây gỗ ngồi yên ở đó. Không đúng lắm, chuyện này không đúng lắm. Trần Vũ Hân là thiên kiêu nghiệp thành, lập tức bắt đầu cảnh giác. Lúc này, Trần Vũ Hân đã không còn suy nghĩ gì được nhiều nữa. Dùng hết sức lực bộc phát tất cả tu vi, mọi tình đáng sợ của cường giả Vũ Linh và lúc này đều được thể hiện hết ra ngoài, cho dù đối mặt với nhiều cao thủ, cũng có sức mạnh chiến đấu, nhưng dãy dụ không bao lâu, đột nhiên sắc mặt Trần Vũ Hân trở nên tái nhật, thần sắc kiêu ngạo trong mắt cũng bị hoảng sợ thay thế. Trần Vũ Hân bộc phát toàn bộ tu vi mà mình vẫn tuân tự hào, nhưng không giải quyết được vấn đề gì, cả người, phàm phất như là bị sức mạnh vô hình đáng sợ nào đó áp chế, giống như là rơi vào đồng lầy sâu không thấy đáy vậy. Tất cả tu vi đều biến mất không thấy tung tích, chấn kinh, chấn kinh từ trước đến nay chưa từng có, mạnh mẽ lan tràn khắp khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Hân, từ trước đến nay Trần Vũ Hân chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như thế. Chẳng qua chỉ mấy giây, trong lòng Trần Vũ Hân đã sinh ra một loại cảm giác bất lực tuyệt vọng, sự kiêu ngạo lúc trước trong chớp mắt bị cảm giác chèn ép một ngạt này làm cho vỡ nát thành từng mảnh qua đáng sợ rồi đây là thủ đoạn như thế nào thế mà nàng ta đến phản kháng cũng không làm được đường đường vũ linh thế mà chỉ có thể để mặt người khác chén giết rốt cuộc là người như thế nào đang ẩn giấu ở trong bóng tối phục kích trấn thanh hà nhỏ bé này tại sao có thể có cao thủ như thế lẽ nào lẽ nào lẽ nào là kẻ thù biết được nàng ta đến đây từ sớm đã bày sẵn bẫy ở chỗ này chỉ mấy hơi ngắn ngủi Trần Vũ Hân giống như là bị tra tấn trong ngàn năm, trong lòng tràn ngập sợ hãi, theo bản năng căng thẳng nhìn chung quanh bốn phía, đến đầu cũng khó chuyển động, thậm chí phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc này, vô dĩ trên đường phố không có người này, đột nhiên khiến cho trong lòng Trần Vũ Hân ớn lạnh, giống như lúc này cũng có ánh sáng hung dữ từ một góc nào đó bất ngờ giết đến. Nhưng khi Trần Vũ Hân dùng tinh thần căng thẳng nhìn khắp bốn phía, từ đầu đến cuối không thấy bất kỳ dấu vết nào. Trần Vũ Hân vô cùng kinh nghi, nhất thời rơi vào trong nỗi sợ hãi chưa biết lớn hơn. Rõ ràng là bị người khác nắn bóp như sâu kiến. Bản thân lại đến đối phương ở đâu cũng không biết, điều đáng sợ nhất trên thế gian cũng chỉ như thế mà thôi. Đứng trên bờ vực của cái chết, trong đầu Trần Vũ Hân nhanh chóng suy nghĩ, lập tức nhớ lại tất cả những chuyện vừa rồi, muốn tìm ra bất kỳ lỗ hở nào, để tìm ra con đường sống, nhưng lại không có manh mối gì. Mãi cho đến khi, bên tai vàng lên âm thanh rót trà. Dường như Trần Vũ Hân mới nghĩ đến cái gì, bất ngờ kinh ngạc nhìn sang thư sinh yếu ớt đang yên tĩnh ngồi đó vẫn trầm ổn giống như lúc trước bất luận là trần vũ hân xuất hiện hay là cảm giác áp lực đáng sợ lúc này đều không khiến cho thần xác của người này có chút dao động nào giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này chưa bao giờ được hắn đặt vào trong mắt loại bình tĩnh kỳ lạ này bây giờ nhìn thấy thật sự là quá quỷ dị rồi một người phàm không thể nào làm được đến bước này trừ phi lục bục dường như trần vũ hân ý thức được cái gì đột nhiên trong lòng trầm xuống nhanh chóng nhìn kỹ lại lần nữa diệp phong yên tĩnh ngồi đó đôi mắt không một gợn sóng giống như giếng cổ khi hắn chậm rãi nước mắt lên mới xuất hiện một chút ánh sao vượt qua tất cả ánh sáng của mặt trăng mà người đời từng nhìn thấy trong ánh mắt giống như ẩn chứa bầu trời đầy sao khoảnh khắc này áp lực của trời đất nghiêng đổ quét qua con phố dài trần vũ hân kinh ngạc mở to đôi mắt ngươi hóa ra là ngươi trấn kinh hoàn toàn chấn kinh phát giác ra chân tướng đáng sợ vị đại tiểu thư này kinh ngạc đến câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được Nhìn vào đôi mắt đầy ánh sao của Dịch Phong, hình như Trần Vũ Hân nhìn thấy được một sự tồn tại còn đáng sợ hơn so với lời đồn. Chỉ là một ánh mắt, đã khiến cho cả người nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy, Trần Vũ Hân vạn lần không ngờ được, thư sinh yếu ớt trong mắt của mình, thế mà lại là sự tồn tại đáng sợ như thế, căn bản không có bất kỳ hành động nào, đã đủ khiến cho nàng ta không còn một chút sức phản kháng, đến đứng người dậy cũng không làm được. Cảnh giới Vũ Linh, ở trước mặt người này chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến, điều này quá đáng sợ rồi người này rốt cuộc là sự tồn tại có cảnh giới như thế nào lẽ nào là vũ hoàng trần vũ hân căn bản không dám tiếp tục nghĩ trong đầu bắt đầu vang lên ong ong chỉ lóe lên hình ảnh những gì mình đã nói đã làm cùng với những lời nói mà bản thân đã nói lúc trước hàng ngàn lần hối hận giống như dòng sông dâng lên trong lòng đôi mắt đầy sau đó trần vũ hân không dám nhìn thẳng nữa thậm chí đến liếc nhìn cũng không còn dũng khí nữa cứ ngây ngốc như thế ngồi nguyên tại chỗ hô hấp cũng mần như dừng lại cô nương ở trước mắt đời người ra cuối cùng dưới gốc cây hoè già cũng hồi phục lại vẻ thanh tĩnh diệp phong không còn để ý đến nữa giống như lúc ban đầu mới gặp mặt tiếp tục rót trà tự uống hưởng thụ sự yên lành nên có uống xong mấy chén trà hắn thu dọn đồ uống trà chậm rãi đứng dậy tự nhiên bước đi bóng lưng bạch y đi xa thanh âm lãnh đạm vang lên có lẽ mấy đứa trẻ đã đến học đường ta đi dạy học trước nên không bồi cô nương thêm nữa sau bài học này cô nương rời đi đi giọng nói nhẹ nhàng giống như tiếng chuông buổi sớm dường như đột nhiên trần vũ hân thanh tỉnh sự hoảng loạn trong lòng cũng giảm đi không ít chỉ là vẫn như trước không động đậy được đến lời nói cũng không nói ra được một câu giống như là bị khóa ở giữa đất trời trong lòng nổi lên một tầng hối hận cả đời khó quên mùi đâu ra hồi lâu đôi mắt ngây ngốc sau khi qua nở canh giờ trưởng trấn lão tộc trưởng cùng với một đám hộ vệ đi đến đây nhìn thấy tại tiểu thư vẻ mặt lạnh lùng ngồi một mình còn tưởng rằng đại tiểu thư trong lòng bất mãn sợ đến không đúng lúc hai người do dự một lúc chỉ đành phải cứng đầu hai tay cầm danh sách đưa lên khởi bổng đại tiểu thư đây là danh sách tham quân của trấn thanh hà chúng ta đều là tránh đinh phù hợp độ tuổi xin mời đại tiểu thư xem qua hai người thấp thỏm chờ đợi mấy giây từ đầu đến cuối không có bất kỳ tiếng động nào bọn họ cúi đầu yên lặng nhìn nhau trong mắt tràn ngập áp lực căn bản không hiểu rõ tinh khí của vị tiểu thư này cũng không dám tự ý đứng dậy chỉ có thể cúi người đứng đợi đợi mấy giây vẫn là không thấy bất kỳ tiếng động nào ánh mắt hai người lộ ra vẻ hoài nghi đúng thật là trong lòng rất khổ đối với tính cách quái dị của vị đại tiểu thư này là tức giận nhưng không dám nói các khổ vệ thấy như thế rất có ánh mắt đi lên phía trước hành lễ xin mệnh lệnh tiểu thư ngươi vừa rồi có cần chúng ta bắt về không bất luận hắn có tình nguyện hay không chỉ cần tiểu thư lên tiếng hạ lệnh chúng ta nhất định sẽ trói hắn về nghiệp thành nói ra mấy lời nịnh nọt các thị vệ yên lặng hành lễ dù sao bọn họ không được coi là người ngoài càng hiểu tâm tư của tiểu thư hơn tự nhận kỹ năng định nọt cũng là lên trên được mặt bàn trong mắt nhàn nhàn bộc lộ vẻ chờ đợi nhưng mà đợi một lúc lâu trần vũ hân vẫn là không có phản ứng gì lần này các hộ vệ cũng nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc không biết vì sao vốn dĩ cho rằng hành động của bản thân đã cẩn thận từng chút một nhưng bây giờ xem ra vẫn là khó mà nắm bắt được tiểu thư đúng thật là cao thâm khó lường một đám người hành lễ đứng đợi ở đó cảnh tượng rất ngượng ngùng đều là một bộ dáng vẻ thần sắc tôn kính căn bản không dám nói nhiều thêm một lời khiến cho trần vũ hân đang cứng người ngồi đó càng thêm gấp gáp trong đôi mắt đẹp gần như tràn ngập vẻ lại lùng đám đồng heo này thế mà lại có suy nghĩ đó với người kia đây không phải là muốn hại nghiệp thành gặp nạn lớn sao đúng vào lúc trần vũ hân đang vô cùng lo lắng ở dưới chân núi phía xa truyền đến tiếng chu nhàn nhạt đang đang trong chớp mắt khí huyết cả người trần vũ hân lưu chảy giống như là trở lại nhân gian vậy trần vũ hân mạnh mẽ đứng lên trong đôi mắt tràn ngập vẻ chấn động cúi đầu nghĩ lại tay chân mình con người kinh ngạc không ngừng run rẩy Động tác bất ngờ khiến cho mấy người ở chung quanh càng cúi thấp người hơn, đám người còn cho rằng sắp có tức giận lôi đình giáng xuống, Trưởng trấn và lão tộc trưởng tay đầy mồ hôi hành lễ, trong lòng tràn ngập thấp thỏm, ai ngờ được, Trần Vũ Hân đến một câu nói nhiều cũng không nói, lại lùng lên tiếng dẫn theo đám hộ vệ nhanh chóng rời đi, không đợi bọn họ đuổi theo. Đội quân giáp sắt đen đã đi ra hỏi Trấn Thanh Hà, đứng ở phía xa nhìn đoàn người ngựa nhanh chóng đi xa, hai người đứng ở trước cửa cả mặt mơ hồ, lão tộc trưởng khó hiểu quay đầu lại, trầm giọng hỏi, "Trưởng trấn vì sao đại tiểu thư lại vội vàng rời đi như thế lẽ nào chúng ta có chỗ nào làm chưa đúng đắc tội vị đại tiểu thư này rồi trưởng chấn cũng là cả mặt mơ hồ nắm chặt danh sách ở trong tay hoài nghi cuộc đời ta cũng không biết từ đầu đến cuối cùng ta lễ nhi chu toàn có lẽ không có đắc tội đại tiểu thư đi vị đại tiểu thư này đúng thật là tính tình kỳ quái khó hầu hạ cũng không biết vì sao nàng ấy đến danh sách tòng quân cũng không cần hình như chuyện tham quân này cứ như thế kết thúc rồi lão tộc trưởng nghe xong hơi hít mắt lại vớt dâu trầm mặc nghĩ lại nói ồ nếu như lão phu không có nhìn sai vị trần tiểu thư kia khi bước vào kiệu dường như trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn chắc rằng có thể là nghiệp thành có chuyện lớn gì đi mọi trừ liên quan đến chuyện lớn của nghiệp thành lão phu thật sự không nghĩ ra được còn có điều gì khiến cho nhân vật như vị đại tiểu thư này căng thẳng thất lễ như thế nghe xong trưởng chân than phục gạt đầu ánh mắt lộ ra vẻ tình ngộ hóa ra là như thế nói ra thì xấu hổ ta căn bản không để ý đến loại chi tiết nhỏ này vẫn là ánh mắt của ngụy lão đệ sáng như đuốc ngô huynh vô cùng kính phục hai người cảm khái rất lâu ánh mắt nhìn thao đội người ngựa biến mất trong cái bụi bên ngoài thành khôi phục lại vẻ yên tĩnh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi bất luận như thế nào trần thanh hà chúng ta cũng xem như là tạm thời thoát được một kiếp này lần này coi như là vận khí tốt không biết lần tiếp theo sẽ như nào nữa mong rằng nghiệp thành không có gì lo lắng sau này bách tính trong khu vực có thể an cư lạc nghiệp lần nguy cơ này hình như tạm thời qua đi rồi. Trấn Thanh Hà nghị luận sôi nổi khắp ơi, có không ít người cảm thấy may mắn sống sót sau kiếp nạn, cho dù không có người nào biết vì sao đột nhiên Trần Tiểu Thư rời đi, nhưng đều thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, bọn họ cho rằng, nhất định là nghiệp thành đã xảy ra chuyện lớn gì, mới khiến cho nhân vật lớn như thế vội vàng rời đi, cũng xem như là may mắn của Trấn Thanh Hà đi, nhưng mà, bọn họ không hề biết ở bên ngoài hàng trăm dặm, đội người ngựa giáp đen không dừng chân. Không đến ngày hôm sau đã đến nghiệp thành, lật người xuống ngựa trước cửa phủ thanh chủ trần vũ hân nhìn thấy cánh cổng quen thuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm loại may mắn sống sót sau kiếp nạn nó càng rõ ràng hơn so với trên dưới toàn bộ trấn thanh hà lại lần nữa trở về nghiệp thành trần vũ hân mới cảm nhận được bản thân thật sự đang sống cuối cùng từ quỷ môn quang quay trở về nhớ lại những gì nhìn thấy ở trấn thanh hà tất cả đều vẫn còn sống động như thật trong ký ức khiến nàng ta không dám dừng lại một chút nào ném roi ngựa cho người vác cửa trần vũ hân vội vàng đi vào cửa phủ hào trạch ba vào ba ra từ nhỏ trần vũ hân đã không biết ra vào bao nhiêu lần nhưng lại chưa bao giờ có bước chân vội vàng như ngày hôm nay trong cả quá trình người hầu nhà hoàn trong phủ đều chào hỏi vô số lần trần vũ hân đều không để ý mãi cho đến khi bước vào phòng khách trần vũ hân đã là mồ hôi đầm đìa nhìn về phía phụ thân đại nhân đang ngồi ở chủ vị mới dường như có chút ý thả lỏng nhanh chóng cúi đầu hành lễ phụ thân trên chủ vị nhiệt thành thành chủ trần thương vân vuốt râu mỉm cười nhìn một chút mồ hôi trên chắn của con gái mình Hai lòng gật đầu lên tiếng, "Không tệ, không tệ." Lần này con đi trấn Thanh Hà, chưa đến hoàng hôn đã trở về, con có thể làm việc mạnh mẽ vang dội như thế, đúng là có phong thái của vi phụ năm nó, cho dù chỉ là thân nữ nhi, tương lai chấp trường nghiệp thanh cũng không phải là việc gì khó. Nhìn dáng vẻ anh vũ vội vàng của con gái, Trần Thương Vân rất hài lòng, cả cuộc đời ông danh tiếng vang dội khắp vùng, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là bên dưới không có con trai. Mấy năm gần đây nhìn thấy con gái càng ngày càng có năng lực, so với con cháu đại tộc càng cũng không kém cuối cùng khiến cho ông ta cảm thấy nhẹ lòng khi về già đến trấn thanh hà ở xa để trương binh không phải chuyện dễ nhất định sẽ vặp phải ngăn cản còn liên quan đến đạo nghĩ nhân tình nếu như đổi thành người bình thường đến nó có thể chiêu mộ đủ một ngàn người đều là một vấn đề càng đừng nói chưa đến một ngày đã thành công trở về rồi nhìn từ chuyện này người con gái này của trần thương vân đúng là có phong thái của người làm bá chủ lúc này nhìn thấy con gái kính trọng hành lễ trong mắt trần thương vân có sự hào lòng không nói ra được chậm rãi bưng tách trà lên, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng mà, nghe thấy lời tán thưởng hiếm có của phụ thân, Trần Vũ Hân lại là cả cúi thấp người hơn, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi thấp thỏm lên tiếng, khởi bổng phụ thân, có không hề hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ binh sĩ, xin phụ thân thứ tội, không hoàn thành. Nghe xong lời này, cả người Trần Thương Vân sững ra, nhi hoặc bỏ tách trà xuống, trong đôi mắt lộ ra thần sắc thất vọng và ủ rũ. Ông ta nhìn kỹ một chút, chỉ nhìn thấy con lái cúi đầu hành lễ, giống như là trở nên rất căng thẳng chưa bao giờ có loại nhi thái này ra ngoài làm việc bất lợi cũng không phải không có tiền lệ các loại dấu vết gần như đều để lộ ra vẻ cổ quái trần thương vân không hề lập tức trách tội chỉ là híp mắt lên tiếng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con vái còn hơn cha từ trước đến nay con làm việc chưa bao giờ không dây dưa dứt khoát càng sẽ không việc sắp thành lại hỏng mà quay về một chuyện trương binh nho nhỏ đối với con mà nói không được coi là chuyện khó kế mà lại thất bại lẽ nào những tiện dân ở trấn thanh hà kia biết nghiệp thành ta sắp bước vào chiến sự muốn nhân cơ hội tạo phản sao giọng nói trầm trầm vang lên khiến cho sắc mặt trần vũ hân càng xấu hơn trần vũ hân có thể nghe ra được rõ ràng sự thất vọng của phụ thân cũng biết thất bại của bản thân ảnh hưởng rất lớn đối với chiến sự tuyệt đối không nên xuất hiện loại chuyện xấu keo chân sau này nhưng mà khi trần vũ hân nhớ lại những gì nhìn thấy ở trấn thanh hà tất cả đều không có lòng để quan tâm nữa nhanh chóng lên tiếng ngữ khí cũng trở nên nhiên trọng gấp trăm lần phụ thân Trấn đi lần này con gái thất bại không phải là từ trong trấn thanh hà cứng rắn mà là bởi vì con gặp phải một người đến từ bên ngoài trần thương vân nghe thế trong mắt hiện lên vẻ sừng sốt giọng nói càng lạnh thêm mấy phần ngươi đến từ bên ngoài chỉ một người nho nhỏ đã ngăn cản được con trần vũ hân cứng rắn lên tiếng trong ngữ khí lại thể hiện ra sự kinh sợ phi thường phụ thân thứ tội Người đó tuyệt đối không thể coi thường chỉ uy áp thôi đã khiến cho cả người con không động đậy được lúc này nhớ lại vẫn như trước khiến cho trong lòng con gái vô cùng sợ hãi con gái cũng xem như là nhìn thấy chuyện đời, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp loại uy áp đáng sợ như thế. Cảm giác chèn ép đáng chết đó, khiến con đến dũng khí phản kháng cũng không có, đến ngay cả uy áp của phụ thân đại nhân người cũng, nói đến cuối cùng, ngữ khí của Trần Vũ Hân dừng lại, do dự một lúc vẫn là cắn răng nói hết tất cả, đến uy vọng của phụ thân nàng ta cũng không quan tâm nữa. Ngươi cũng còn xa mới so sánh được với người đó, theo con phán đoán, người đó có lẽ là cảnh giới Vũ Hoàng. giật. Trần Thương Vân kinh ngạc ngước mắt lên, trong đôi mắt rõ ràng có mấy phần chấn động, đột nhiên. Trần Thương Vân không nói gì nữa, trong lòng hình như có một làn sóng dâng trào, cường giả Vũ Hoàng, đó là sự tồn tại trong truyền thuyết, giơ tay là có thể chém ngang núi đá, Vũ Hoàng tức giận, đủ để tiêu diệt đô thành phồn thịnh, thiên quân vạn mã cũng giống như cát bụi. Người khác không hiểu rõ, Trần Thương Vân thân là Vũ Vương đỉnh phong, hiểu rất rõ ràng về sự đáng sợ của Vũ Hoàng, ông ta đâu chỉ là cách người ta chỉ một bước chân, mà đúng là cách biệt giữa trời và đất. Trấn Thanh Hà nho nhỏ, thế mà lại có nhân vật như thế này, chuyện này thật sự là quá chấn động, cho dù Trần Thương Vân trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhất thời cũng khó tin được. Lại lần nữa lên tiếng hỏi lạ, con chắc chắn người đó thật sự là Vũ Hoàng. Trần Vũ Hân nhanh chóng lên tiếng, thành thật nói tất cả những gì mình nhìn thấy nghe thấy, phụ thân minh dám, con gái bất tài, cũng đã bước vào cảnh giới Vũ Linh, nhưng ở trước mặt người đó, đến uy áp của đối phương cũng khó chống lại được, giống như sâu kiến không thể động đậy thư cho con gái to gan loại uy thế này cho dù là người cũng thấp hơn một tầng nếu như người này không phải sự tồn tại cảnh giới vũ hoàng trong truyền thuyết con gái thật sự không biết nên giải thích như thế nào chuyến đi này trương binh thất bại đúng thật là con gái có tâm mà không có lực sư phụ thân thứ tội tiếng nói căng thẳng lặng lẽ vàng lên khắp phòng khách bầu không khí trở nên vô cùng bức bối trần thương vân lại nghe đến trong mắt lóe lên thần sắc nghiêm túc trên mặt dần dần lộ ra vẻ kích động vũ hoàng nói như thế người này tuyệt đối là cường giả vũ hoàng trần thanh hà nho nhỏ thế mà lại có cao nhân như thế này thật sự là cơ duyên trời ban có cường giả này trương binh thất bại tự nhiên không đáng nhắc đến con có thể kịp thời bẩm báo tất cả chính là một đại công rõ ràng trương binh thất bại trong nháy mắt kế mà lại trở thành đại công lao trần vũ hân nghe xong kinh ngạc ngước mắt trong mắt thoáng qua một tia kỳ dị trần vũ hân thông minh như thế nào suy nghĩ một lúc đã ý thức được thâm ý trong mắt của phụ thân kinh ngạc lên tiếng thăm dò phù thân ý của ngươi là chúng ta mời vị cường giả vũ hoàng đến trợ trận trần thương vân khẽ gật đầu đứng dậy chắp tay sau lưng trên mặt lộ ra vẻ bá khí không sai vị cường giả vũ hoàng đó ẩn thân ở trấn thanh hà chính là cơ duyên của nghiệp thành chúng ta chỉ cần mời được vị cường giả này đến giúp đỡ thân thắng của trận chiến này nhất định thuộc về chúng ta cho dù san bằng các thành trì ở chung quanh cũng là chuyện không thành vấn đề chuyện này không thể chậm trễ lập tức chuẩn bị hậu lễ Ta phải đích thân đi đến Trấn Thanh Hà, cung minh vị cường giả này, nghe thấy lời nói này, Trần Vũ Hân vừa mới thanh tỉnh, lại cảm thấy chấn động vì tầm mắt cao thâm của phụ thân, cũng cảm thấy thấp thỏm cho hành động của mình, đồng thời nói rõ những gì nàng ta nhìn thấy ở Trấn Thanh Hà, sợ rằng bởi vì bản thân khiến cho chuyến đi này thất bại, nói tiếp mấy câu, trong mắt Trần Vũ Hân toát lên vẻ kinh sợ, nghe xong tất cả, Trần Thương Vân lại vô cùng tự tin vuốt sông, cả mặt trở ổn bá khí phất tay, không sao, nếu như vị cao nhân này không hề tức giận tất cả còn có cơ hội thay đổi dù sao vi phụ cũng là đỉnh phong vũ vương đích thân đến bái phòng thể hiện rõ thành ý chắc rằng cũng có chút trọng lượng mới đúng nếu như vị đó thật sự là cường giả vũ hoàng cha con chúng ta đến cửa đích thân thỉnh tội thì có sao nghe thấy lời này trần vũ hân mới có chút thả lỏng xuống chỉ cần phụ thân đích thân ra tay nhất định có thể mời được vị cao nhân này Như đến việc nghiệp thành sắp có được sự giúp đỡ cực lớn vị đại tiểu thư này tràn đầy năng lượng nhanh chóng lên tiếng đích thân đi chuẩn bị lễ vật bầu trời này càng tối toàn bộ phủ thành chủ lại đột nhiên trở nên bận rộn tràn đầy phấn chấn và chờ đợi đã không thấy từ lâu sáng sớm ngày hôm sau trấn thanh hà vẫn như lúc trước người người bận rộn dân chúng vì cuộc sống đã dậy từ sớm làm việc trên đường người buôn bán nhỏ lui tới xung quanh ruộng vườn tràn lập thân ảnh của nông phu toàn bộ trấn nhỏ tràn ngập hương khói nhân gian ôn hòa ấm áp mới tờ mở sáng từ lâu trà quán trên đường đã mở cửa dần dần vang lên tiếng giao hàng người khách xen lẫn trong đó tiếng giao hàng của mấy người bán hàng rong vô cùng náo nhiệt bất luận ngày hôm qua trải qua chuyện đáng sợ như thế nào, cũng chẳng qua là một chút chấn động, mấy giờ rỗi rãi chật lưỡi mấy cái là qua hết, cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, cuộc sống bình phàm yên ổn, mới là tất cả của dân chúng trấn Thanh Hà, nhưng mà, con phố dài vừa mới hồi phục vẻ náo nhiệt chưa được bao lâu, lại có tiếng bước chân ngựa dồn dập ở bên ngoài thành vang lên, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nhất thời, đột nhiên con phố dài trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều giống như là bị đánh thức sự sợ hãi từ trong lòng, bất giác dừng bước chân quay đầu nhìn lại Toàn bộ trấn Thanh Hà rơi vào trong hoang mang tột độ, đến ngay cả trưởng trấn còn chưa bình phục vết thương, cũng bị dạ cho thay đổi sắc mặt cung kính đứng chờ đợi. Dưới hàng loạt con mắt nhìn chằm chằm, chỉ có tiếng chân ngựa càng ngày càng rồn rập, từ cổng thành vắng vẻ truyền đến, tâm thanh đó càng ngày càng gần, phảng phất như có một loại cảm giác áp bức khiến người khác kinh sợ theo đó mà đến. Thuận theo con ngựa cao hơn trượng có bờng lông đen nhánh đi vào trong cửa thành, tất cả mọi người đều bị người đàn ông đang cưỡi ngựa đó thu hút ánh mắt, người đó có bộ râu dài Khôn mặt nhìn có vẻ là trung niên tràn ngập uy nghiêm, chân đi dài thưa mây mặc quần áo sang trọng, vừa liếc mắt nhìn đã khiến cho người khác cảm thấy vô cùng cao quý. Đến Trần tiểu thư ngày hôm qua đại quá quang lâm đến đây, cũng cưỡi ngựa đi theo phía sau, không dám có bất kỳ sai sót nào. Khí diễm cũng thu liễm lại không ít. Nhìn loại cấp bậc như thế này, dân chúng kinh sợ đến cúi đầu nhìn, cả mặt tràn lập vẻ kinh ngạc. Trường Trấn càng là bị dạ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng run rẩy đi lên phía trước hành lễ tại hạ trưởng trấn trấn thanh hà từ đại an tham kiến thành chủ đại nhân dịch trong đám người vang lên một loạt tiếng hít thật sâu thế mà lại là thành chủ trong truyền thuyết đích thân đến đây thảo nào đến trần tiểu thư cũng phải ngoan ngoan đi theo phía sau dân chúng bình thường đã bị dạ cho không dám lên tiếng cúi đầu quỳ bái hành lễ toàn bộ cảnh tự yên tĩnh giống như chết trên mặt mọi người đều mang theo vẻ lo lắng sợ hãi các tu sĩ của đội sân yêu trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc hành lễ bọn họ là từng nghe nói thành chủ đại nhân là cường giả vũ vương trong truyền thuyết đến lão tộc trưởng cũng còn xa mới so sánh được loại nhân vật đáng sợ này đích thân đến trấn thanh hà nhất định là có chuyện lớn bọn họ căn bản không dám nghĩ rốt cuộc là có tình huống như thế nào xảy ra chỉ có thể âm trầm cầu nguyện tông trời phù hộ trấn thanh hà không xảy ra chuyện gì mọi người có thể bình an vượt qua chuyện lớn trước mắt này khoảnh khắc này toàn bộ con phố dài của trấn thanh hà rơi vào sự yên lặng chết chóc người người đều câm như hến nhìn nơi phía trưởng trấn cả người mặc quần áo giản dị quỳ ở trên con phố trần vũ hân lười để ý thêm vội vàng lên tiếng hạ lệnh bất nói lời thừa nhanh chóng dẫn chúng ta đi tìm vị tiên sinh dạy học ngày hôm qua ngước khí sáng lạn cứng rắn vẫn là phong cách quyết đoán giống như lúc trước vì tìm được cường giả vũ hoàng những người dư thừa căn bản không cần quan tâm đối mặt với loại sâu kiến thân phận thấp hành như thế này cũng không cần lãng phí nước bọt coi trọng lễ tiết tất cả đều không có gì đáng nói nhưng khi người bên cạnh nghe thấy ít nhiều vẫn là có chút hương vị lấy mạnh hiếp yếu lão trưởng trấn tức giận mà không dám nói cũng không kịp nghĩ nhiều thì đã lên tiếng hành lễ thành chủ trần thương vân lại lên tiếng mắng mỏ đứng trước mặt mọi người dạy dỗ con gái Hỗn dược từ trưởng trấn là nguyên lão của nghiệp thành ta bao nhiêu năm vất vả lập gia công lao lớn có thế nào cũng được tính là trưởng bối của con sao có thể thất lễ như thế con lui xuống lời nói lạnh lùng khiến cho tất cả mọi người có mặt kinh ngạc nhìn lên đến lão trưởng trấn cũng không ngờ được thành chủ đại nhân trong truyền thuyết thế mà lại biết tên của ông còn coi trọng lễ tiết như thế không đợi mọi người phản ứng lại trần thương vân đã lật người xuống ngựa đi lên phía trước đỡ trưởng trấn đứng dậy từ trưởng trấn mau mau đứng dậy vẫn mong thứ tội đứa con gái này của ta bình thường được sùng ái nên có chút ngang ngược là ta không có cách dạy dỗ chê cười rồi lão trưởng trấn đựng đỡ dậy mà lo sợ nhanh chóng run rẩy đáp lễ thành chủ đại nhân nàng lời rồi nàng lời rồi dân chúng nghe thấy lời nói này càng ngày càng tò mò kinh nhi, dần dần có người lớn gan ngước mắt lên. Lại nhìn thấy thành chủ đỡ trưởng chấn đứng dậy, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, nhất thời. Có không ít người trong mắt lộ ra vẻ tôn kính, tâm thầm tán thường phong thái của thành chủ đại nhân, vốn dĩ bầu không khí căng thẳng bức bối đã giảm đi không ít, thành chủ đại nhân có được không ít hào cảm, cảm nhận được các loại ánh mắt tập trung đến, thành chủ Trần Thương Vân tiếp tục nói cười lên tiếng, ngữ khí càng trở nên bình dị gần gũi hơn, Từ trưởng chấn, không cần sợ hãi, lần này ta đến đây không có việc gì quan trọng chỉ là nghe nói trấn thanh hà có một vị tiên sinh dạy học tài học hơn người đặc biệt đến bái phòng không biết ngươi có tình nguyện giới thiệu một chút không lời nói này rơi vào trong tai cả mặt trưởng trấn mơ hồ lão tộc trưởng ở bên cạnh cũng có chút hoài nghi nhân sinh ôi trời ngươi đang đứng trước mặt là thành chủ đại nhân đây là nhân vật lớn một lời có thể quyết định sống chết của trăm ngàn người cường giả vũ vương trong truyền thuyết thế mà lại khách khí như thế nghe thấy dịch phong tiên sinh có hiểu biết thế mà lại dùng loại từ ngữ bái phỏng này. Đây có phải là quá có lễ tiết rồi không? Cho lý mà nói. Thành chủ hạ lệnh triệu kiến ai dám không nghe theo, càng không hợp thói thường hơn là lúc này thành chủ đại nhân không chỉ đích thân đến đây, trong giọng nói còn có ý thương lượng, không có một chút khí thế điệu bộ cử thế bắt nạt người nào. Đây thật sự là quá khách khí rồi, trưởng chân có tài có đức gì chứ? Người ta thân là vị trí cao, ngược lại khiêm tốn có lễ nghĩa như thế. Đây mới thật sự là nhân vật lớn, nhất thời, Trường chấn độ sủng nhược kinh càng trở nên thận trọng hơn, sợ hãi hành lễ hai tay còn có chút run run. Cũng không biết là kích động hay là căng thẳng. "Hành, Thành chủ đại nhân nặng lời rồi, tại hạ tự mình dẫn đường, tự mình dẫn đường, đi theo trưởng chấn dẫn đường ở phía trước, cha con thành chủ vững bước đi theo, dân chúng vây xem ở trên phố đầy mặt chấn động, không ngừng cảm khái về những gì hôm nay nhìn thấy, trong mắt tràn ngập vẻ kính ngưỡng, "Ôi trời ạ, à, đúng là thành chủ đại nhân. Quả nhiên phong phàm phi phàm." chật chật đây chính là tầm mắt của nhân vật lớn tiếng tan thưởng ở phía xa lờ mờ truyền đến chỉ một chút thời gian đã có được vô số lòng dân trong mắt trần vũ hân lộ ra vẻ xấu hổ cuối cùng hiểu khoảng cách làm người ứng xử với người khác giữa nàng ta và phụ thân rồi chỉ riêng một chương mua chuộc lòng người này đã đủ cho trần vũ hân học cả nửa đời người những người tầm thường này căn bản không biết nặng nhẹ nhưng mà chuyện này đã truyền khắp rồi danh tiếng của phụ thân nhất định sẽ truyền xa hơn đối với nghiệp thành trầm lợi mà không có hại vị cường giả vũ hoàng kia nhất định sẽ có cảm giác chỉ cần gặp mặt nhất định sẽ có được hào cảm của đối phương đây là thủ đoạn cao minh như thế nào chuyện đi này phụ thân ra mặt nhất định là người phần chất chín trong nụ cười chờ đợi của hai cha con trưởng chấn dừng bước chân trước căn nhà tranh giới chân núi cung kính quay người hành lễ thanh chủ đại tiểu thư ở đây chính là nơi ở tạm thời của dịch phong tiên sinh trần thương vân nghe tiếng nhìn về phía trước căn nhà cỏ trước mặt vô cùng đơn giản cửa lớn cũng chẳng qua chỉ là chất gỗ bình thường thuận theo cửa sân nhìn vào mấy căn nhà tranh bên trong liếc mắt đã nhìn thấy hết rất giống nơi của người phàm quả nhiên là nơi ở của ẩn sĩ có chút phong phạm cao nhân trần thương vân không thay đổi sắc mặt mỉm cười gật đầu nói một câu khiêm tốn có lễ ồ làm phiên từ trưởng trấn dẫn đường chúng ta đi vào bái phòng dịch tiên sinh đi trưởng trấn kinh hãi hành lễ nhanh chóng nghiêng người ninh đói mấy người nối đuôi nhau đi vào trong cửa gỗ sân vườn trống rỗng không có người chỉ có một cái vế và một cây cổ thụ cùng với căn nhà tranh cũng rất bình thường cho người khác một loại cảm giác nhà nông bình thường, rất mộc mạc yên tĩnh, cách xa thế tục ồn ào. Trường Trấn lên tiếng vọn mấy câu, mới có một người trẻ tuổi đi ra khỏi căn nhà tranh, bạch y trắng như tiết, may kiếm mắt sáng, lần đầu nhìn thấy tận mặt. Trần Thương Vân vừa nhìn thấy đã càng thêm mong chờ, biết rằng người đến khí độ bất phàm, rất giống những gì Trần Thương Vân tưởng tượng trong lòng, không đợi trưởng trấn giới thiệu, đã vững vàng ung quyền mỉm cười lên tiếng, "Vị này chính là Dịch Tiên Sinh đúng không? Nghe nói tài học của tiên sinh bất phàm, đặc biệt đến bái phòng, nếu như có chỗ nào làm phiền, mong được lượng thứ, nghe tiếng nhìn người. Đột nhiên nhìn thấy nam tử uy nghiêm bước vào trong tiểu viện, một bộ dáng vẻ nhiệt tình, hình như đã có ý từ trước, lại nhìn thấy phía sau còn có Trần Vũ Hân đi theo. Trưởng chấn cũng cung kính đi cùng, Dịch Phong đã đoán ra được hơn nửa, không đợi Dịch Phong lên tiếng. Trần Thương Vân nhìn sang gia hiệu, tiếp tục mỉm cười hàn huyên, đây là một chút lễ chào hỏi, lễ vật nho nhỏ nhưng để thể hiện kinh ý, lời nói nghe có vẻ khách sáo, ánh mắt lướt nhìn mất hộp lễ vật tinh thế vô tình để lộ ra mấy phần để ý và kiêu ngạo dường như rất tự tin với tất cả những thứ này tất cả những thứ này không hề khơi dậy được một chút hứng thú nào của dịch phong xuất phát từ phép lịch sử hắn chỉ là bình tĩnh lên tiếng tiểu viện này của ta có chút thô sơ mời các vị tùy ý ngồi đi tùy tiện lên tiếng dịch phong thân là chủ nhân nên điềm nhiên ngồi xuống không nói thêm lời thừa nào nữa bầu không khí đúng là trở nên có chút ngượng ngùng trường chân hơi sửng sốt không biết suy nghĩ cái gì Trần Vũ Hân lại là có chút không kiên nhẫn, cho dù không dám có dám có chút gây rối nào, nhìn những lễ vật được chuẩn bị cẩn thận, nhưng người ta đến một chút gợn sóng trong ánh mắt cũng không có, vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi, dường như muốn mở miệng nhấn mạnh ý đến, so với mọi người. Rõ ràng Trần Vũ Hân lão luyện hơn mấy phần, trong đáy mắt lóe lên một tia bất ngờ, rất nhanh đã hồi phục lại nụ cười ôn hòa, giống như không có chuyện gì vậy nghe theo mùa xuống, dường như không lộ ra bất kỳ quan tâm nào lòng dạ không nổ sắc mặt này không hổ là nhân vật lớn thân ở vị trí cao nhiều năm sợ những người chung quanh có chút mất bình tĩnh ánh mắt của trần thương vân ra hiệu đám người lui ra các ngươi lui xuống trước đi ta vào dịch tiên sinh nói mấy câu trần vũ hân và đám người trưởng chấn lập tức lên tiếng lui ra đợi đến khi tiểu viện chỉ còn một mình trần thương vân và dịch phong mới không nhanh không chậm mỉm cười ôm quyền dịch tiên sinh vừa rồi người nhiều phức tạp có một vài lời không tiện nói nhiều không dám giấu giếm hôm nay mạo muội làm phiền sự thanh tĩnh của tiên sinh chỉ vì muốn mời ngài đến nghiệp thành cùng xây dựng đại nghiệp. Đương nhiên những lễ vật này không đáng nhắc đến, nếu như tiên sinh đồng ý, tương lai bất kỳ điều kiện này cũng không thành vấn đề. Lời hứa thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, tràn ngập thành ý, hai mắt Trần Thương Vân sáng ngời, thái độ cũng cùng kính hơn không ít, trên mặt không nhịn được xuất hiện mấy phần ánh sáng, giữa lông mày có thần sắc chờ đợi chắc chắn nam chắc, nhưng mà, Trần Thương Vân đợi mấy giây, Di Phong chỉ là thành thơi nằm xuống ghế tiện miệng đáp lại, ta chỉ là một tiên sinh dạy học, sợ rằng ngươi tìm sai người rồi, vừa mới rút lời trong mắt trần thương vân sững sờ tìm sai người rồi loại đáp án này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của ông ta nhìn vị ca nhân từ đầu đến cuối thần sắc vẫn luôn bình tĩnh này trần thương vân rất rõ ràng đây chẳng qua chỉ là lời nói qua loa không ngờ được ông ta đường đường thành chủ tự hạ thấp địa vị đến nay liên tiếp thể hiện thành ý có thể nói là thái độ không có gì để bới móc thế mà chỉ có được câu trả lời thế này cho dù đối phương là vũ hoàng tốt xấu gì ông ta cũng là đỉnh phong vũ vương cũng không được xem kém hơn quá nhiều cũng không ít đến mức bị người khác coi thành hạn người nhàn rỗi để đối đãn đúng không? Thế này cũng có chút quá coi thường người khác rồi. Dù sao Trần Thương Vân cũng không phải là loại người tầm thường, cho dù trong lòng không vui, chỉ là hơi ngây người một chút, sau đó mỉm cười che giấu sự ngượng ngùng trong đáy mắt, tiếp tục nhẫn nhịn mình cười lên tiếng, ha ha. Tiên sinh khiêm tốn rồi, có lẽ là tại hạ quá đường đột, ngài không biết tình hình của nghiệp thành ta, thật ra nghiệp thành nhìn thì có vẻ lãnh thổ không quá rộng lớn, nhưng trải qua nhiều năm tận lực vất và quản lý của tại hạ, đã tích lũy được một chút nội tình bây giờ lãnh thổ nghiệp thành tính thêm tại hạ có ba vị cao thủ cấp bậc vũ vương tọa trấn có thể coi là độc bá vùng đất trăm ngàn dạng những thành trì khác chẳng qua chỉ là một đám quân ô hợp chỉ có liên hợp lại mới có thể miễn cưỡng tranh đua nói không khách khí chút nào tương lai nghiệp thành ta nhất định sẽ có được một hồi bá nghiệp hô phong hoán vũ ở trong tầm tay nếu như tiên sinh giúp đỡ chính là như hổ thêm cánh tương lai tất cả tài nguyên đều dễ như chờ bàn tay có tài nguyên vô tận hỗ trợ Ngài khổ tu đại đạo cũng nhiều thêm mấy phần nắm chắc, chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, tất cả đều dễ dàng như chờ bàn tay. Tiên sinh có thể có được cảnh giới như ngày hôm nay, nhất định hiểu rõ mọi chuyện, loại cơ hội tốt này, chắc rằng ngài sẽ không bỏ qua đúng không? Trần Thương Vân càng nói càng tự tin, bất giác lộ ra mấy phần bá khí của người ở trên cao, đôi mắt nhìn chằm chằm kia, cũng xuất hiện mấy phần ánh sáng của sự tự tin, dường như theo cái nhìn của ông ta, quyền thế và tài nguyên vô tận này, bất kỳ người nào cũng sẽ động lòng cho dù người tức mắt là cường giả vũ hoàng đối mặt với loại thời cơ tự đưa đến trước mặt này không có bất kỳ lý do gì để từ chối nhưng khi ông ta mỉm cười chờ đợi một hồi lâu diệp phong vẫn là dùng một bộ dáng vẻ thân sắc bình tĩnh chậm rãi đứng dậy nhìn ngọn núi xanh mướt ở phía xa không có hứng thú nếu như ngươi không còn chuyện gì khác vậy thì xin cứ tự nhiên không nhìn thẳng mà người này đã có đủ cuồng ngạo tận tình khuyên bảo nói cả nửa ngày kết quả người ta vẫn là loại bộ dáng thanh cao giống như bản thân đang đánh giám vậy người này thật sự quá kiêu ngạo rồi cuối cùng thần thương vân cảm thấy vô cùng xấu hổ cũng có chút không kiềm chế được tức giận nữa nhìn chăm chằm vào bóng lưng bạch y đấy mấy hơi khuôn mặt của ông ta âm tình bất định giống như vạc phải sỉ nhục cực lớn và lúc này tự tôn của vũ vương bị sỉ nhục mạnh mẽ khiến cho trong lòng trần thương vân bắt đầu dâng lên lửa giận được được hay cho một vũ hoàng bản vương có lòng tốt đích thân đến mời kết quả ở trong mắt người không đáng một đồng giống như ngươi lợi hại lắm vậy không biết còn tưởng rằng ngươi là tổ tông nữa đúng thật là quá kiêu ngạo trong lúc lửa giận bùng lên trần trương vân không quan tâm lễ tiết phóng thần thức ra nhưng lại không nhìn được một chút đầu mối nào chỉ có thể thầm nghĩ quả nhiên là vũ hoàng đúng là vô cùng phi phạm nhưng càng như thế trần thương vân càng tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mấy giây bắt đầu vận chuyển linh lực tay phải trong ống tay áo không ngừng tập hợp tu vi hôm nay ta phải đích thân thử xem rốt cuộc vũ hoàng nhà ngươi có chỗ nào lợi hại xem xem ngươi có vốn liếng gì kế mà lại dáng ngông cuồng như thế đỉnh phong vũ vương ta cũng không phải loại người bình thường không cho phép để cho người khác coi thường thế này nói cái gì cũng không mướt được cục tức này tự tôn nhiệt huyết dâng trào trong mắt trần thương vân lộ ra vẻ tàn nhẫn đánh ra một trưởng ngùng tu vi đáng sợ hóa thành của phong trực tiếp lao thẳng vào bóng lưng dịch phong nhìn thấy trưởng phong như hồng thủy lao đến dịch phong vẫn như trước đứng đó nhìn về phía xa giống như không có chuyện gì vậy không biết sống chết thiêu ngạo đến mức dường như không có biên giới vậy trong mắt trần thương vân lộ ra vẻ kiêu ngạo trong lòng không ngừng cười lại quá nắm chắc rồi. Cho dù ngươi là cường giả vũ hoàng, đối mặt với một đòn ba phần sức mạnh của bản tọa, thế mà lại đến thư thế phòng bị cũng không có, bị thương là chuyện không thể tránh khỏi, thái độ coi thường người khác như này, thì không trách được bản tọa không nói võ đức rồi, như thế cũng tốt, chỉ cần ngươi bị thương, bản tọa sẽ phái át chủ bài ra nhân cơ hội vượt cấp chiến đấu, từ nay về sau so dương danh đương thế thành công xây dựng bá nghiệp, trần thương vân vẫn như trước hai mắt sáng ngời, nhiệt huyết ý chí chiến đấu tràn lập tinh thần, rất rõ ràng, ông ta thân là chủ nhân một thành trong tay có không ít át chủ bài nếu không một đỉnh phong vũ vương như ông ta cũng không ngu mốc đến mức đi phạm thượng học giận cao thủ vũ hoàng ở trong tình huống bình thường với tu vi của ông ta cộng thêm rất nhiều át chủ bài ra chiến với vũ hoàng tuyệt đối cũng có sức chiến đấu cho dù không thấp cũng có thể dễ dàng an toàn rút lui nhưng mà khi trần thương vân vô cùng tự tin đánh một trưởng vào sau lưng dịch phong thế mà lại không gây lên được một chút sóng gió nào một giây trước vẫn là uy thế linh lực đáng sợ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết, ngoại trừ một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như hơi thở yếu ớt vô lực của một đứa trẻ, ngủ, gió nhẹ thổi qua tai. Bóng lưng Ngọc vẫn như trước đứng yên ở đó, đến góc áo cũng không bị dao động, giống như là chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy, chuyện này sao có thể? Trần Thương Vân kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, đột nhiên phía sau lưng có gió lạnh gào thét, ngủ. Tiếp đó khoảng cách tiếng gió chưa đến một hơi thở, nhưng khoảng cách lại như cách biệt một trời một vực, trong nháy mắt một cô ý lạnh từ bàn chân sông thẳng lên đỉnh đầu khiến cho cả người trần thương vân nổi da gà tâm tư nhỏ lúc trước hoàn toàn tiêu tán chỉ có sắc mặt trắng bệch đang không ngừng run rẩy đây đây đó là một trưởng chứa ba phần sức mạnh của ông ta cho dù chỉ là thăm dò cũng là một chiêu mà đỉnh phong vũ vương không thể coi thường nhưng ở trước mặt người này lại không có một chút tác dụng nào không nhìn thấy đối phương có bất kỳ động tác nào chỉ dựa vào uy thế đã có thể biến thành hư ảo đây là tu vi đáng sợ bậc nào khoảng cách giữa hai người. Kế mà lại lớn như thế, loại khí trường đáng sợ này, tuyệt đối không phải là thực lực như cấp bậc Vũ Hoàng sơ kỳ có thể có được, thậm chí có thể là cảnh giới càng mạnh hơn. Trong lòng Trần Thương Vân giống như có sóng to gió lớn, hoàn toàn cứng đờ ở trong tiểu viện, các loại ưu việt và tự tôn lúc trước, và lúc này đều đã bay lên tận chín tầng mây. Chỉ còn lại kinh hoàng và đáng sợ tràn lập trong lòng, lần nữa nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè, chỉ đứng yên mấy giây, nhưng so với khổ tu hàng trăm năm còn dài hơn khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng khó khăn cả người đều đổ đầy mồ hôi lạnh dưới cái nhìn cẩn thận từng chút một của trần thương vân diệp phong chậm rãi quay người lại không nói một câu nào trong đôi mắt đúng là xuất hiện một đạo ánh sáng giống như ngôi sao đang rơi xuống vô cùng sắc bén dưới đạo ánh mắt đó cảnh giới vũ vương mà trần thương vân vẫn luôn tự hào thậm chí các loại bóng tối trong lòng giống như giấy trắng bị nhìn thấu tất cả hoàn toàn bại lộ không chút nghi ngờ liếc nhìn một chút trần thương vân kinh hãi đến con người chấn động chỉ cảm thấy một loại áp bức khiến người khác ngạt thở ùn ùn kéo đến, vị này ít nhất cũng là vũ hoàng cao cấp. Gác, Trần Thương Vân bị dạ đến vô cùng hối hận, khóe miệng mở to đến mức sắp nhét được cả một quả trứng, tiêu rồi tiêu rồi, nhẫn nhịn thận trọng cả đời, khi thấy nhất thời lại là tự tình đường chết, Tạo Nghiệt, Tạo Nghiệt mà, cảm nhận được khí tức cái chết đang đến gần, tông ta cái gì cũng không quan tâm. Hoảng sợ vội vàng hành lễ, cúi đầu như dã tỏi. Tiên sinh thứ tội, tiên sinh thứ tội ta nhất thời nóng nảy hồ đồ phạm thượng tiên sinh mong tiên sinh khai ân mong tiên sinh khai ân nhân vật lớn đắc ý tự tin lúc trước và lúc này hoảng sợ hành lễ như lâu la bộ dáng thấp hèn sợ hãi thậm chí đến sâu kiến cũng không phải chỉ cầu một con đường sống chỉ còn thiếu nước mắt chảy đầy mặt khoảnh khắc này trần thương vân đúng thật là hối hận đến xanh cả ruột bao nhiêu năm nay ông ta tự cho rằng hiểu rõ lòng người dựa vào tâm cơ để có được không ít hào cảm chưa bao giờ có bất kỳ sai sót nào không ngờ được ngày hôm nay lại rơi vào đại họa. Rõ ràng có một vị cao nhân như thế, nếu như mời được sẽ có thể một bước lên trời, kế mà bản thân ông ta lại nhất thời ngu ngốc, làm ra bước đường này, đúng thật là ổn công sống một đời, càng nghĩ càng hối hận và hoảng sợ. Trần Thương Vân vô cùng thấp hành chán sắp chui vào trong bụi đất rồi, liếc mắt nhìn thấy lại dáng vẻ đó, trong mắt Dịch Phong không hề có bất kỳ thần sắc kỳ lạ nào, khó khăn lắm mới có mấy ngày yên bình, cứ như thế bị làm loạn rồi, bất luận trận thế long trọng lúc trước, hay là đột nhiên cầu xin lúc này, đều là một loại ồn ào, nhẹ nhàng vất tay. Dịch phong mồi xuống pha trà, không nói nhiều thêm một câu nào nữa. Ngươi đi đi. Đừng đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta nữa. Một câu vô cùng thờ ơ. Trần Thương Vân lại giống như đại xá mạnh mẽ ngẩng đầu, cảm thấy may mắn đến không thể tin được, qua mấy giây mới nửa tin nửa ngờ, tiếp đó muốn biện giải mấy câu, lúc này mới nhìn thấy, dáng vẻ tiên sinh cục mắt xuống tự mình rót trà. Trong mắt không có bất kỳ vật nào khác, chỉ có trà xanh trong chén, nhất thời ngàn đoạn lời nói trong lòng Trần Thương Vân đều mắc ở cổ họng, ông ta rất rõ ràng, tiên sinh đã không còn chút hứng thú nào lên tiếng nữa. Cho dù trải qua sự thất lễ lúc nãy, Trần Thương Vân cũng không đến mức đến một chút nhã lực này cũng không có, cho dù trong lòng có vô cùng hối hận và tiếc mối đa sen, ông ta cũng không dám có bất kỳ tiếng động nào nữa. Ở trong loại tội lỗi đó, có thể nhặt về được cái mạng đã là vô cùng may mắn, làm sao dám có mơ tưởng xa vời. Trần Thương Vân chỉ có thể yên lặng hành lễ mấy lần cảm ơn. Man Hoan lui ra ngoài tiểu viện, để mặc mọi người quan tâm hỏi han, từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ dẫn theo đám người. Vội vàng rời khỏi trấn Thanh Hà, chỉ để lại rất nhiều nghi hoặc và cảm khái, lưu truyền rộng rãi trong dân chúng, khiến cho trên đường phố nghị luận sôi nổi. Tiểu trấn bình thường bận rộn, dường như lại có thêm một đề tài thịnh hành trong những câu chuyện nhàn rỗi. Đứng ở xa nhìn thành chủ đại nhân dẫn đám người rời đi hồi lâu, trước cổng thành, trấn trưởng yên lặng đứng đó vẫn là cả mặt cảm khái, không hổ là thành chủ đại nhân, đúng thật là khiêm tốn. Phi phàng, cao thâm khó lường. Lão tộc trưởng cũng cả mặt đầu ý kính trọng, trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc, thành chủ là cường giả đẳng cấp vũ vương, suy nghĩ hành động, tuyệt đối không phải là điều mà chúng ta có thể lĩnh ngộ được, chỉ nói đến phong phạm làm việc đối đãi với người khác, đã đủ để cho chúng ta không cho kịp. Tuy nói như thế, nhưng lão phu vẫn là không hiểu, vì sao thành chủ đại nhân lại tự hạ thấp địa vị đến bái phòng dịch tiên sinh. Rốt cuộc dịch tiên sinh có chỗ nào đặc biệt, lời này vừa nói ra, hai lao ca nhìn nhau đầy nghi hoặc, vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được Chỉ đành phải đi về phía học đường đang phủ đầy ánh hoàng hôn nằm dưới chân núi nhìn thấy dịch tiên sinh đang chào tạm biệt với học sinh cả mặt đều là nụ cười ôn hòa cho dù dung mạo đúng là tấn tú một chút cũng chẳng qua là dáng vẻ của tiên sinh dạy học bình thường bọn họ càng thêm không hiểu thật sự là không hiểu nổi người thanh niên bình thường không có gì đặc biệt này có thể có cái gì mà được loại nhân vật lớn như thành chủ nhìn chúng lẽ nào thật sự là nhìn chúng học vấn của dịch phong đường đường vũ vương thế mà lại quan tâm tài học thế tục chuyện này nghĩ như thế nào cũng không hợp lý cũng chưa từng nghe nói về người tu đạo nào say mê văn học coi đọc sách là một sở thích dưới mọi loại tò mò trưởng trấn và lão tộc trưởng đều không kìm được đi lên phía trước ông quyền chào hỏi sau mấy câu ba người ngồi trong sân uống trà trò chuyện trưởng trấn mượn cơ hội này thăm dò dịch tiên sinh chúng ta vô cùng hiếu kỳ thành chủ đại nhân tìm tiên sinh là có chuyện gì không biết tiên sinh có tiên tiết lộ một chút dịch phong ngay xong mỉm cười tùy tiện đáp lại thành chủ say mê đánh cờ cũng không biết nghe lời đồn ở đâu, biết được ta hiểu chút đạo đánh cờ, vì thế đến đây thảo luận một ván, hai người nghe xong sững sờ, ánh mắt dần dần toát ra vẻ bừng tỉnh, đánh cờ, hóa ra như thế. Lão phu cũng từng nghe nói, có người trầm mê đánh cờ, thậm chí còn ở trong đó mộ ra chân lý tu đạo, nhờ đó nhập đạo. Không ngờ được thành chủ đại nhân cũng là người thích đánh cờ, từ xa đến đây cũng là hiểu được, nói như thế, vừa rồi tiên sinh và thành chủ đánh cờ ở trong viện cảo nào không muốn mấy người ngoài như chúng ta làm phiền nghe thấy đủ loại lời nói bát quái này diệp phong mỉm cười lật đầu phối hợp ồ đúng là đã đánh cờ nghe thấy câu nói này hai lão ca càng có hứng thú hơn tiên sinh có may mắn trở thành bạn cờ với thành chủ đúng thật là vô cùng may mắn không biết thắng thua thế nào đối mặt lời nói quan tâm của hai lão đầu diệp phong vẫn giữ lộ cười như trước nhấp một ngụm trà ngật đầu cũng không biết là hương vị của loại trà này tốt hay là kết cục của vắn vừa thế nào hai lão già nhìn thấy cũng không tiện hỏi sâu ở trong viện chỉ có hương trà bay khắp bốn phía yên tĩnh như lúc ban đầu vân tinh trên bầu trời đêm ánh trăng rơi xuống phủ lên mấy đạo bóng người bất lận biển mây trôi nổi hay là gió lạnh thổi vào mặt từ đầu đến cuối mấy đạo bóng người đó vẫn đứng trên không trung lặng lẽ bất động giống như vực ra ngoài đất trời vậy lâu bản vĩ đứng đầu đột nhiên ý thức được cái gì đó nhìn về phía bầu trời vô cùng vô tận líu díu lên tiếng chủ nhân sắp tỉnh rồi mấy tiểu đệ ở phía sau lưng nghe tiếng ánh mắt lộ ra vẻ căng thẳng vô cùng chờ đợi và kích động đều không kìm chế được mà xuất hiện trên mặt nhưng ngay ngữ khí của đại ca vẫn luôn cảm thấy hình như chuyện này không hề đơn giản trầm mặc một lúc lâu chưa bao giờ dám tự ý lên tiếng mãi cho đến khi lâu bản vĩ trầm giọng lên tiếng các ngươi chuẩn bị xong chưa lời nói vừa rớt cầu từ mô công. ninh vương tất cả đều ôm quyền đứng trước mặt hắn ta cả mặt nghiêm túc ngay cả nãi tề ngu ngơ trước kia cũng vô cùng nghiêm túc đáp lại đại ca chúng ta đều chuẩn bị xong rồi trăng sao thưa dần trời đã sắp sáng Ngao Khánh mang thần mũ màu đen, ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng phi phàng. tay Ngô Công nắm chặt trường đao, hàng trăm ánh sáng lạnh không ngừng lấp lóe, thân ảnh cao lớn của nãi tề bị áo choàng che đi hơn phân nửa, khi tất cả người đã khó mà nắm bắt, đến Linh Vương cũng là người mang khóa dài, lúc này ẩn hiện ánh sáng lạnh lùng kinh người, đúng như bọn họ đã nói. Trạng thái đã được kéo căng, làm đủ công tác chuẩn bị ứng đối với mọi hiểm ác, nhìn tư thái hoàn mỹ của các tiểu đệ, Lâu Bản Ví khẽ gật đầu rất hài lòng. Nghe thấy lời tán thưởng của đại ca mấy người đều cả mặt hương phấn no khánh quen thuộc nhất đi lên trước nói lòng xin chiến vô cùng mạnh mẽ đại ca rốt cuộc chúng ta phải làm cái gì chỉ cần đại ca mở miệng huyên đệ chúng ta liều mạng cũng phải hoàn thành lời nói nhiệt huyết vang lên mấy gia hỏa đều trở nên nghiêm túc thủ lại thái độ chơi đùa bình thường trên mặt tràn lập thần thái kiên định nghiêm túc ông đại ca ra lệnh chúng ta tuyệt đối hoàn thành lâu bản vĩ càng nhìn càng hài lòng nhanh chóng gật đầu ngữ khí trong lời nói cũng vô cùng nghiêm túc không hề bởi vì ý chí chiến đấu của mọi người mà có một chút chậm chập nào rất tốt chính là cần loại thái độ các ngươi có thể có loại giác mộ này ta rất vui lòng tiếp theo đây chúng ta phải chia ra hành động mỗi người đi về thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ mỗi người đều có trách nhiệm to lớn không thể có bất kỳ thất thoát nào lời tán thưởng khiến cho trong đáy mắt mọi người hiện lên vẻ vui mừng có thể có được lời khen của đại ca thật sự là không dễ gì nhưng khi nghe rõ sắp phải chia ra hành động cho dù lúc trước lâu bản vĩ đã từng nói qua nhưng lúc này trong mắt mấy người cũng tràn ngập vẻ thấp thỏm dù sao những năm nay các huynh đệ vĩnh viễn đều là cùng nhau làm việc bất luận ăn uống vui đùa hay là rong ruổi chân trời từ trước đến nay mọi người đều chưa từng chia tách ra có vị đại ca như lâu bản vĩ đối mặt với bất kỳ chuyện gì cũng rất tự tin bây giờ phải chia ra các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên khiến cho mọi người không quá thích ứng mất ra hỏa lặng lẽ nhìn nhau xếp hàng thứ hai lão nhị ngao khánh không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi đại ca từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ tách ra. Lần này chia ra hành động, vẫn luôn cảm thấy trong lòng không có tự tin, đại ca không đi cùng với chúng ta sao. Lâu bản vĩ nhai xong mỉm cười, trong khuôn mặt khô lâu xuất hiện vẻ ôn hỏa hiếm có, không cần lo lắng, bây giờ mọi người đã rất mạnh rồi, cho dù không có ta đi theo. Chỉ cần các ngươi cố gắng hết sức mình, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, còn về phần ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lần này, huynh đệ chúng ta chỉ có thể chia ra hành động, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, cho hắn hoàn toàn nở hoa, nghe lời nói này, trong mắt mấy gia hỏa lóe lên ánh sáng kiên định. "Ồ, oh. hoàn toàn nở hoa, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho đại ca thất vọng." Lâu bản vĩ cũng tiếp tục lên tiếng căn dặn, nói ra các loại điểm quan trọng, tiếp theo đây, ta sẽ phá mở không gian, đưa các ngươi đến các thế giới, tiếp theo phải hành động như thế nào, thì dựa vào bản thân các ngươi rồi, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, đối với chủ nhân mà nói vô cùng quan trọng, không thể xuất hiện một chút thất bại nào ngữ khí trong lời nói vô cùng nghiêm túc đám người cầu tử đều nghe đến thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng những năm nay bọn họ đi treo lâu bản vĩ bất luận đi đến đâu đều là hi hi ha ha hời hợt sơ sài chưa bao giờ nhìn thấy đại ca nghiêm túc như thế sau khi chấn động mấy người nhanh chóng ôm quyền lên tiếng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc đại ca yên tâm chúng ta liều chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lâu bản vĩ liếc nhìn mấy huynh đệ hốc mắt thâm thúy không thể hiện ra bấy kỳ cảm xúc gì cũng không giận dò nhiều thêm nữa trực tiếp mở miệng bố trí mọi người cần đi đến ba thế giới Khánh, thực lực của đệ và nãi tề mạnh hơn một chút gánh nặng cũng lớn hơn một chút đều mỗi người đi đến một nơi đi hai người họ thực lực yếu hơn vì để bảo đảm nhiệm vụ thành công lập thành một tổ cùng đi đến một thế giới nghe thấy cách xưng hô thân thiết mỗi cùng ao khánh thay cay trong mắt lấp loé ánh ngước tuy ngao khánh không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra cái gì bản thân sẽ đối mặt với khó khăn lớn như thế nào nhưng lời nói tiễn biệt cuối cùng này phảng phất như hắn đang quay trở về thời gian vui vẻ quen thuộc, cảm thấy vô cùng yên tâm. Có dũng khí đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, không cần biết có bao nhiêu nguy hiểm, cũng có thể bình tĩnh ứng nối. Đây chính là sự ăn ý và lãng mạn giữa nam nhân với nhau. Cầu tử cười dẫn đầu ôm quyền, các huynh đệ đồng thành lên tiếng, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kiên định, phát ra trí khí phong khoáng thẳng tiến không lùi, lâu bản vĩ không nói thêm câu nàng nữa. Cánh tay xương trắng bên phải chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng điểm một cái, trong không trung có ba lỗ hồng liên tiếp xuất hiện không ngừng có không gian loạn lưu xuất hiện thuận theo ngón tay lắc nhẹ trái phải ba lỗ hồng đó không ngừng mở rộng chớp mắt đã bị xé thành vết nứt hơn trượng không gian loạn lưu mãnh liệt như cuồng phong thân hình khô lâu nhỏ bé phảng phất như có tu vi đáng sợ vô cùng vô tận tùy tiện điểm nhẹ đã có thể khống chế không gian liên kết các thế giới khác nhau chỉ trong chớp mắt đây mới là một phần góc băng của thực lực của vĩnh kiếp thần cho dù đám người cầu tử đã sớm quen với viện đại ca mạnh mẽ nhưng lúc này cũng nhìn thấy nhiệt huyết dâng trào đại ca ủy vũ đại ca thật không hổ là mỹ thiếu niên phong lưu phóng khoáng vô địch vũ trụ nắm giữ ngàn vạn nghĩ thiếu nữ lâu bản vĩ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng ra hiệu đi đi mấy người phấn chấn nhìn nhau tiếp đó nói lời tạm biệt với nhau lần lượt đi vào trong vết nứt hư không nhìn thấy các huynh đệ biến mất ở trong vết nứt không gian bầu trời đêm cũng trở nên cô đơn hơn lâu bản vĩ chậm rãi phất tay xóa đi vết nứt hư không dần dần thu lại ý cười cuối cùng trong mắt bầu trời sao to lớn chỉ có một mình lâu bản vĩ đứng đó giống như những năm tháng vô cùng vô tận đột nhiên lâu bản vĩ chậm rãi ngẩng đầu hai tay chống hông cả người toát ra uy thế đáng sợ trước đây chưa từng bộc lộ thân hình nhỏ bé phẳng phất như đủ để khai thiên lập địa đến ngay cả sao trăng cũng ảm đạm thất sắc đôi hốc mắt thâm sâu đó ngẩng lên nhìn bầu trời sao ánh mắt không ngừng nhìn lên trên tinh thần hạo người căn bản không thể lọt vào mắt chớp mắt đã bị ném vào trong ngân hà bất tận thuận theo tầm mắt nhìn lên trở nên vô vùng nhỏ bé hình bóng khổng lồ ngoài tầm nhìn của người đời biến thành từng điểm ánh sáng từng hạt gạo cho dù như thế tầm mắt vẫn đang không ngừng hướng về vũ trụ vô cùng vô tận từ đầu đến cuối không dừng lại một chút nào mãi đến cuối cùng các ngôi sao càng ngày càng nhỏ hơn hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ đến cả những tinh hệ rộng lớn thai nghe rất nhiều sao trời cũng trở nên không đáng nhắc đến liếp mắt đã qua bóng tối vô tận vừa mới xuất hiện trước mắt đó là màu đen thuần khiết nhất lan tràn không biết bao nhiêu triệu năm ánh sáng những nơi đi qua đến ánh sao của vũ trụ cũng khó với tới chỉ có hàn khí lạnh thấu xương của ma khí u minh điên cuồng tùy ý cuồn cuộn sinh sôi trong đó ở trong bóng tối vô hạn này đột nhiên có một con mắt lớn mở ra con ngươi đen trắng vô cùng đáng sợ khoảnh khắc nó mở ra đến ngay cả hắc khí đáng sợ cũng bắt đầu dựa dẫm vào nhau giống như bù nứt thấp kém nhất lại giống như một tín đồ sùng đạo theo bản năng đi đến gần sự tồn tại của chân dung kia chưa đến mấy giây con ngươi đen trắng đáng sợ đó tần chứa hắc khí đáng sợ đủ để nuốt trưởng vạn vất trong vũ trụ. Liếc nhìn, đã xuyên qua biển sao vô tận trực tiếp đến đây. Cảm nhận được tầng mắt vô cùng đáng sợ đó, thân sắc của lâu bản vĩ không hề có chút thay đổi nào, vẫn như trước đứng hông đứng đó. Đôi mắt trắng đen đó cũng vô cùng bá đạo, không hề tránh né chút nào. Tầng mắt đa xen đụng chạm mấy giây, loạn lưu của biển sao giống như sóng chiều dâng trào, vô số ngôi sao dao động hỗn loạn, giống như sông lớn quét ngang qua. Đột nhiên, con mắt khổng lồ máu máu ngừng ý cười lạnh lùng nhìn xuống dưới giống như nhìn sâu kiến từ bỏ đi các ngươi sẽ không đạt được đâu đã trải qua bao nhiêu năm tháng bản tọa đã không còn là bản tọa năm đó ở trong hư không vô tận này tu dưỡng đến hiện tại bản tọa còn tốt hơn lúc trước mà ngươi bây giờ trả qua chỉ là một khô lông căn bản không có thực lực ngăn cản bản tọa nghe thấy tiếng cười từ trong sâu vô tận truyền ra đột nhiên lâu bản vĩ cũng cười ha 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 nhìn nhau không đến mấy giây nụ cười của lâu bản vĩ càng đậm hơn giống như là nghe thấy chuyện gì thú vị vậy trên mặt dần dần lộ ra vẻ khinh thường trợn mắt cạn lời lên tiếng ai cái thư rác rưởi nhà ngươi lúc trước đã là rác rưởi bây giờ ở trong mắt của bổn đại gia vẫn rác rưởi nhà trước không đáng nhắc đến ngăn cản loại mặt hàng như ngươi cho dù bổn đại gia chỉ là bộ khung xương hô vẫn không hề tốn sức tâm thanh bá khí bình tĩnh vang lên lâu bản vĩ đứng yên ở trên không trung dường như không thua nam nó nhìn loại tư thái vô địch đó con mắt đen trắng trong vũ trụ đen đối không hề lộ ra thần sắc hoảng sợ hít mấy hơi rồi mới bật cười bộc phát càn rỡ ngông cuồng chực 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 không ngờ được vĩnh thiếu thần từng khinh thường vạn giới bây giờ cũng mơn lạc đến bước đường này chỉ còn lại một cơ thể khô lâu mãi trừ bản lĩnh khoa trương thanh thế đã không còn tư vị năm đó đúng thật là khiến bản tọa cảm thấy tiếc nuối nếu như ngươi thật sự có thực lực như thế cần gì phải cố làm ra vẻ nếu như có thể ngăn cản bản tọa vì sao đến bây giờ còn chưa ra tay ùng ừ. lời nói vừa dứt lâu bản vĩ khẽ lật đầu lâu bản vĩ không hề lên tiếng phản bác chỉ là giơ tay xé mở một khe hở ở trên không trung cứng răng mở ra một thế giới nhỏ tiếp đó chính là giơ bàn tay xương trắng ra bắt vào trong không trung vô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua sinh linh xấu xí cồng kềnh bị lôi ra ngoài rơi vào trong hư không không đợi thân hình con mắt trắng đen khổng lồ xấu xí kỳ quái đó đứng lên lâu bản vĩ đã dẫm một cước lên khiến nó khó có hành động gì nữa lập tức bị chấn áp đến cả mặt đầy vẻ sợ hãi chỉ có tiếng hét không dám tin được vang lên đây chỉ trong chớp mắt chuyện này không thể nào ngươi đã là một khổ lâu sao còn có thể có thực lực đáng sợ như thế mặc cho nó gào thét các loại lâu bản vĩ chỉ là túng vào trong hư không lấy ra một chiếc ghế dài rồi nằm xuống nhìn thân hình nhỏ bé đó phảng phất như vượt qua thiên địa chen ép con quái vật khổng lồ còn chưa bước vào hư không ở dưới ghế dài tiếng kêu gào đều bị nhấn chìm trong đó chỉ có đôi mắt đầy tia máu có ngàn vạn sự không can thông qua khe hở thù hận nhìn chung quanh khoảnh khắc này nó mới hiểu được sự đáng sợ của vĩnh kiếp thần một lúc lâu sau cuối cùng thế giới nhỏ cũng hồi phục yên tĩnh an tĩnh giống như bầu trời đêm tĩnh bịch lâu bản vĩ lại nằm lên ghế dài ngồi lên hai tay nhắm đôi mắt lại ngáp dài ta à, ngươi cũng đừng gọi ta ta thừa nhận ngươi đúng là có một chút tiến bộ đúng thật tiến bộ thêm một chút xíu đối với bổn đại gia mà nói cũng xem như là có đủ lực để cho bản đại gia không thể không đích thân nằm ở đây trấn áp ngươi lần này cũng nên hài lòng rồi chứ con mắt trắng đen khổng lồ ở dưới chân khẽ run lên thân sắc xấu hổ dường như muốn chàng ra ngoài Hổ nói Lành chịu uy áp đáng sợ không nói nên lời. Nó đến lên tiếng cũng trở vô cùng khó khăn, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Cho dù có vạn lần không cam, cũng chỉ có thể nhến răng chìm vào trầm mặc, vừa mới kêu gào mấy tiếng, thế mà lại không còn tính tình gì nữa. Đúng thật là tẻ nhạt vô vị, lâu bản vĩ nàng đó có chút vô vị, không khỏi lên tiếng cảm khái. Ai, cái đầu khốn khiếp ngươi, vẫn bình thường giả vờ u sầu gì chứ, ta vẫn là thích loại dáng vẻ tự tin lúc nãy của ngươi. Bây giờ không có chút thú vị nào, còn để cho bổn đại gia tẻ nhặt nằm đây đúng thật là hại người hại mình bổn đại gia là người đẹp trai số một trong vũ trụ ở cùng với cái loại khốn khiếp nhà ngươi đơn thuần lãng phí thời gian nếu như có một mũi tử ở cùng thì tốt rồi phàn nàn mấy câu lâu bản vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên lại lần nữ nhìn vào bầu trời đầy sao vũ trụ sâu thẳm vô cùng vô tận bóng tối thuần khiết đó bắt đầu hiện lộ ra chân dung đủ loại kiến trúc cổ quái cao chót vót như cột trời đều hòa hợp vào màu đen quỷ dị khiến người ta sợ hãi trong bóng tối vô tận các kiến trúc lít nha lít nhít giống như màng mọc lại giống như bia đá vĩnh hằng ngàn năm đến dấu vết cả năm tháng cũng khó nắm bắt cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên chỉ có các loại ma tộc đáng sợ lang thang lấp lóe ở trong đó thống trị vùng đất đen tối vô cùng vô tận này phảng phất như có dung nhập thành một thể với hư không vĩnh hằng cho đến ngày nay thuận theo đó có thể nhìn thấy ma vật chúng đều toát ra khí thế vô cùng đáng sợ ma tộc ẩn giấu ở những tinh cầu khác còn xa mới so được với chúng không chỉ tu vi cao cường mà dường như còn tràn ngập trật tự linh chi của chúng đã đạt đến mức độ tương đối đáng sợ lướt mắt nhìn một lượt ở trong hư không bị bóng tối che phủ này giống như là nguồn gốc của tội ác đang không ngừng ấp củ các loại sinh linh đáng sợ để cho bóng tối ở trong một góc nào đó tùy ý sinh trưởng trong năm tháng vô cùng vô tận nốt trường ánh sáng này không ngừng sống dựa vào nhau để đối kháng lại chúng trung tâm của bóng tối một tòa cháp cao khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối sừng sững đứng đó phảng phất như nối liền giữa trời với đất nhìn xuống tất cả bóng tối quan sát tất cả hành động của ma tộc trong tòa tháp cao bên trong cùng điện tiêu tán ra sự lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông vô số ma tộc đứng yên hai bên thủ lĩnh vân chi của các tộc có tộc ma thấp một mắt có tộc ma khổng lồ hai mặt cao trường trăm trượng cũng có mịn ma có dáng hình như nhân tộc khí tức cao thâm khó lường bất luận là vân chi nào vào lúc này đều đang thành kính cúi đầu cho dù có gần vạn ma tề tụ ở trong đại điện bóng tối vô cùng vô tận này chẳng qua cũng chỉ chiếm hữu một chỗ rất nhỏ mà thôi bên trên vương tọa đen kịch không ngừng tập trung bóng đến vô tận chỉ có một đôi chân dung màu máu có thể thấy con mắt màu máu mờ ta vạn ma cúi đầu tuyên ma nữ xí ly ít kiến tiếng nói lạnh lùng truyền vang vạn ma dập đầu một chiếc kiệu màu đen mềm mại rừng ở bên ngoài cửa điện sương mù che lấp bốn phía mấy ma tộc ngang tàn đầu đội mũ máu nâng những kiệu lên không thấy động tĩnh bóng tối đong đưa trước mắt đã từ tán hết khi xuất hiện lần nữa đã ở phía trước điện ma nữ cung điện hoa mỹ toàn thân một màu đen kịch nhưng vô cùng tinh xảo hình dáng tỏa tháo giống như một tác phẩm nghệ thuật mái cong đấu cùng cho đầy lục lạc màu máu tới trong bóng tối khiến người ta kính sợ tăng thêm mấy phần khí tức nguy hiểm mê hoặc ma nữ xí ly một thân váy dài màu đen yên lặng chờ ở trước điện bước chân trầm rãi đi đến cực kỳ tao nhã một thân váy dài càng là tinh xảo xẻ tà giã tính phác họa ra thân hình hoàn nghĩ da thịt trắng nõn như ẩn như hiện cả người tản ra khí tức băng lãnh tránh xa người ngoài ngàn dặm vị ma nữ ma tộc cao cao tại thượng này địa vị và thiên tư đều có thể nói là vạn năm hiếm có vừa mới xuất hiện đã khiến cho các cự ma nâng nguyễn cúi đầu y lặng đứng chờ không dám có một chút nào lỗ mã mãi khí si ly bước đôi chân dài nhẹ nhàng lên kiệu đám cự ma mới vững vàng nâng kiệu xuất phát chân đạp sương ngủ đen lăng không mà đi trước mắt đã ở bên ngoài trăm dặm kiệu đen tỏa ra uy thế bất phàm khiến cho không ít ma tộc ngửa mặt nhìn lên cảm khái đột nhiên một bàn tay xương trắng xé rách hư không đi đến giống như hài cốt của người khổng lồ vô cùng đáng sợ trực tiếp lao về phía nguyễn kiệu mà đen ở ngay trước mặt vô số ma tộc bắt ma nữ xí ly đi các ma tộc cực kỳ hoảng sợ vô cùng hoảng loạn đến phong quang ma nữ ở trên không trung cũng không quan tâm chiêm ngưỡng nữa to gan thần thánh phương nào thế mà lại dám cưỡng ép ma nữ ma tộc ta chưa đến một cái chớp mắt đã nhìn thấy cự trưởng của khô lâu bắt ma nữ đi xe rách hư không rời đi dễ dàng giống như lấy đi một món đồ trong túi toàn bộ ma tộc vô cùng chấn động nhục nhã vô cùng lớn truyền khắp hư không hắc áng mấy cự ma nhất những kiệu đích thân ở trong tình huống đó càng cảm nhận được sự đáng sợ vô cùng chân thật của bàn tay khổng lồ kia sợ hãi đến cả người tê dại vội vã trở về thần tháp của ma tộc để bẩm báo trong cung điện to lớn bốn cự ma thân cao mấy trượng sợ hãi hành lễ như lại nhỏ bé giống như sâu kiến âm thanh run run lại vang vọng đại điện khiến cho chúng ma tức giận khởi bổng đại nhân đại sự không hay rồi đột nhiên vừa rồi có một bàn tay xương trắng khổng lồ xé rách hư không nửa đường bắt cóc ma nữ pha không rời đi bây giờ không biết đã đi đâu. Chúng ta thật sự bất lực, xin đại nhân thứ tội. Lời nói vừa rớt, chúng ta trong đại điện vô cùng tức giận. Cái gì, dám mắt ma nữa của tộc ta? Đúng thật là to van lớn mật, không biết thần thánh phương nào, thế mà lại có thể xé rách hư không tùy tiện ra vào lãnh địa của ma tộc ta. Còn có hành động phách lối như thế, e rằng người đến không có lòng tốt, đây là muốn khai chiến với ma tộc, chúng ta căn bản không biết là ai ra tay, cho dù khai chiến cũng không biết hạ thủ như thế nào, loại tiểu nhân này đúng thật là đáng giận. Việc cấp bách trước mắt vẫn là điều tra rõ ràng người đến là ai. Sau một hồi thương nghị ngắn ngủi, chúng ma cùng nhau hướng về phía Vương Tọa hành lễ, xin đại nhân quyết định. Đột nhiên đại điện hắc ám rơi vào im lặng, một loại lửa giận trước nay chưa từng ở trong sự yên lặng này bắt đầu ấp ủ lan tràn. Hai con ngươi màu đỏ như máu ở trên Vương Tọa chậm rãi mở ra, toát ra sắc ý dữ tợn. Ma tộc ta tu dưỡng sinh sôi quá lâu, sen gia đã sắp bị ngoại tộc quên đi uy danh đây là khiêu khích đối với ma tộc ta bất luận trước kia hay là hiện tại đều tuyệt đối không cho phép xảy ra bất luận người đến là sự tồn tại như thế nào tìm khắp thiên hạ cũng phải bắt bằng được hắn loại tội đồ này nhất định sẽ thần hồn câu diệt uy thế đáng sợ quét ngang hắc điện cơn giận vạn năm xuất hiện trên thế gian cho dù chúng mà đều là người nổi bật trong ma tộc là sự tồn tại đủ để quét ngang trời sao lúc này cũng kinh hãi đến mức cùng nhau cúi đầu một trận tai kiếp biển máu đủ để kinh đầu nhiều tinh hệ đã đến Cùng lúc đó, ở trong một vùng đất trời nhỏ bé không biết tên, ma nữ xí ly dãy dụ đứng dậy, chỉnh sửa xong váy dài màu đen có chút sộc xịch che lại vóc dáng cao gầy, một gương mặt tràn đầy vẻ nổi giận, nhìn thấy người đang yên lặng ngồi trước mặt chẳng qua chỉ là một khô lông nhỏ, càng là vô cùng kiêu ngoại, mở miệng dân dạy, hỗn dược. Ngươi là thần thánh phương nào, thế mà lại dám cướp đoạt ma bản ma nữ. Ngươi có biết một khi ma tộc tức giận, cả bầu trời sao cũng sẽ bị ngụm đỏ màu máu. Ma nữ xí ly vẻ mặt xinh đẹp tức giận, tản mát ra ngạo khí trời sinh, giống như một thần thánh nữ vương không thể coi thường, cộng thêm khuôn mặt băng xương tuyệt mỹ cùng với vóc dáng hoàn mỹ, đúng thật là vô cùng có mị lực, đáng tiếc. Rõ ràng là một muội tử chất lượng cao, thế mà lại không chào đón hắn, lâu bản vĩ thân là người đẹp trai nhất vũ trụ, lập tức cảm thấy tâm tình khó chịu, bởi vì thân sĩ hắn cũng không thể phát cao đối với một muội tử, chỉ có thể phát tiết phiền muộn của mình vào nơi khác, dưới chân mạnh mẽ dẫm mạnh một cái, nhưng mà lại khổ cho con ma xấu xí bạch đồng, bàn đồng đau đến nhai răng trợn mắt một bụng ủy khuất nhưng lại không dám phát tác vừa ốt ức lại u oán, lề ách đừng đạc, đừng đạc, chuyện này không liên quan đến ta nó đúng thật là ốt ức không cho ai chọc ai cả nửa ngày Nhu thuận đến một câu nói cũng không dám nói vô duyên vô cớ bị coi thành nơi chút giận nhưng lại chỉ có thể cầu xin tha thứ trực tiếp nhận lấy cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống nó ủy khuất đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi càng đào thét càng cảm thấy vô cùng ủy khuất nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Ánh mắt lạnh lùng của ma nữ Silly cứng đầu, thân sắc kiêu ngạo vừa rồi cũng bất giác thu liễm hơn một chút, hình như thanh âm này đã từng nghe thấy ở đâu, nghe tiếng nhìn đến, chỉ nhìn thấy ở dưới ghế ngồi của tiểu khô lâu kia, đúng là có một khe hở không gian. Bàn chân vừa mới đạp lây khuôn mặt bạch đồng lộ ra ngoài khe hở không gian, vừa mới nhìn thấy đôi mắt trắng đen kia, Silly kinh hãi đến hoa dung thất sắc, cả người mơ hồ, kinh ngạc hô lên, "Mầu, đồ đằng lại nhân, khoảnh khắc này, Silly phảng phất như bị xét đánh, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng ong ong, cho dù tận mắt nhìn thấy chân tướng, nhưng trong mắt cũng vẫn lộ ra vẻ chấn động khó tin, đây chính là đồ đằng đại nhân, là sự tồn tại mà toàn bộ ma tộc kính ngưỡng, không cần biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thay đổi bao nhiêu người cầm quyền, đồ đằng đại nhân vẫn luôn là căn cơ của ma tộc, nói đồ đằng là bản nguyên của ma tộc cũng không quá đáng, thế mà bây giờ lại giống như nô bộc bị đạp ở dưới chân, chuyện này sao có thể? đồng tử xí ly rõ ràng không ngừng chấn động thân thể mềm mại kinh hãi đến không tự giác mà run lên thuận theo ánh mắt đồ đằng đại nhân nhìn lên trên lại lần nữa chú ý đến tiểu khô lâu nằm trên nế dài thân xác kiêu ngạo trong mắt xí ly đã không còn sót lại một chút nào chỉ còn có chấn động và sợ hãi không nói nên lời lại lần nữa lên tiếng đã trở nên vô cùng cẩn thận ngươi rốt cuộc ngươi là sự tồn tại như thế nào vậy mà đến đồ đằng đại nhân cũng rơi đến bước đường thế này ma tộc ta đã ngạo nghĩ đứng vạn năm cho dù đối mặt với chân thần cũng không có một chút ý sợ hãi nào. Đồ đằng đại nhân càng là sự tồn tại vô thượng vượt lên tất cả vạn linh, sao có thể bị ngươi đè ở dưới chân? Tang nói giọng nói càng trở nên run rẩy, trong mắt Xí Ly đã hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn thấy muội tử căng thẳng như vậy, cuối cùng cũng nhận rõ mấy phần chân tướng, lâu bản vi yêu nhã khoanh hai tay lại, Chóng cằm ngồi dậy. Muội tử à, bây giờ cuối cùng ngươi cũng biết, sai ca ta có bao nhiêu lợi hại rồi đúng không? Có điều ngươi yên tâm đi, ngươi so với cái đồ rác rưởi này tốt hơn nhiều, sai ta ca tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi hiểu chuyện một chút, ca ca tốt như ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Còn có lợi ích rất lớn. Nghe giọng nói bà khí, Di chỉ dám run giọng liếu díu, trọng giọng nói còn có mấy phần không thể tin được, bản thân giống như ở trong mơ. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, chuyện đó không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, ta không tin tất cả những thứ này, tất cả những chuyện này đều là ảo giác cho đến bây giờ ma tộc chúng ta đều luôn ở trên tất cả vạn linh đồ đăng đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không chật phật như vậy từ lúc sinh ra cho đến nay Silly đã là sự tồn tại cao cao tại thượng đột nhiên nhìn thấy tín ngưỡng của mình bị người khác nhìn ép chỉ cảm thấy tang quan sụp đổ nói thế nào đi chăng nữa nhất thời cũng khó mà tiếp nhận được xem ra Silly vẫn còn đang sống ở trong mờ căn bản không biết rõ thế giới rộng lớn lâu bản vĩ nhất miệng mỉm cười một từ a à, không phải bản quân tử nói chuyện đâm tâm nhưng sự thật chính là như thế ma tộc các ngươi nhìn thì giống như có thuốc gì đó nhưng ở trong đại cục chân chính cũng chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi rác rưởi mà thôi đến tương cách làm một quân cờ cũng kém một chút chúng ta ngoại trừ thiếu nguyên liệu mới thỉnh thoảng săn giết một chút ma tộc bình thường ai sẽ nhìn đến các ngươi một chút chứ đừng tưởng rằng người khác không thèm để ý đến thì bản thân chính là vô cùng lợi hại nếu như không phải thật sự không rảnh ma tộc các ngươi đã sớm bị tiêu diệt rồi Silly nghe đến nhìn chằm chằm, cắn răng liên tục lắc đầu, không thể nào ma tộc chúng ta tuyệt đối không yếu như thế ngươi đây là đang xỉ nhục chúng ta lâu bản vĩ bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu ánh mắt liếc nhìn số dưới chân xỉ nhục không tin ngươi hỏi một chút cái tên xấu xí này xem hắn lấy cái gì để phản bác ma tộc các ngươi chẳng qua chỉ là trốn ở trong khe hờ cầu sinh có hai tên rác rưởi lớn một chút làm tay sai đã coi bản thân mình có vốn liếng có thể tung hoành thiên hạ cũng chỉ có bản cha nam ta coi thường nếu không chỉ vài phút là đã tiêu diệt hết các ngươi có điều bản cha nam coi thường thì thời điểm ma tộc các ngươi bị hủy diệt cũng không còn xa nữa. Chỉ cần vị tiểu bằng hữu môn hạ cuối cùng của chủ nhân xuất hiện, các ngươi chính là đá đặt chân của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là vật liệu luyện tập mà thôi. Bị hủy diệt đã là điều được định trước, bạch, Silly nghe đến cả người ớn lạnh, phảng phất như bị hết một châu nước lạnh băng vạn năm, Silly không thể tin được, từ khi sinh ra vẫn luôn lấy thân phận ma tộc làm điều tự hào. Thế mà lại là sự tồn tại yếu đuối như thế, đủ mọi loại yêu việt lúc trước, lẽ nào chỉ là sự vô tri của mình nhìn đến đây, Silly không cam lòng vội vàng cúi đầu, chỉ nhìn thấy đồ đằng đại nhân ở dưới ghế đã lặng lẽ khép đôi mắt lại, không dám tiếp tục phát ra tiếng nào, giống như là ngầm đồng ý với tất cả, lại giống như là có vô vàn sợ hãi, giận mà không dám nói gì, loại dáng vẻ thấp hèn như thế khiến cho Silly nhìn đến trận mắt há mồm, lập tức sự trùng kích trước nay chưa từng có, giống như sóng to gió lớn không ngừng hiện lên trong lòng nàng, sóng sau cao hơn sóng trước, đủ mọi loại kiến thức và lịch duyệt lúc trước và thời khắc này đều bị nhấn chìm đến không thấy một chút nóng dáng nào. Tam quan sụp đổ, trước đây càng là cao cao tại thượng bao nhiêu, lúc này ngã đến thịt nát xương tan bấy nhiêu, cả người xí ly giống như là bị rút sạch khí lực, thoang cái ngồi liệt người trên mặt đất. Lâu bản vĩ cũng lười nói thêm cái gì nữa. Chỉ tùy ý chỉ điểm một câu, đây cũng là chân tướng của thế giới, có tin hay không tùy ngươi. Nếu như ngươi còn tưởng rằng ma tộc có bao nhiêu lợi hại, vậy thì cứ tiếp tục nằm mơ đi. Nếu như nghĩ thông rồi, bản cha nam cũng có thể cho ngươi một cơ hội xí ly nghe đến trong lòng run lên cả người bị áp lực lớn lao bao trùm lặng lẽ nhìn đồ đằng đại nhân trốn ở dưới chân tự tôn của nàng giống như bị lửa đỏ thiêu đốt mỗi một khắc đều cảm thấy vô cùng đau đớn trong đầu nhớ lại câu nói lúc nãy càng là không ngừng u buồn tâm cảnh cũng bắt đầu có chút dao động tay ngọc nắm chặt khó khăn trầm ngâm mấy giây cuối cùng xí ly cắn răng đứng dậy quỳ xuống na ta muốn nắm lấy cơ hội này xin đại nhân chỉ điểm cho ta biết ta nên trả cái giá như thế nào Tương lai mới có thể có được một con đường sống, lúc này Lâu bản vĩ mới thỏa mãn gật đầu một cái, mỉm cười trống cằm, "Ồ, oh, biết Đường mới là người thông minh, cũng không phí công có vóc dáng và khuôn mặt tốt như thế, Nào, đầu tiên nhảy cho đại gia một đoạn át bích đi." Đôi mắt Xí Ly mơ hồ, dường như không nghe hiểu thâm ý trong lời của Khô Lâu đại nhân, cũng may Lâu bản vĩ khéo hiểu lòng người, thân sĩ dạy dỗ một hồi, khiến cho Xí Ly bừng tỉnh hiểu ra, nàng không còn dám có chút do so dự nào. Đành phải nhẫn nhịn thệ thùng bắt đầu nhảy. Phong tình vạn trùng vô cùng mi hoặc hoàn toàn khác biệt với khí chất lạnh lùng lúc trước. Đúng là cũng có một chút tình thú khác biệt. Lâu bản vĩ nằm ở trên ghế dài thưởng thức điệu múa, tay nâng chén rượu, ý cười càng mày càng động, ha ha ha, đừng có dừng, tiếp tục múa. Nhất thời, một vùng đất trời nho nhỏ tràn ngập vui vẻ, vốn dĩ nên là thời gian chấn thủ khó khăn lại trở nên vô cùng hứng thú. Phong cảnh đẹp nhất thế gian ở gần ngay trước mắt, Vườn thụ một chút thời gian vui vẻ ngắn ngủi, dường như lâu bản vĩ không còn sự phóng túng của lúc trước ánh mắt dần dần bay về phía biển sao vô tận trong mắt lóe lên một tia kỳ vọng lam tinh khu vực thành phố bình giang ánh nắng chiếu khắp nơi dân cư thành thị vì cuộc sống mà bận rộn bôn ba trên đường người đi đều xe cộ lui tới có thứ tự dường như tất cả không hề có gì khác biệt với lúc trước giống như cảnh tượng đường phố bình thường trước khi hồi sinh linh khí thế giới trong mắt người bình thường đĩnh viễn đều không phải là chân tướng trong sự bận rộn lâu dài để nuôi sống gia đình cũng không có quá nhiều sức lực dư thừa để đi qua tâm cái khác cho dù có cái gì đáng sợ hung hiểm sẽ tự có người đi xử lý. cứ như thế cũng đã trở thành quen với cuộc sống hiện tại. ngoại trừ ban đêm nhất định cần phải cẩn thận gấp đôi. ban này cũng không có cái gì khác biệt. về phần làn sóng thú dữ đáng sợ ở ngoài thành trước đó vài ngày, căn bản không có mấy người biết được. tất cả tin tức đã sớm bị bộ săn ma phong tỏa. sự hung hiểm và đau khổ của thế giới này đều do bộ săn ma gánh chịu, bảo vệ cuộc sống ổn của người dân thành phố chính là trách nhiệm cho sự tồn tại của bọn họ. tổ chức thần bí kia giống như thần bảo vệ ở trong im lặng bảo vệ sự bình yên cuối cùng của thành phố Bình Giang. Nhưng mà, gần nửa tháng qua, bộ săn ma lại không có bất kỳ hành động gì. Cho dù ngày hôm nay ánh nắng sớm sán lạn, tổng bộ cục điều tra ở phía Đông Thành cũng rơi vào trong bầu không khí nặng nề, đến nghĩ nữ đội trưởng Từ Dung, đến cả khi gõ cửa cũng không có vững chắc như ngày trước. Đùng, đùng đùng, do dự mấy lần, Từ Dung mới gõ cửa văn phòng của trung đoàn trưởng, bên trong truyền đến giọng nói trầm trầm, vào đi. Từ Dung chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng bước vào văn phòng thấp thỏm nhìn về phía trước chỉ thấy tổng đội trưởng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ tích lớp thủy tinh nhìn thân ảnh bận rộn của đồng nghiệp trong tổng bộ thân sắc trên mặt vô cùng nghiêm túc dường như đã có đoán trước lập tức từ dung thật sự không biết mở miệng như thế nào lại lần nữa rơi vào im lặng tổng đội trưởng lên tiếng hỏi ngữ khí vô cùng bình tĩnh thế nào cao nhân kia có phải là không có bất kỳ manh mối nào không từ dung nghe tiếng gật đầu trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ ồ mấy tiểu đội khác của chúng ta lục soát điều tra khắp nơi mà thành căn bản không có dấu tích của bất kỳ người nào cư trú cũng không phát hiện một chút manh mối nào cao thủ kia đúng thật là giống như biến mất ở trong hư không vậy không để lại bất luận tin tức nào nói đến đây sự ấy này trong mắt Tử dung càng rõ ràng hơn ban đầu là từ dung không quan tâm trình tự Cứ ép xông vào văn phòng của tổng đội trưởng báo cáo hình ảnh cao nhân mà mình nhìn thấy trong đêm còn vô cùng mong chờ đối với cao nhân kia tổng đội trưởng cũng vì chuyện này mà kích động rất lâu còn hạ lệnh cho mấy tiểu đội đồng thời tìm kiếm kết quả thì hay rồi không quan tâm hậu quả kích động cả nửa ngày còn hao tốn tinh lực rất lớn tìm kiếm hơn nửa tháng thế mà lại không thu hoạch được cái gì loại việc này đặt ở trên người tử dung đúng thật là sự thất bại không thể nào chấp nhận được dường như hách đội trưởng đã hiểu rõ tất cả vẫn luôn không quay người nhìn lại chỉ cười lên tiếng trấn an ta biết rồi tiểu tử ngươi cũng không cần nản trí như thế cao nhân như vậy chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tìm đến. Không cần biết bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, chỉ cần có thể mời được vị kia, cục diện của toàn bộ thành phố Bình Giang chúng ta đều sẽ nhiệt chuyển, tất cả đều đáng giá. Lần này ngươi đến đây, chắc không phải chỉ là để vì lại lần nữa báo cáo tìm người không có kết quả đấy chứ. Từ dung nghe tiếng hít thật sâu một hơi, cuối cùng thả lỏng mấy phần, sau đó mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt đã khôi phục dáng vẻ trang nghiêm và dày dặn của ngày trước, báo cáo tổng đội trưởng gần đây nhìn thì có vẻ yên lặng nhưng trong đêm lại liên tiếp xảy ra mấy chuyện lớn lại cộng thêm điên qua phát hiện thi thể mỹ linh xung quanh thành phố bình giang chúng ta xuất hiện mấy loại mỹ linh đều đã bị đuổi tận giết tuyệt giống như là có người đang tận lực tiêu diệt toàn tộc mỹ linh diệt toàn tộc tổng đội trưởng nghe xong sững sờ mắt kinh phản chiếu một tia ánh sáng đợi đến khi xoay người lại vị tổng đội trưởng từ trước đến giờ vẫn luôn trầm ổn lúc này trên mặt đã khó mà bình tĩnh chân mày hơi nhíu lại phảng phất như là nghe được chuyện gì đó không thể tin được ngươi chắc chắn chứ mỹ linh là sự tồn tại vô cùng hung tàn cho dù chúng ta điều động toàn bộ bộ săn ma cũng không thể nào làm được đến tình trạng như thế này suy đoán tiêu diệt toàn tộc này cũng không phải chuyện nhỏ thành bình giang chúng ta sao có thể có loại sức mạnh này đối mặt với uy thế chất vấn bất phàm thân sắc từ dung trở nên nghiêm túc tổng đội trưởng việc này vô cùng chính xác mấy lần trước đều là tin tức các đội bẩm báo mấy đội trưởng của chúng ta cũng đều từng đến hiện trường tàn sát điều tra mỹ linh không có một người nào sống sót đêm qua đội viên của tiểu đội chúng ta tuần tra ở thành bên trong lúc vô tình phát hiện một chỗ đất hoang dường như đã từng có mỹ linh tập trung ở đó nhưng hiện tại cũng đã biến thành lò sát sinh cơ lớn tình trạng chết của mỹ linh vô cùng thảm bị người ta tận diệt nghe thấy lời nói thông báo chắc như đinh đóng cột tổng đội trưởng cũng có chút không bình tĩnh được nữa tổng đội trưởng nâng mắt kính lên trong giọng nói có mấy phần vội vàng rất rõ nơi đó cụ thể ở vị trí nào từ dung lập tức lên tiếng nói vô cùng chi tiết ở ngay ngoài thành 15 dặm đi về phía nam, dưới chân núi hoang phía đông bắc. Mai thành căn bản không có người đi lại, nhưng vì để tránh để lộ tin tức, gây nên khủng khoảng không cần thiết, tiểu đội chúng ta đã phong tỏa hiện trường. Tổng đội trưởng suy nghĩ một chút, lập tức mặc áo khoác vào hạ lệnh, "Ồ, làm tốt lắm." Lập tức dẫn đường, ta muốn đích thân đến hiện trường điều tra. Từ Dung nghe xong mật đầu, như người mở cửa phòng lập tức xuất phát đi theo. Chưa đến mười mấy phút, mấy chiếc xe nhỏ lái nhanh về phía Nam thành, đứng ở dưới chân núi hoang, tổng đội trưởng đích thân ra mặt khiến cho thần sắc của đội viên bộ dân ma ở bốn phía trở nên căng thẳng đi qua dây phong tỏa thần sắc của tổng đội trưởng vẫn luôn nghiêm trọng cũng không nhàn rỗi để ý đến những đội viên còn lại mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy vô số cỗ thi thể mỹ linh cả người trải rộng vết thương đáng sợ tổng đội trưởng cũng choáng váng những vết thương nhìn thấy mà giật mình kia đúng là có chút biến thái cho dù là đối mặt với mỹ linh phương pháp ra tay này cũng thật sự quá ác cho dù có 10 cái mạng cũng sẽ chết hết càng đáng sợ hơn chính là khi tổng đội trưởng đến gần nhìn kỹ thế mà lại phát hiện mỗi một mỹ linh đều có mấy đạo vết thương chí mạng căn bản không hợp với lẽ thường nhìn có vẻ quả thật giống như một trận ngược sát tổng đội trưởng điều tra nhìn hồi lâu đôi mắt cũng bắt đầu chấn động đây nếu như chỉ là vì diệt trừ mỹ linh một đòn mất mạng cũng đã đủ rồi hoàn toàn không cần thiết hạ nhiều lần sát thủ như thế những vết thương này cũng mới không đồng nhất càng giống như là sau khi chết chém thêm mấy đao trận chém giết này quá đáng sợ cũng không biết là sự tồn tại này có năng lực như thế nào, hơn nữa còn tàn nhẫn như thế. Còn bổ thêm mấy đao với tất cả mỹ linh, đây cũng không phải là giết chóc bình thường, mà càng giống loại báo thủ nào đó. Rốt cuộc là ai làm đây? Đột nhiên tổng đội trưởng rơi vào chấn động vô cùng lớn, nhìn thi thể nằm ở khắp nơi cả người lâm vào trong khủng khoảng, phía sau loại hiện trường chảm liệt này, dường như là báo trước có một vị tồn tại đáng sợ địch ta khó phân biệt. Loại thủ đoạn này quả thực khiến người ta sợ hãi, đến tổng đội trưởng cũng sinh ra hoang mang chưa từng có ở tận đáy lòng về phần những người khác của bộ sân ma càng là kinh hãi đến đương mắt nhìn nhau lúc lâu sau cũng không dám phát ra tiếng nào ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể nằm ở khắp nơi hoàn toàn trầm mặc chỉ có từ dung thấp giọng phân tích từ tận cho tổng đội trưởng trong đáy mắt cũng dần dần hiện lên thần tình kinh nghi trong đầu cũng hiện lên ký ức của nửa tháng trước một đêm kia sau khi trải qua làn sóng thú dữ đáng sợ các đội viên đã từng đi ra ngoài thành kiểm tra thi thể phát hiện có không ít thi thể đều bị người khác bổ thêm mấy đao lúc ấy còn kinh ngạc thảo luận nửa ngày cho đến bây giờ vẫn còn có ấn tượng rất sâu bây giờ cũng là chuyện chém thêm đao y như thế sự trùng hợp này thật sự quá kỳ lạ khiến cho tử dung không khỏi rơi vào trầm tư tiếp tục suy nghĩ tử dung đúng thật là phát hiện có một điểm trùng nhau đêm nó tộc mỹ linh bị đao chém dường như là chủng tộc mỹ linh bị tiêu diệt gần đây chuyện này đột nhiên đôi mắt của tử dung run lên giống như là phát giác được chân tướng gì đó nếu như nói một lần, còn có thể là trùng hợp, nhưng thậm chí là ba lần, vậy thì tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà nhất định là có mối liên hệ nào đó, đúng vào lúc Từ Dung mơ hồ giống như là nghĩ đến cái gì đó. Sắc trời đã dần dần tối, ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất, khắp nơi đều có dị tộc ẩn hiện, đi lại ở ngoài thành tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, trên người của bộ săn ma còn có trách nhiệm bảo vệ người dân thành thị, không thể tiếp tục dừng ở chỗ này. Tổng đội trưởng nhìn một chút thi thể ở khắp nơi, quay người trầm giọng hạ lệnh, đầu tiên trở về nội thành trước chuyện này nhất định phải báo lên trên xử lý sau khi điều tra kỹ càng mới tiếp tục bố trí hành động phía sau bất luận người nào cũng không được tùy tiện truyền ra ngoài nghe xong từ dung cũng thu hồi suy nghĩ đang phân tán của mình lập tức lên tiếng đáp lại mấy chiếc xe nhỏ lần lượt xuất phát đi trên con đường hướng về thành bình giang trên đường đi sắc trời càng ngày càng mờ trong lòng từ dung cũng càng ngày càng loạn đột nhiên từ dung cảm thấy suy nghĩ phân tán trong lòng trở nên hoảng loạn chưa từng có Dường như các loại dị thường của thành phố Bình Giang trong thời gian gần đây đều cứ kỳ lạ và trùng hợp như thế, nhiều đến mức khiến người ta không thở nổi. Đầu tiên là mị linh cao cấp xuất hiện, tiếp đó là làn sóng thu giữ đáng sợ ở ngoài thành, còn có cao thủ thần bí kia. Gần đây loại phát hiện đủ loại kiệt tác diệt tộc đáng sợ, đều khiến cho người đứng ngoài quan sát hiện trường không rét mà run. Đủ các loại chuyện lớn như thế này, dường như đang không ngừng xảy ra, khiến cho trên dưới bộ săn ma thần kinh căng thẳng. Đến ngay cả vị đội trưởng cấp bậc tinh anh như Từ Dung cũng cảm thấy có tâm mà không có lực phảng phất như có một sự tồn tại đáng sợ nào đó sắp sửa xuất thế đánh vỡ sự yên ổn không dễ có được của thành phố bình giang phúc họa khó lường từ dung ngồi cách cửa sổ nhìn đường đi hoang vu lờ mờ thân sắc trở nên vô cùng trầm trọng vào thời khắc này xe từ dung đang ngồi bất ngờ dừng lại vốn dĩ thần kinh của từ dung đã căng cứng đột nhiên vô thức nước mắt lên nhìn chằm chằm đồng thời trầm giọng lên tiếng hỏi tài xế tình huống gì vậy nhưng tài xế cũng không rõ ràng cho lắm đang phải lấy bộ đàm ra hỏi không đến mấy giây, bộ đàm truyền đến lời nói bất đắc dĩ giờ xe phía trước. Lúc này mới khiến cho bầu không khí căng thẳng trong xe tư tán đi mấy phần. Chuyện này không có việc gì, chỉ là đụng phải một người qua đường to gan. Chúng ta đang hỏi, tuy thế mới tạm thời dừng lại. Ngươi qua đường, nhìn đường đi hoang vu dần lờ mờ tối. Từ dung nghe xong nhíu mày liễu lại. Chỉ cần là một người có chút kiến thức bình thường, đều biết ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ở trong nội thành, dân chúng cũng đều sẽ an ổn trốn ở trong nhà càng đừng nói đến việc chạy loạn ở nơi hoang vu bên ngoài thành này đây không chỉ là lớn van quả thực là lấy mạng ra để đùa nàng bất giác mở cửa xe ra nhìn muốn nhìn xem một chút rốt cuộc là ai ai ngờ được vừa mới nhìn về phía trước đôi mắt của tử dung đã kinh hãi đến co rụt lại dáng vẻ lười biếng kia chính là ngô đào trong đêm gặp đầu tiên ngày đó người này không biết sống chết lắc lư ở trong nội thành hôm nay lòng dũng cảm càng là lớn đến không có biên giới thế mà còn chạy ra đến ngoài thành tử dung và đồng nghiệp vì bảo vệ sự an toàn của người dân thành phố không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm người ta thì hay rồi thật sự coi sinh mạng của mình không đáng một đồng đồng thời cũng lấy thứ mọi người cống hiến ra trà đạp coi thường càng nhìn càng tức giận từ dung cũng không thèm quan tâm đến việc trong xe ở phía sau lưng còn có đội trưởng mặt lạnh lùng đi lên phía trước giáo huấn con người ngươi đây là có chuyện gì vậy rõ ràng tình thế bây giờ nghiêm trọng người khác đều biết chân quý tính mạng tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác chạy lung tung đây không chỉ là gây thêm phiền phức cho chúng ta mà còn là đang lấy tính mạng ra để đùa lần trước dù sao cũng là ở trong nội thành cho dù có nguy hiểm cũng sẽ có người nhanh chóng chạy đến bảo vệ ngươi thế mà lần này ngươi lại chạy đến ngoài thành nơi này đến ban ngày cũng không nhất định an toàn ngươi có biết rốt cuộc nguy hiểm cơ nào không hả mau chóng về nhà đừng có để cho ta nhìn thấy ngươi chạy lung tung nữa sau mấy câu dạy dỗ tức giận của từ dung vẫn còn khó bình tĩnh trở lại nhìn thấy bộ dáng vô cùng lười nhác của ngô đào từ dung cũng không có tâm tình lãng phí miệng lưỡi nữa nhìn về phía đồng nghiệp nói mấy câu rồi chuẩn bị phái ra một chiếc xe đưa hắn trở về thành Bình Giang trước. loại động tĩnh này, đương nhiên bị tổng đội trưởng ở bên trong xe phía sau để ý đến. tổng đội trưởng ra hiệu một tiếng, họ tử Dung đến. lập tức nhìn thấy thuộc hạ tinh anh này còn chưa hết lửa giận, nói năng đúng là trung hoa nhưng lại mềm lòng phái xe đưa người về. tổng đội trưởng cũng không kìm nổi tò mò gọi Từ Dung lên xe. đội xe mới lại lần nữa xuất phát. trong xe, tổng đội trưởng thừa dịp thời gian ngồi xe nhàn hạ bắt đầu hỏi, tiểu tử a, tại sao ngươi đột nhiên lại có tức giận lớn như thế? đây cũng không giống tác phong của ngươi ngươi và người kia có quen biết không từ dung nghe xong thu lại mấy phần lửa giận bất đắc dĩ thở dài ai tổng đội trưởng ngài không biết lúc trước ta từng đụng phải người này ở trong nội thành một lần đêm hôm khuya khoát hắn đi bộ loạn khắp nơi thiếu chút nữa xảy ra chuyện kết quả đến bây giờ còn không nhớ kỹ thậm chí gian còn lớn hơn tản bộ ra đến bên ngoài thành rồi người này đúng thật là kỳ lạ nói hắn phúc lớn mạng lớn cũng không thể đi lung tung như thế nói hắn lớn gian trong nhà lại phòng bị cẩn thận đối mặt với loại người này ta thật sự là không có một chút tinh khí nào nói chuyện trong lúc rảnh rỗi lý vi vi ngồi ở ghế phụ phía trước cũng cười phụ họa đúng 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 những chuyện đội trưởng nói đều là tình hình thực tế người này đúng thật là quái thai tổng đội trưởng ai có điều không biết trong nhà hắn thế mà có chín cửa chống trộm đều sắp dày đến gần 1 mét rồi nghe thấy hai nữ thuộc hạ phản nàn trong giọng nói đều có mấy phần cam giận bất bình hát đội trưởng chỉ cười khẽ rồi gật đầu không hề lên tiếng nói nhiều dù sao hắn cũng là thân ở vị trí cao từng nhìn thấy đủ loại chuyện cổ quái đương nhiên không đến mức để cho một người bình thường làm cho tức giận đến mức mất đi phong thái nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thêm một chút hắn cũng là chân mày hơi nhíu lại không đúng một người bình thường cho dù chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi cũng sẽ không tùy ý đi ra ngoài vào ban đêm càng sẽ không tùy ý ra khỏi thành người này rõ ràng nhì không giống kẻ ngốc có người bình thường nào mà lại đi lại trong đêm trừ phi người này tự tin đi ra ngoài không có nguy hiểm gì cho dù có đủ loại linh dị hắn cũng không để vào mắt như thế mới miễn cưỡng nói thông được bạch giọng nói trầm trầm vang lên ngươi ở trong xe đều kinh ngạc ngoái nhìn ngươi không sợ linh dị ta nhìn hắn cực kỳ bình thường không có lợi hại như vậy cho dù là bộ săn ma chúng ta cũng không có ai dám vỗ mực nói bản thân căn bản không sợ dị linh huống hồ bây giờ còn có nhiều mỹ linh ẩn hiện như thế đối mặt với sự nghi hoặc của hai nữ tử ánh mắt của tổng đội trưởng cũng trở nên thâm trầm các ngươi nói không sai dựa vào bề ngoài và khí độ mà nhìn có lẽ hắn không có loại thực lực đó nhưng không sợ dị linh không hẳn cần phải có đủ thực lực mới được nếu như hắn căn bản không phải loài người mà là dị linh thì sao nói đến đây trong mắt kinh của tổng đội trưởng lóe lên một ánh sáng từ dung nghe xong cũng đột nhiên cứng đờ bất ngờ mở to mắt ngoái nhìn tổng đội trưởng ngay là nói người này là mỹ linh cao cấp trong truyền thuyết huyễn linh lý vi vi cũng mới phản ứng lại cả mặt sợ hãi kêu lên huyễn linh nếu như hắn thật sự là huyễn linh biến thành dáng vẻ của loài người chúng ta cũng không phải việc gì khó khó trách dám một mình đi linh tinh ra ngoài hóa ra hắn là giả trang thành loài người nhìn dáng vẻ kinh ngạc sợ hãi của tiểu cô nương tổng đội trưởng mỉm cười cũng không hẳn như thế đây chỉ là một loại suy đoán hắn không hẳn đã là huyễn linh cũng có khả năng thật sự có đủ năng lực là người săn linh chưa đăng ký ở trong danh sách lời nói phân tích toàn diện lập tức khiến mọi người kính nể vượt đầu nhưng trong đáy mắt tổng đội trưởng lại không có một chút nào buông lỏng ngược lại ngữ khí càng nặng nề hơn không cần biết như thế nào người này vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không thể có một chút nào qua loa cho dù không phải là huyễn linh cũng là sức mạnh nằm bên ngoài sự không chế của chúng ta lại nhiều lần đi lanh quanh vào ban đêm không biết có mục đích gì nhất định cần phái người theo dõi vào thời điểm tình thế trở nên nghiêm trọng thành phố bình giang tuyệt đối không thể cho phép có bất luận biến số gì nghe xong trong mắt từ dung lộ ra mấy phần nghiêm túc lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với lý vi vi bắt đầu từ hôm nay ngươi phải thường xuyên nhìn nhìn chằm chằm vào tên này lý vi vi nghiêm túc nhận lệnh vẻ mặt kiên định Tuân lệnh đội trưởng nói sao trong mắt tiểu cô nương này còn có mấy phần bất bình và cảm khái không ngờ được thế mà cái tên lai lịch không rõ này đúng thật là ẩn giấu đủ sâu chúng ta thiết chút nữa bị hắn lừa rồi nếu không phải tổng đội trưởng kiến thức hơn người đúng thật là để cho hắn ta hồ đồ vực ải tiếng than phục phát ra từ tận đáy lòng khiến cho mấy người trong xe liên tục gật đầu trong mắt tử dung cũng mộ ra vẻ xấu hổ trong ánh mắt nhìn về phía tổng đội trưởng càng là tràn ngập ánh sáng sùng kính trong ánh mắt nhìn chăm chăm kính nể của mọi người tổng đội trưởng mỉm cười lúc này mới nói đến chính sự tiểu tử hôm nay chúng ta đi điều tra thực địa thi thể mỹ linh ngươi có cảm tưởng gì không đối với sự tồn tại tiêu diệt tàn sát mỹ linh này nên điều tra tìm kiếm như thế nào có ý tưởng gì lớn gian nói ra chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút nghe thấy câu hỏi của tổng đội trưởng từ dung đã sớm có một chút suy đoán manh mối ở trong đầu dần dần nối liền với nhau ngay lập tức thốt ra. Tổng đội trưởng, đúng như những gì ngài nói. Hình dạng chết của những mỹ linh kia cực chảm, tuyệt đối là bị người khác chén thêm đau, giống như là hành động trả thù nào đó. Thực lực của sự tồn tại này nhất định mạnh mẽ, không phải là người mà chúng ta có thể tùy tiện tìm đến. Có điều, ta cũng phát hiện có một điểm giống nhau. Ánh mắt tổng đội trưởng lộ ra vẻ tán thường, chờ mong gật đầu lên tiếng. Ồ, ngươi phát hiện có điểm gì giống nhau, nói một chút nghe xem. Từ dung càng ngày càng khẳng định gật đầu, ngữ khí cũng trầm ổn hơn không ít chuyện mấy lần bị linh bị chém dứt tiêu diệt quy mô lớn còn có chuyện thủy triều thú giữ lúc trước đều là xảy ra ở ngoài cổng thành đồng thời cũng phát sinh ở trong đêm thời gian và địa điểm giống nhau chưa từng có điểm khác biệt chúng ta có thể coi hai điểm này xem như là nhân cốt mấu chốt để thu nhào phạm vi điều tra truy tìm lý vi vi nghe xong có chút mơ hồ tổng đội trưởng lại là ý cười càng đậm nâng mắt kính lên gật đầu lên tiếng ồ không tệ chỉ cần chúng ta phái người chú ý động tĩnh ở ngoài thành nói không chừng có thể phát hiện tung tích của sự tồn tại đáng sợ này đây đúng thật là phương pháp có thể chi hành được ngươi nắm bắt thời gian điều tra một chút xung quanh thành phố bình giang chúng ta có còn dấu tích của mỹ linh khác hoạt động hay không từ dung lập tức gọi người đến không bao lâu đã vang lên giọng nói phân chấn tổng đội trưởng đã điều tra rõ đây phía thanh hạ ở phía bắc thành đã từng xuất hiện một số lượng lớn tung tích mỹ linh chỉ là cho đến bây giờ chưa phát hiện ra thi thể nào có lẽ đó chính là mục tiêu kế tiếp của sự tồn tại đáng sợ kia Nghe đến đó, Lý Vi Vi mới bừng tỉnh hiểu ra. Ồ, ta hiểu rồi, ý của đội trưởng là nói chúng ta theo quy luật mấy ngày trước, đầu tiên đi địa điểm tiếp theo ôm cây đợi thỏ. Như thế có thể điều tra rõ rốt cuộc có sự tồn tại đáng sợ nào đã ra tay. Tổng đội trưởng mỉm cười, từ dung nắm bắt thời cơ, lên tiếng giống như trên người có tội muốn lập cuộc trục tội. Tổng đội trưởng,